Ngươi nói đi. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, trong mắt hiện lên quang mang quỷ dị, lập tức nhìn vào Thác Bạt Đỉnh. Hư linh huyền ấn, thời không loạn. Trong lòng Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, thời gian gấp 30 lần lập tức được thi triển, khí tức quỷ dị trước người đồng hóa gợn sóng trong không gian, lập tức bao phủ lên trên người Thác Bạt Đỉnh. Trong nháy mắt hai mắt Thác Bạt Đỉnh ngốc trệ, trong sát na hồi phục tinh thần lại thì thân ảnh Lục Lâm Thiên đã tới trước người hắn, trong sát na này khuôn mặt già nua biến sắc, chuyển thành màu gan heo. Ồ! Nhìn qua thân ảnh của Lục Lâm Thiên, khí tức quỷ dị đồng hóa gợn sóng, người bạch hổ hoàng tộc lần nữa biến sắc. Phanh! Trong sát na, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện, không có một chút đình trệ này, tát một cái vào trên khuôn mặt già nua của Thác Bạt Đỉnh. Tát ra một cái, tiếng vang thanh thúy truyền tới, trên khuôn mặt Thác Bạt Đỉnh xuất hiện năm dấu tay. Phụt! Trong miệng Thác Bạt Đỉnh phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lập tức bay ra bên ngoài mấy mét. Siêu siêu! Trong nháy mắt này cơ hồ tất cả ánh mắt đều run rẩy. Thác Bạt Đỉnh là đại trưởng lão Thác Bạt Hoàng tộc A. Nếu như đánh hắn bị trọng thương thì cũng chỉ là tài nghệ không bằng người mà thôi. Nhưng mà nếu như tát thì không giống vậy, đây chính là mặt mũi A. Không chỉ đánh mặt Thác Bạt Đỉnh mà còn cả mặt mũi Thác Bạt Hoàng tộc, lá gan này của Lục Lâm Thiên cũng quá lớn. Lục Lâm Thiên, ngươi dám đánh mặt ta. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Thác Bạt Đỉnh giãy giụa đứng lên, không quan tâm tới khóe miệng còn vết máu. Cảm nhận một bên má nóng rát, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Dường như bản thân hắn so với người ngoài còn kinh ngạc hơn khi Lục Lâm Thiên đánh vào mặt hắn. Lão cẩu, đánh mặt ngươi thì làm sao? Lục Lâm Thiên lạnh lẽo cười, thân ảnh như quỷ mị lóe lên, ngay trong ánh mắt kinh ngạc tới cực điểm của Thác Bạt Đỉnh, lần nữa xuất hiện trước mắt Thác Bạt Đỉnh. Tay đánh ra mấy đạo cấm chế lên người Thác Bạt Đỉnh, lập tức cấm chế Thác Bạt Đỉnh, lúc này trên mặt hắn còn hiện lên vẻ kinh ngạc. Lão cẩu, ngươi có thấy không? Động vào ngươi thì làm sao? Đây là Lục Lâm Thiên ta đánh. Lục Lâm Thiên lạnh lẽo nhìn Thác Bạt Đỉnh, bàn tay nhanh như thiểm điện, lập tức tát hơn chục cái vào hai má Thác Bạt Đỉnh. Đánh sưng đỏ khuôn mặt già nua của Thác Bạt Đỉnh, máu tươi trong miệng phun ra, bên trong xen lẫn vài chiếc răng. Lục Lâm Thiên, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Thác Bạt Hoàng tộc ta tuyệt đối không buông tha cho ngươi. Thác Bạt Thanh Vũ nổi giận, bàn chân đạp mạnh mặt đất, thổ hoàng khí vượt qua cấp độ thiên cấp tuôn ra, mặt đất rạn nứt, thân hình lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên, tu vi vũ tôn cửu trọng tuôn ra. Ngươi lại ngứa ra rồi. Thân ảnh Thác Bạt Thanh Vũ vừa mới động, thân ảnh Tiểu Long so với Thác Bạt Thanh Vũ còn nhanh hơn, lập tức xuất hiện trước người hắn. Cánh tay đánh ra một đạo quyền ấn hung hăng rơi vào trên người Thác Bạt Thanh Vũ. Phanh! Thanh âm trầm thấp bạo liệt vang lên, thân ảnh Thác Bạt Thanh Vũ giống như diều đứt dây, bị một quyền của Tiểu Long đánh bay về phía sau. Xem ra Tiểu Long cũng tức giận, một quyền này không có lưu tình một chút nào. Phụt! Thác Bạt Thanh Vũ đang ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi. Ai? Nhìn kết cục của Thác Bạt Thanh Vũ, cường giả các đại hoàng tộc khác kinh ngạc cười khổ. Thác Bạt hoàng tộc này thật đúng là trí nhớ kém, vừa rồi lại trêu vào Lục Lâm Thiên này. Lục Lâm Thiên này chính là người không sợ trời không sợ đất, thực lực hết lần này tới lần khác lại vô cùng khủng bố, ai trêu vào tiểu tử này thì quả thực không may. Đại trưởng lão, thần tử. Cường giả Thác Bạt gia tộc biết rõ thực lực không đủ, lúc này hét lớn một tiếng. Con mẹ nó, ai dám động? Cùng kỳ tôn giả hét lớn một tiếng, khí tức chuẩn đế tuôn ra. Tập trung lên trên thân đám người Thác Bạt hoàng tộc, tu vi chuẩn đế đối phó với đám người có tu vi tôn cấp của Thác Bạt hoàng tộc quá dư giả. Đế khôi, ai dám lộn xộn, giết không tha. Lục Lâm Thiên lạnh lùng quay đầu lại, gọi đế khôi từ trong nhẫn chữ vật ra. Ô! Đế khôi xuất hiện, hai tay run run, toàn thân ngăm đen tái nhợt, tựa như núi lớn không thể dung chuyển. Một cỗ uy áp mênh mông như biển cả lan tràn, thân thể ngạo nghễ đứng thẳng, khí tức lạnh lẽo sắc bén tuôn ra. Khôi lỗi chuẩn đế. Nhìn khôi lỗi này, không ít người biến sắc, sắc mặt người của Thác Bạt hoàng tộc khó coi, không dám vọt lên phía trước. Thổ hoàng khí của bọn họ trước mặt khôi lỗi này vô dụng. Phanh. Cuối cùng Lục Lâm Thiên tiếp tục tát vào mặt của Thác Bạt Đỉnh, khuôn mặt già nua của Thác Bạt Đỉnh sưng đỏ giống như tụ máu, ánh mắt ngây dại ra, dường như đã bị Lục Lâm Thiên đánh cho ngây ngốc. Lão cẩu, đừng tưởng rằng là người Thác Bạt gia thì ta không dám động tới ngươi.
Ta một đường tu luyện tới hiện tại không biết trải qua sinh tử mấy chục lần, cho nên mặt mũi của Thác Bạt gia thì các ngươi tự giữ. Đừng tưởng rằng ta nể mặt Thác Bạt gia các ngươi. Ngươi ở trước mặt ta cái gì cũng không phải, đừng mang cái gọi là hoàng tộc ra dọa ta. Lục Lâm Thiên dứt lời, trường bào run lên, thuận tay cởi bỏ cấm chế trên người Thác Bạt đỉnh. Khục khục, thân ảnh Thác Bạt đỉnh lùi về phía sau hai bước, ánh mắt ngốc trệ, dường như bị Lục Lâm Thiên làm cho rung động triệt để. Hắn đâu có ngờ tới Lục Lâm Thiên thật sự dám động vào hắn. Hay cho người hung hăng càn quấy. Thái Công Tĩnh Nhiễm nhìn thân ảnh nam tử áo bào xanh ngạo nghễ một phương, đôi môi khẽ cắn. Rốt cuộc nàng đã hiểu vì sao Bắc Cung Vô Song cùng với Độc Cô Cảnh Văn đều ở bên cạnh hắn. Trừ thực lực bên ngoài ra, quan trọng hơn là những thứ khác trên người. Đối với các nàng mà nói, có thể hấp dẫn người như các nàng cũng không chỉ có thực lực là đủ. Lục Lâm Thiên bá đạo, hung hăng càn quấy. Thế nhưng sợ rằng từ nay về sau Thác Bạt gia sẽ nổi giận. Thái Công Tố dường như nghe được lời nói của Thái Công Tĩnh Nhiễm, khẽ nói nhỏ bên tai Thái Công Tĩnh Nhiễm. Thác Bạt gia nổi giận thì thế nào? Thực lực của Lục Lâm Thiên bày ở đó, lại có lệnh cấm đế giả không thể ra tay, lại nói quan hệ của Lục Lâm Thiên và Thanh Long Hoàng tộc, tăng thêm tam đại thú hoàng tộc khác, Thác Bạt gia này có lẽ cũng không dám làm gì. Thái Công Tĩnh Nhiễm nheo mắt, dường như cũng không coi Thác Bạt gia vào đâu. Ánh mắt Thái Công Tố khẽ nhúc nhích, cũng không nói thêm gì. Vị thần nữ của gia tộc gần đây ít xuất hiện, thế nhưng nàng biết, thần nữ của gia tộc mình không đơn giản một chút nào. Lục Lâm Thiên này thật là bá đạo. Hai mắt Lam Thập Tam tỏa sáng, triệt để bái phục Lục Lâm Thiên. Đại trưởng lão Thác Bạt hoàng tộc hắn cũng dám đánh như vậy, ít nhất Lam Thập Tam không dám. Hừ! Lăng Thanh Tuyệt hừ lạnh một tiếng, ánh mắt không nhìn ra chút biến hóa gì, cũng không biết chóc lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Phanh! Thác Bạt Thanh Vũ từ trên không trung rơi xuống mặt đất ầm ầm run lên, đất núi rung chuyển. Người của Thác Bạt gia tộc bị đế khôi cùng kỳ tôn giả ngăn chặn, không dám động tới Lục Lâm Thiên, lúc này nhanh chóng dìu Thác Bạt Thanh Vũ đứng dậy, vẻ mặt nghẹn khuất, vô cùng khó coi. Lục Lâm Thiên, Thác Bạt hoàng tộc ta tuyệt đối không buông tha cho ngươi. Hai mắt Thác Bạt đỉnh đỏ tươi như máu nhìn về phía Lục Lâm Thiên, toàn thân tràn ngập vết thương. Không biết vì cái gì hắn không dám lớn tiếng kêu gào với Tiểu Long, dường như so với Lục Lâm Thiên, hắn càng sợ Tiểu Long hơn. Thật sao, có tin ngay bây giờ ta sẽ đem tất cả đám người Thác Bạt gia tộc các ngươi đánh thành mây khói hay không? Về phần Thác Bạt hoàng tộc muốn đối phó với ta cũng là chuyện sau đó, dù sao ta cũng sẽ để cho các ngươi chết trước ta. Lục Lâm Thiên lạnh lùng cười, dùng ánh mắt châm chọc nhìn về phía Thác Bạt Thanh Vũ nói. Nhưng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nghe nói đế giả trên đại lục đã bị cấm chế không thể ra tay. Dưới đế giả, người của Thác Bạt gia các ngươi tới bao nhiêu ta cũng có thể giết bấy nhiêu. Không tin thì cứ thử xem. Ngươi, phụt. Thác Bạt Thanh Vũ không nói hết, có lẽ là tức giận công tâm, tăng thêm bị Tiểu Long làm trọng thương, khí huyết nhộn nhạo cho nên lại phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt của tất cả cường giả Thác Bạt gia có mặt ở đây trở nên khó coi. Lời Lục Lâm Thiên nói là sự thật. Dưới đế giả hiện tại không có ai có thể làm gì được Lục Lâm Thiên. Về phần thổ hoàng khí của Thác Bạt gia tộc đối với Lục Lâm Thiên mà nói, vô dụng. Chư vị, nơi này không phải là nơi giải quyết ân oán. Ta cảm thấy chỉ là hiểu lầm, chư vị không nên gây chiến a. Hiên Viên Triệt có chút xấu hổ, tiến lên nói. Coi như chư vị có ân oán, ta cảm thấy sau khi ra ngoài giải quyết thì tốt hơn. Nơi này tuyệt đối không phải là nơi giải quyết ân oán tốt nhất. Lục Lâm Thiên, khoản sổ sách này sau khi ra ngoài chúng ta lại tính. Thác Bạt Thanh Vũ hung hăng trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên. Có Hiên Viên Triệt bước ra, đương nhiên hắn phải mượn cơ hội xuống đài. Thực lực của Lục Lâm Thiên không phải là người như hắn có thể đối phó. Tuy rằng hắn là người lỗ mãng, thế nhưng tuyệt đối không phải là kẻ ngu. Lại nói kẻ ngu cũng không tu luyện được tu vi như hắn hiện tại. Lục Lâm Thiên, ngươi cảm thấy thế nào? Hiên Viên Triệt nhìn Lục Lâm Thiên hỏi. Ta không có ý kiến, nếu như có kẻ nào đó không phục thì cứ tùy thời tới tìm ta. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, thân ảnh lóe lên, lùi lại bên người Tiểu Long, cũng không có để ý tới người của Thác Bạt gia tộc mà nói với Tiểu Long. Tiểu Long, đệ thì thế nào? Lão đại, đệ thì có thể thế nào được cơ chứ? Loại mặt hàng này tùy thời đệ cũng có thể diệt.
Tiểu Long lạnh nhạt nhìn về phía Thác Bạt Thanh Vũ đầm đìa máu tươi, tràn ngập vết thương. Hắn cũng không có đặt Thác Bạt Thanh Vũ vào trong mắt. Mọi người tới đây, nhất định đều muốn biết bí mật sau lưng địa đồ. Ta tin rằng không có ai phản đối, đến lúc đó nếu như có bảo vật, mỗi người có địa đồ đều được phân một phần. Thiên Địa Các và Linh Vũ Giới cũng không phản đối, Tử Yên, Lăng Thanh Tuyệt cùng mọi người không nói gì, dường như cũng đã đồng ý. Lục Lâm Thiên mọi người dường như đều đồng ý, người thì sao? Hiên Viên Triệt nhìn Lục Lâm Thiên hỏi. Ta vốn không có ý kiến. Lục Lâm Thiên nhìn qua mọi người, nói. Bất quá hiện tại ta bị người khác làm ảnh hưởng tâm tình, cái gì mà bảo vật, địa đồ ta không có hứng thú. Ta nên sớm trở về Diệt Thiên Địa Minh thì tốt hơn. Cũng không nên ở đây mạo hiểm. Lục Lâm Thiên nói xong khẽ thở dài, rõ ràng cho thấy hắn không đồng ý. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy không ít người tức thì khó coi. Rõ ràng Lục Lâm Thiên này cố ý làm khó dễ tất cả mọi người. Hiên Viên Triệt nhíu mày nói. Lục Lâm Thiên, tất cả mọi người đều đang chờ đợi biết được bí mật sau lưng địa đồ, Bắc Cung gia tộc, Độc Cô gia tộc, Thanh Long hoàng tộc đều như vậy. Ta tin rằng ngươi cũng biết ý tứ của mấy đại hoàng tộc. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ biến đổi, thế nhưng trong lòng lại có chút kinh ngạc. Hiên Viên Triệt này thật đúng là bất phàm, hắn biết rõ mình có quan hệ không tệ với Thanh Long hoàng tộc, Độc Cô gia, Bắc Cung gia, không ngờ lại dùng quan hệ với mấy hoàng tộc này dọa hắn. Hiên Viên thần tử nói không sai, quan hệ giữa ta và Thanh Long hoàng tộc, Bắc Cung hoàng tộc, còn có Cảnh Văn, Vô Song đều là thứ mà ta coi trọng nhất. Đương nhiên ta sẽ không để cho mọi người khó xử. Lục Lâm Thiên mỉm cười, Thanh Long hoàng tộc, Bắc Cung hoàng tộc là nói cả tộc, Độc Cô hoàng tộc Lục Lâm Thiên chỉ nói một mình Độc Cô Cảnh Văn. Trong lòng Lục Lâm Thiên đối với đám trưởng lão Độc Cô gia cũng không quá vừa mắt. Ánh mắt biến ảo, Lục Lâm Thiên tiếp tục nói. Nhưng vì bị đám người kia quấy rầy, hiện tại ta thực sự không có tâm tư tham dự đoạt bảo. Như vậy đi, muốn ta lấy ra địa đồ cũng được. Bất quá ta có điều kiện. Điều kiện gì? Hiên Viên Triệt tức thì nhìn vào người Lục Lâm Thiên hỏi. Sau khi tìm được bảo vật, ta muốn lấy 3 kiện tước, sau đó mới chia đều ra 13 phần. Lục Lâm Thiên nhìn mọi người lạnh nhạt nói. Cái gì? Tất cả mọi người sững sờ, vạn nhất có bảo vật, lựa chọn trước 3 kiện, không thể nghi ngờ là 3 kiện tốt nhất. Có lẽ bảo vật bên trong còn chưa tới 3 kiện a. Lục Lâm Thiên, nếu như bên trong chỉ có 1 kiện bảo vật thì sao? Thái Công Tĩnh Nhiễm nhìn Lục Lâm Thiên, trên khuôn mặt tinh xảo kia không nhìn ra chút biến hóa nào. Vậy thì khi phân bảo, ta có quyền ưu tiên là được rồi. Lục Lâm Thiên nói, dường như trong lòng đã sớm có chủ ý. Dựa vào cái gì? Đại trưởng lão Bạch Hổ hoàng tộc Hô Lô trầm giọng nói, chuyện này liên quan tới cả gia tộc hắn. Bằng vào thực lực của ta là người mạnh nhất trong những người có mặt ở đây. Lục Lâm Thiên nhìn mọi người ngạo nghễ nói, đồng thời còn uy hiếp trần trụi. Không có ta, các ngươi không thể biết rõ được bí mật sau lưng địa đồ. Các ngươi hiếu kỳ, các ngươi tìm kiếm vô số năm. Thế nhưng ta lại không giống vậy, ta không có bao nhiêu lòng hiếu kỳ. Ta chỉ muốn bình an rời khỏi hư không bí cảnh mà thôi. Tất cả mọi người nhìn qua Lục Lâm Thiên, ánh mắt biến ảo bất định, thế nhưng không có ai dám nói gì. Thác Bạt gia tộc chính là ví dụ tốt nhất, cái này chính là trấn nhiếp. Cái gọi là hoàng tộc như bọn họ ở trước mặt Lục Lâm Thiên không có một chút kiêu ngạo nào. Nếu như không có người phản đối thì bắt đầu đi. Nếu như không muốn thì ta không tiếp chuyện. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, hắn quay đầu nhìn cùng Kỳ Tôn giả nói. Sư thúc, chúng ta đi thôi. Ha ha, một đao chém đứt, ai cũng không chiếm được. Ta thích nhất là nhìn thấy người khác kinh ngạc. Cùng Kỳ Tôn giả cười ha hả, thế nhưng trong lòng lại sợ hãi. Bội phục vị sư điệt này không thôi. Thác Bạt hoàng tộc cũng dám trả đạp, thập đại hoàng tộc cũng dám uy hiếp, đây không phải là chuyện người bình thường dám làm. Ngao! Thôn Thiên cùng Kỳ xoay quanh, dường như sắp rời đi. Hiên Viên gia tộc ta đáp ứng. Hiên Viên Triệt nhìn bóng lưng Lục Lâm Thiên đang rời đi, không thể không đáp ứng. Thái Công Tĩnh Nhiễm nhíu mày, nói. Thái Công gia tộc ta cũng không có vấn đề. Được rồi, cứ như vậy đi. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên định rời đi, các đại gia tộc nhao nhao mở miệng, đều miễn cưỡng dĩ đồng ý. Linh Vũ Giới cùng với Thiên Địa Các không nói gì, thế nhưng tương đương với việc đồng ý. Tiểu tử này thật là hung ác. Lam Thập Tam nói.
Lục Lâm Thiên xoay người lại, mỉm cười nhìn mọi người, nói. Nếu như tất cả mọi người đồng ý thì dễ xử lý rồi. Kỳ thật ngay từ đầu đâu cần phiền phức như vậy. Lục Lâm Thiên nói xong lạnh nhạt nhìn về phía Thác Bạt gia tộc. Siêu siêu. Từng đạo ánh mắt nhìn về phía người Thác Bạt gia. Trong mắt mang theo một cỗ oán khí, nếu như không phải người Thác Bạt gia không có đầu óc trêu vào Lục Lâm Thiên này thì cũng sẽ không bị Lục Lâm Thiên thừa cơ, xảo trá uy hiếp một phen. Lúc này sự bất mãn trong lòng mọi người đều trút vào trên người của Thác Bạt gia tộc. Người của Thác Bạt gia tộc ủy khuất, thế nhưng lúc này lại vô cùng trung thực đứng đó, bọn họ không dám nghi ngờ Lục Lâm Thiên dám giết bọn họ. Chư vị, địa đồ này làm như thế nào? Lục Lâm Thiên mặc kệ người của Thác Bạt gia tộc, Thác Bạt hoàng tộc đã sớm ghi hận lên trên đầu hắn. Trong lòng Lục Lâm Thiên hiểu rõ, sau chuyện này sợ rằng Thác Bạt hoàng tộc sẽ hận hắn thấu xương. Lục Lâm Thiên dám làm như vậy là bởi vì lệnh cấm kia trên đại lục, dù sao dưới đế giả hắn cũng không sợ bất luận kẻ nào. Mà đổi lại, Lục Lâm Thiên cũng biết thực lực hiện tại của mình, hiện tại tu vi linh giả đã tới linh tôn cửu trọng đỉnh phong. Đợi sau khi ra ngoài hắn có thể bắt đầu thử đột phá. Nếu như đột phá lên đế, vậy thì hắn cũng không có gì phải sợ nữa. Thế nhưng thứ Lục Lâm Thiên lo lắng nhất hiện tại chính là không thể thuận lợi đột phá, lại gặp bi kịch giống như khi đột phá tôn cấp. Hắn lĩnh ngộ không ít, muốn đột phá so với người khác còn khó khăn hơn nhiều. Mọi người lấy ra địa đồ của mình, dựa theo dấu vết trên địa đồ hội tụ lại một chỗ là được. Đại trưởng lão Long Nguyệt nói, trong tay xuất hiện một mảnh địa đồ. Siêu! Chỗ thiên địa các, trong tay Tử Yên xuất hiện một mảnh địa đồ, trong tay các đại gia tộc và Lăng Thanh Tuyệt cũng có một mảnh địa đồ chất liệu giống như đúc. Khí tức nhàn nhạt lan tràn, bên trên còn có quang mang lóe lên. Siêu siêu! 13 tấm địa đồ cùng xuất hiện, dường như bị loại lực lượng vô hình nào đó dẫn dắt, trên địa đồ tràn ngập quang mang. Ngay lúc đó địa đồ trong tay mọi người giống như thoát khỏi bàn tay nhảy lên, quang mang ngày càng thịnh. 13 tấm địa đồ hô ứng lẫn nhau, quang mang lan tràn ra bốn phía, một cỗ khí tức cổ xưa đồng thời lan tràn. Chư vị, hội tụ 13 tấm địa đồ A. Thiên Viên Triệt nói một tiếng, thủ ấn trong tay được kết, một cỗ năng lượng thuộc tính phong bao phủ. Lập tức ném địa đồ trong tay lên không trung. Siêu! Bàn tay trắng như ngọc của Thái Công Tĩnh Nhiễm đánh ra thủ ấn, chân khí thuộc tính thủy lan tràn, địa đồ trong tay ném lên trên không trung. Đi! Tất cả mọi người không có chút do dự, 13 tấm địa đồ hội tụ mới có thể biết được bí mật đằng sau địa đồ. Bỏ qua cơ hội lần này không biết tới bao giờ mới có cơ hội như thế này nữa. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên, ánh mắt nhìn lên không trung, tay áo cũng vung lên. Địa đồ trong tay chậm rãi bay lên trên không trung, 13 tấm địa đồ hội tụ lại một chỗ. Siêu! Bằng mắt thường có thể thấy được 13 tấm địa đồ tự động hội tụ, tự mình lan tràn ra quang mang chói mắt, hô ứng lẫn nhau. Quang mang ngày càng chói mắt, trong lúc mơ hồ còn có chấn động vô hình lan tràn ra. 13 tấm địa đồ rốt cuộc hội tụ lại một chỗ. Lộ tuyến trên địa đồ tương liên, bí văn lưu chuyển. Những lộ tuyến này xác nhập lại một chỗ. Không ngờ lại là bí văn huyền ảo. Một cỗ khí tức cổ xưa từ trên không trung lan tràn ra. 13 tấm địa đồ xác nhập, trong chớp mắt quang mang tách ra giống như mặt trời lên cao. Quang mang quanh quẩn, cả không gian chấn động, gợn sóng trong không gian xảy ra biến hóa. Gợn sóng tức thì vặn vẹo, một cỗ khí tức cổ xưa đột nhiên từ trên địa đồ lan tràn ra. Một cỗ khí tức cổ xưa nồng đậm bắt đầu lan tràn, nương theo bí văn chói mắt lập tức bao phủ khắp đỉnh núi. Khí tức này khiến cho cơ hồ tất cả mọi người ở phía dưới cảm thấy trong lòng nhảy lên. Ầm ầm, mặt đất bắt đầu nổ vang, ngọn núi lay động, lúc này từ trong ngọn núi trước mắt mọi người đột nhiên có một đạo quang trụ bằng năng lượng bắn thẳng lên trời cao. Ầm ầm ầm, đạo quang trụ bằng năng lượng lao ra, một ngọn núi khổng lồ bắt đầu nứt vỡ từ đỉnh núi xuống mặt đất. Đá vụn bắn tứ tung vào trong biển mây ngàn dặm, cả lòng đất dưới ngọn núi khổng lồ bị phá hủy, lật tung. Cảnh tượng chấn động nhân tâm. Mặt đất run run, tiếng nổ vang vọng, không trung gió nổi mây phun. Mây mù ngập trời lúc này giống như bị đạo quang trụ bằng năng lượng thôn phệ, giống như một cơn lốc cuồng bạo kéo vào trong đạo quang trụ bằng năng lượng kia. Phía trên đạo quang trụ bằng năng lượng lập tức lan tràn ra một cỗ khí tức bàng bạc mà mênh mông, không gian chung quanh, biển mây tức thì sóng gió ngập trời. Năng lượng chấn động mạnh mẽ từ trong không gian hư vô lan tràn ra. Xoẹt.
chẳng biết từ khi nào trời đất lờ mờ, mây đen kéo tới. Tiếng sâm vang vọng không ngừng, thiên địa biến sắc. Biển mây bao la khôn cùng với hư không lúc này bắt đầu run rẩy, mặt đất rạn nứt, thiên địa biến sắc, hoàn toàn chính là dị tượng thiên địa. Địa đồ cổ hội tụ, dị thượng thiên địa, phong vân biến sắc, tất cả đều giống như trong lời đồn đại a. Đại trưởng lão Long Nguyệt nhìn dị tượng trên không trung, ánh mắt cực kỳ rung động. Lúc này tuy rằng nàng có tu vi chuẩn đế, thế nhưng dưới cỗ khí tức mênh mông này cũng rung động. Bà ngoại, còn có lời đồn gì sao? Lục Lâm Thiên lập tức hỏi. Trong tộc có đồn rằng địa đồ cổ hội tụ, dị tượng thiên địa, phong vân biến sắc. Địa đồ hội tụ, họa phúc tương phùng. Đại trưởng lão Long Nguyệt nói. Họa phúc tương phùng. Lục Lâm Thiên thì thào nói. Phanh. Chỉ trong chớp mắt, 13 tấm địa đồ cổ hội tụ giống như trăng sáng, lập tức dung nhập vào bên trong đạo quang trụ bằng năng lượng mênh mông kia. Cùng một lúc, đạo quang trụ bằng năng lượng khổng lồ biến mất không thấy gì nữa. Tất cả cũng biến mất, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, trên mặt đất vừa mới bị đạo quang trụ bằng năng lượng mênh mông kia xuất hiện một cái động sâu cực lớn, vô cùng khổng lồ, giống như một khoảng không vậy, khổng lồ tới hơn vạn thước. Mọi người do dự, lập tức đi tới bên cạnh động sâu. Cái động sâu cực lớn này giống như đi thông xuống cửu u địa ngục vậy, sâu không thấy đáy, một mảnh đen kịt, trong lúc mơ hồ giống như có một đầu hung thú ngập trời bị áp chế dưới động sâu. Ồ! Lục Lâm Thiên đứng trên cửa động, đột nhiên toàn thân run lên, khí tức quen thuộc lan tràn. Khí tức này như ẩn như hiện khiến cho người ta khó có thể phát giác ra, thế nhưng Lục Lâm Thiên lại phát giác ra được. Vô Tự Thiên Thư, trong này có Vô Tự Thiên Thư. Trong lòng Lục Lâm Thiên rung động, cỗ khí tức như ẩn như hiện khiến cho người ta khó phát hiện ra, Lục Lâm Thiên có thể khẳng định đây là khí tức trên Vô Tự Thiên Thư. Bên trong hư không bí cảnh này thực sự có Vô Tự Thiên Thư. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, lời đồn quả thật không sai. Vô Tự Thiên Thư quả nhiên ở trong. Cơ hồ tất cả bí mật đều ở dưới chỗ này. Đại trưởng lão hổ lỗ của Bạch Hổ nhất tộc nhìn cái động sâu thăm thẳm, ánh mắt run rẩy, thế nhưng cũng không dám xâm nhập vào bên trong. Đệ tử Thánh Linh Giáo không được đi vào, tất cả ở lại nơi này. Sư thúc, chúng ta đi. Trong này có khí tức Vô Tự Thiên Thư, cho dù có nguy hiểm Lục Lâm Thiên cũng không bỏ qua. Họa phúc song hành, thực lực của đệ tử Thánh Linh Giáo còn chưa đủ. Vô Song, Cảnh Văn, Tiểu Long, mấy người cẩn thận một chút, ta đi trước dò đường. Lục Lâm Thiên truyền âm nói xong, thân ảnh lóe lên nhảy xuống động sâu. Tất cả các ngươi lui lại. Cùng Kỳ tôn giả vung tay lên, để cho Thôn Thiên cùng Kỳ với đệ tử Thánh Linh Giáo ở trên mặt đất, thân ảnh theo Lục Lâm Thiên nhảy vào trong hố sâu. Chúng ta đi. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên dẫn đầu nhảy xuống. Đám người Lăng Thanh Tuyệt cũng không chịu yếu thế, lập tức theo đuôi. Người của các đại gia tộc, từng đạo thân ảnh nhảy vào bên trong. Lão đại, đệ đi cùng huynh. Thân ảnh Tiểu Long lao thẳng xuống, giống như tia chớp màu vàng đuổi theo Lục Lâm Thiên. Siêu siêu. Cùng một thời gian, dị tượng trong hư không bí cảnh thu hút chúng cường giả. Vô số thân ảnh bắn lên không trung rồi lao thẳng tới. Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, cùng Kỳ tôn giả. Ba người sóng vai xâm nhập vào trong động sâu. Động sâu thâm thúy này cũng không biết sâu tới đâu, giống như là đi thông tới cửu u địa ngục vậy. Lão đại, nhiệt độ trong này dường như bắt đầu cao lên, khiến cho linh hồn có chút không thoải mái. Tiểu Long cúi đầu nhìn phía dưới, lúc này ở trong cái động sâu không thấy đáy này bốn phía bắt đầu xuất hiện màu đỏ nhạt. Nhiệt độ trong không gian trong lúc vô tình nhảy lên tới tình trạng khủng bố. Dưới nhiệt độ như vậy sợ rằng người có tu vi vương cấp bình thường sẽ bị thiêu đốt. Nhiệt độ quái dị, cẩn thận một chút. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, dưới nhiệt độ này khiến cho linh hồn người ta cảm thấy không thoải mái. Phía dưới có chút quỷ dị, độ ấm rất cao, tôn cấp ngũ trọng cũng khó có thể chống cự. Một lát sau, lần nữa xuống sâu hơn một chút, trên đầu Lục Lâm Thiên, sắc mặt người của các đại gia tộc bắt đầu khó coi. Nhiệt độ trong không gian này khiến cho không ít người đổ mồ hôi, quan trọng hơn là linh hồn cảm thấy khó chịu, mà ngay cả người của Độc Cô Gia cũng khó có thể chống lại. Người thực lực không đủ mau đi ra, không được mạo hiểm. Thái Công Tĩnh Nhiễm nói với chúng nhân Thái Công gia tộc. Siêu siêu, một cường giả dường như cũng không chống lại được, bắt đầu phóng lên trên mặt đất. Cường giả Thánh Linh Giáo và Thôn Thiên cùng Kỳ ở trên mặt đất nhìn xuống phía dưới. Sắc mặt cực kỳ khẩn trương và chờ mong. Lão đại,
nhiệt độ ngày càng cường hãn. Trong hố sâu, mọi người lần nữa xuống sâu thêm, thanh âm tiểu long vang lên. Ánh mắt tà dị nhìn xuống phía dưới, ánh mắt có chút ngưng trọng. Ta nghĩ dường như chúng ta tới tận cùng rồi. Thân ảnh Lục Lâm Thiên bỗng nhiên dừng lại, thân thể lơ lửng trên hư không. Đây là nơi nào? Cùng kỳ tôn giả nhìn không gian chung quanh, không gian phía dưới giống như đã tới tận cùng, không gian chung quanh càng thêm khổng lồ. Không gian khôn cùng giống như là cửu u địa ngục, bao la vô cùng. Phía trên không gian, vô số hỏa diễm tán loạn giống như ngôi sao lơ lửng trên không trung, phát ra quang mang lờ mờ yếu ớt chiếu rọi không gian. Khắp không gian bao la, nhiệt độ nóng bỏng vừa rồi biến mất không thấy gì nữa, ngược lại bên dưới tràn ngập một cỗ sát khí lạnh lẽo. Siêu siêu, từng đạo thân ảnh đáp xuống sau lưng Lục Lâm Thiên, lúc này người có thể xuất hiện ở chỗ này, tu vi đều ngoài tôn cấp ngũ trọng, thực lực thấp quá căn bản không có cách nào tiến vào đây. Đây là nơi nào? Mọi người lơ lửng trên không trung, nhìn qua không gian phía trước lập tức kinh ngạc. Không gian này quả thực giống như là một thế giới khác vật. Tràn ngập hỏa diễm lơ lửng ngập trời, giống như là những ngôi sao treo trên vòng trời, cực kỳ quỷ dị. Siêu. Trong lúc mọi người đang dùng ánh mắt nghi hoặc đánh giá không gian chung cơ nơ, trong không gian xuất hiện chấn động. Một cỗ khí tức chấn động từ trên không trung lan tràn ra. Gợn sóng giữa không trung bị xé rách, lan tràn ra bốn phía, đột nhiên có hơn chục đạo thân ảnh bước qua gợn sóng trong không gian đi ra. Hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện, tay không tấc sắt. Có năm hồn linh khí cùng vũ linh khí, thế nhưng hai mắt đều đỏ hồng, tràn ngập sát khí lạnh lẽo, ánh mắt không có một chút cảm tình nào, chỉ có sát ý. Hơn 10 người này xuất hiện, khí tức khủng bố tràn tới. Tất cả đều là khí tức ngoài tôn cấp ngũ trọng, ánh mắt đỏ hồng mang theo sát khí nhìn về phía đám người Lục Lâm Thiên. Những người này là người nào? Mắt thấy hơn chục đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đều là cường giả tôn cấp khủng bố khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. Cẩn thận, những người này dường như đã bị thứ gì đó khống chế, đã không tự chủ được linh hồn chấn động. Độc Cô Cảnh Văn biến sắc, nhắc nhở mọi người. Ô ô, ngay khi Độc Cô Cảnh Văn vừa mới dứt lời, trong miệng hơn chục người này phát ra thanh âm ô ô quái dị. Đột nhiên bước về phía trước, năng lượng phô thiên cái địa tuôn ra, khiến cho cả không gian run lên. Tiếp đó phát động công kích mang tính chí mạng về phía đám người Lục Lâm Thiên. Ầm ầm. Từng đạo công kích xé rách không gian đánh ra, phá hủy gợn sóng trong không gian. Tất cả cẩn thận một chút, thực lực những người này vô cùng cường hãn, lại bị khống chế cho nên không sợ chết. Độc Cô Phàm Vân lên tiếng, dẫn đầu có động tác. Một đạo quang trụ trong tay lướt đi, hung hăng đánh vào trên quyền ấn đỏ rực. Dễ dàng phá hủy quyền ấn của một người trong số đó, tiếp đó đánh nát thân thể người này thành mảnh vỡ. Ầm ầm. Cùng một thời gian. Tất cả đại hoàng tộc cùng thiên địa các, linh vũ giới đồng thời xuất thủ, kinh khí khủng bố lan tràn. Cả không trung rung động không ngớt, không ít không gian bị phá hủy thành hư vô. Siêu! Một đạo quyền ấn phá không, tựa như Thái Sơn áp đỉnh xuất hiện trên đầu Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, người bị khống chế này thực lực ít nhất cũng là vũ tôn cửu trọng, hung hãn không sợ chết. Còn mang theo hung sát chi khí, Lục Lâm Thiên nhướng mày. Lập tức ngưng tụ một đạo tề thiên liệt địa chảo. Phanh! Chảo ấn trong tay Lục Lâm Thiên lướt đi, nhuộm đỏ một mảnh không gian, tiếp đó bẻ vụn quyền ấn của người bị khống chế kia. Đồng thời cũng bóp nát thân thể người này trên không trung. Giết! Hỗ lỗ lớn tiếng hét, thân thể hùng vĩ lao thẳng về phía trước, mấy đạo thân ảnh phía trước đều bị phá hủy. Phanh phanh! Cùng kỳ tôn giả cũng ra tay. Đánh cho thân ảnh đang lao về phía mình tan vỡ thành mảnh nhỏ trên không trung. Thân ảnh tiểu long nhanh như thiểm điện, ba đạo thân ảnh dưới quyền ấn tràn ngập hỏa diễm màu vàng của Lục Lâm Thiên bị phá hủy thành cho tàn. Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Lăng Thanh Tuyền, Thái Công Tĩnh Nhiễm, từng đạo thân thể mềm mại giống như bay múa, những nơi thân ảnh mềm mại đi qua đều có thân thể người bị khống chế hóa thành huyết phụ tiêu tán. Từng đạo thân ảnh hóa thành huyết vụ khiến cho ở trên không gian tràn ngập một cỗ khí tức huyết sát nồng đậm. 40-50 đạo thân ảnh bị khống chế này tuy rằng thực lực rất mạnh, nhân số cũng nhiều, thế nhưng lúc này trong tất cả các đại hoàng tộc cũng có nhiều cường giả, còn có chuẩn đế, cũng có không ít người thực lực không kém chuẩn đế như Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Tiểu Long, 40-50 người này cũng không kéo dài được bao lâu liền bị phá hủy. Ầm ầm. Sau khi mấy chục đạo thân ảnh này bị đánh chết, cả không gian ầm ầm run rẩy.
trên không trung bỗng nhiên xuất hiện năm vết nứt trong không gian. Năm vết nứt trong không gian xuất hiện, trong hư không có một cỗ khí tức huyết sát lan tràn, làm ảnh hưởng tới linh hồn của mọi người. Khí tức này ảnh hưởng tới linh hồn, mọi người cẩn thận một chút. Mọi người nghe vậy toàn lực thủ hộ linh hồn, Lục Lâm Thiên cũng không sợ, ở trong không gian linh hồn của hắn có kim đao màu vàng, có thể phòng ngự tất cả công kích bất lợi với linh hồn hắn. Chỉ là lúc này cảm nhận được cỗ khí tức này sắc mặt Lục Lâm Thiên biến hóa, lại cảm thấy có chút kỳ quái, khí tức này quá giống khí tức của huyết linh mẫu đơn, chẳng lẽ có liên quan tới huyết linh mẫu đơn sao? Siêu siêu! Ở trong năm vết nứt không gian lập tức hiện ra năm đạo thân ảnh, năm đạo thân ảnh này xuất hiện, khí tức của bốn người đi đầu đã một chân bước ra khỏi tôn cấp. Khí tức khủng bố lan tràn, khiến cho trong lòng mọi người rung động. Bốn người này hai mắt đỏ rực, trong mắt không có bất kỳ chút cảm tình nào. Cẩn thận, những người này thực lực càng thêm kinh khủng. Nếu không cẩn thận sợ rằng tu vi chuẩn đế cũng không làm gì được bọn họ. Đại trưởng lão Long Nguyệt nói, trong tâm thần dò xét nàng phát hiện ra mấy người bị khống chế này tuy rằng tu vi chưa tới chuẩn đế, thế nhưng khí tức trên người vô cùng khủng bố, tăng thêm lại hung hãn không sợ chết, tuyệt đối khó nhằn. Ô ô, bốn người hét lớn một tiếng, trong khoảnh khắc đánh về phía mọi người. Công kích khủng bố tỏng tay mang theo lực lượng hủy diệt đánh thẳng về phía trước, sát khí phô thiên cái địa lan tràn. Mau chóng giải quyết. Độc Cô Phàm Vân khẽ quát một tiếng, đồng thời lao lên đối phó người thứ nhất. Cùng lúc đại trưởng lão Huyền Phạt, đại trưởng lão Long Nguyệt không có một chút chậm trễ nào cũng đối phó với hai người khác. Ta cũng giải quyết một người. Cùng Kỳ Tôn Giả khẽ quát một tiếng, lập tức đánh về phía một người còn lại. Ầm ầm, tiếng động kinh thiên động địa vang lên, bốn đạo thân ảnh bị khống chế này không ngờ lại có thể chống lại bốn chuẩn đế, chỉ hơi rơi vào thế hạ phong mà thôi. Đệ tử Thánh Linh Giáo trên mặt đất khẩn trương, từng đạo thân ảnh nhìn vào trong động sâu dưới mặt đất. Đám người bọn họ thực lực không đủ, không có cách nào tiếp tục xâm nhập xuống bên dưới. Đám người này chính là người của các đại hoàng tộc cùng linh vũ giới, thiên địa các. Siêu siêu. Phía xa, hai đạo lưu quang lướt tới rồi lập tức đáp xuống cạnh động sâu, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía động sâu dưới lòng đất. Bái kiến đại thiếu gia. Nhìn thấy hai người, không ít trưởng lão và hộ pháp khẽ biến sắc, lập tức đi lên hành lễ. Băng Mộc Tôn Giả. Người của Thánh Linh Giáo bên cạnh nhìn thấy một lão giả áo lam lập tức tiến lên, đám người Nguyễn Thượng Hành tiến lên chào hỏi. Hai người vừa mới tới chính là Nam Thúc và Băng Mộc Tôn Giả Sát Phá Quân, hai người bị nhốt ở trong biển mây đằng kia, nhìn thấy động tĩnh kinh người bên này cho nên mới tới đây. Có lẽ chính là chỗ này. Trường bào trên người Nam Thúc tung bay, ánh mắt nhìn chăm chú vào trong động sâu, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Nguyễn Thiên Tôn, ở đây vừa xảy ra chuyện gì vậy? Sát Phá Quân gật đầu hỏi Nguyễn Thượng Hành, bởi phi linh môn cho nên quan hệ giữa hai người không tệ. Nguyên Thượng Hành lập tức đem chuyện vừa xảy ra nói lại một lần. Xem ra lời đồn đều là thực, thì ra có liên quan tới nơi này. Ánh mắt Nam Thúc trầm xuống, hỏi tộc nhân Độc Cô ra. Tình huống phía dưới thế nào, có ai biết không? Đại thiếu gia, nhiệt độ phía dưới cực cao, giống như có thể khắc chế linh hồn. Tôn cấp ngũ trọng căn bản không thể xuống sâu hơn. Không gian cực kỳ quỷ dị. Một trưởng lão Độc Cô gia tộc trả lời. Nam Thúc, chẳng lẽ sư phụ con bị vây khốn dưới đó? Ánh mắt Sát Phá Quân ngưng trọng, hỏi. Hẳn là vậy. Nam Thúc gật đầu, trong mắt cũng ngưng trọng, cảnh tượng lúc trước còn hiện lên rõ mồn một trước mắt hắn. Nơi này không phải quỷ dị bình thường. Các ngươi cẩn thận một chút, Nam Thúc nói với đám người Độc Cô gia tộc, sau đó lại nhìn Sát Phá Quân, thân ảnh hai người lóe lên. Tiến vào trong động sâu. Trong không gian bao la dưới lòng đất, bốn đạo thân ảnh ánh mắt đỏ rực đang cùng với đám người Độc Cô Phàm Vân, đại trưởng lão Long Nguyệt kịch chiến, mà lúc này ánh mắt Lục Lâm Thiên lại không nhìn vào mấy người kia. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lúc này tập trung vào một đạo thân ảnh sau lưng bốn người kia. Đạo thân ảnh này hùng vĩ khiến cho người ta có cảm giác lạnh lẽo, từ lúc đi ra tới bây giờ người này còn chưa ra tay. Thân thể lơ lửng trên không trung. Quanh thân có hàn băng kỳ lạ lan tràn. Tuổi chừng 70, trên đầu có mái tóc trắng xóa, hai mắt nhắm chặt, thế nhưng toàn thân lại có một cỗ khí tức cường hãn từ trong cơ thể lan tràn ra. Cỗ khí tức này còn có hàn băng lạnh lẽo lặng lẽ khuếch tán ra chung quanh. Mà trong tay người này có một thanh trường thương màu xanh da trời dài 7 xích, trên trường thương màu xanh là bí văn quanh quẩn,
trong lúc mơ hồ có khí tức lạnh lẽo lan tràn ra. Rất mạnh. Lục Lâm Thiên nhìn người này, lông mày khẽ nhíu lại, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Lục Lâm Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng thực lực của người này so với bốn người kia còn mạnh hơn nữa. Tu vi của người này sợ rằng đã tới chuẩn đế, còn không phải chuẩn đế bình thường. Chẳng lẽ là huyết linh mẫu đơn? Huyết linh mẫu đơn có thể khống chế chuẩn đế thành hoa nô sao? Lục Lâm Thiên nghi hoặc, những người bị khống chế này khiến cho Lục Lâm Thiên hoài nghi là hoa nô của huyết linh mẫu đơn, thế nhưng mà Lục Lâm Thiên cũng không dám khẳng định. Siêu! Đạo thân ảnh tóc trắng kia đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt chớp động, đôi mắt đỏ hồng chớp động, lúc trắng lúc đỏ, dường như lúc thì thanh tỉnh, lúc thì bị khống chế. Chẳng lẽ còn chưa hoàn toàn bị khống chế sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên lóe lên, đạo thân ảnh này dường như còn có một chút ý chí của bản thân, giống như đang giãy giụa, không muốn bị khống chế. Ầm ầm. Cùng lúc này, cả không gian lần nữa rung động, không gian lần nữa xuất hiện một cái khe. Bên trong vết nứt không gian đột nhiên có một cỗ khí tức nồng đậm lan tràn ra. Ngay sau đó hóa thành một con chim trắng trên không trung. Con chim trắng này giống như phượng hoàng màu trắng, lớn mấy thước, thân ảnh vừa mới xuất hiện lập tức chăm chú nhìn về phía mấy người đang kịch chiến trên không trung, giống như bị kinh hãi, thân ảnh nhanh vỗ cánh quay trở lại. Đầu phượng hoàng màu trắng mở rộng hai cánh mang theo một cỗ khí tức linh dược mênh mông lan tràn ra khiến cho linh hồn tất cả mọi người run rẩy. Đây là... Không ít ánh mắt kinh ngạc, mà ngay cả Độc Cô Phàm Vân, đại trưởng lão Long Nguyệt đều ghé mắt mà nhìn. Là đan dược đế phẩm, đây là đan dược đế phẩm. Độc Cô Phàm Vân hét lớn một tiếng, đối với đan dược hắn tuyệt đối được coi là người nổi bật ở đây. Mắt nhìn thân ảnh đầu phượng hoàng màu trắng, toàn thân hắn run run. Đan dược đế phẩm A, đây chính là đan dược đế phẩm, coi như là linh đế cũng không nhất định có thể luyện chế ra đan dược đế phẩm. Cái gì, đó là đan dược đế phẩm sao? Trong nháy mắt này ánh mắt tất cả mọi người sôi trào, lập tức nhìn vào đầu phượng hoàng màu trắng trên không trung. Đan dược đế phẩm, đầu phượng hoàng màu trắng này chính là đan dược đế phẩm sao? Lục Lâm Thiên kinh ngạc, hắn thật không ngờ đầu phượng hoàng màu trắng kia lại là đan dược đế phẩm. Chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy ngoài ý muốn. Vượt quá dự kiến của hắn. Lâm Thiên! Đan dược đế phẩm cùng với đan dược chuẩn đế phẩm khác biệt ở đan linh. Đầu phượng hoàng màu trắng kia chính là đan linh của đan dược đế phẩm. Đan dược đế phẩm từ góc độ nào mà nói đã có một tia linh trí, không phải vật chết. Đan linh này khiến cho linh hồn run sợ, có lẽ là loại đan dược đế phẩm có tác dụng tăng cường tâm cảnh và linh hồn. Đồn rằng sau khi dùng đan dược đế phẩm, so với đạt được đế giả chi nguyên để đột phá đế cấp còn có hiệu quả lớn hơn. Đột phá thành đế lúc đó cũng không phải là ước mơ nữa. Độc Cô Cảnh Văn truyền âm vào trong tai Lục Lâm Thiên nói. Theo thiếp được biết, cơ hồ tất cả thần tử, thần nữ kể cả thiếp và vô song tỷ muốn đột phá thành đế không phải là chuyện quá khó khăn. Ở trong thần điện chúng thiếp đều nhận được cơ duyên lớn, cho nên chàng nhất định phải đạt được đan dược đế phẩm này. Chư vị, không nên giữ lại, toàn lực đánh chết bốn người này đi. Độc Cô Phàm Vân khẽ quát một tiếng. Linh hỏa phô thiên cái địa trong tay lan tràn ra. Dùng linh hỏa tạo thành biển lửa ngập trời đem thân ảnh kia vây khốn vào bên trong. Hỏa diễm phô thiên cái địa thiêu đốt, ánh mắt Độc Cô Phàm Vân tập trung vào trên người đầu phượng hoàng màu trắng, ánh mắt tràn ngập nóng bỏng. Toàn lực ra tay. Đại trưởng lão Long Nguyệt khẽ gật đầu, đột nhiên hóa thành bản thể thanh long khổng lồ. Ngao. Bản thể đại trưởng lão Long Nguyệt khổng lồ hơn ngàn thước, bên trên có uy áp linh hoàng lan tràn ra. Thân thể khổng lồ chính là công kích cường hãn nhất, cái đuôi lớn cuồn cuộn hung hăng quất vào thân ảnh phía đối diện. Cùng lúc ánh mắt cũng tập trung vào phía trên đầu phượng hoàng màu trắng. Đại trưởng lão Huyền Phạt cũng hóa thành bản thể, cùng kỳ tôn giả cũng toàn lực ra tay, móc ra một kiện vũ linh khí địa cấp quái dị, công kích khủng bố phô thiên cái địa hung hăng đánh về phía đạo thân ảnh trước mặt. Đan dược đế phẩm xuất hiện, khiến cho ánh mắt tất cả mọi người bắt đầu biến hóa. Đan dược đế phẩm không ngờ lại có linh trí. Lúc này dường như Lục Lâm Thiên đã bị đầu phượng hoàng màu trắng làm cho kinh hãi. Hai mắt phượng hoàng chớp động giống như trẻ con, hai cánh chấn động cấp tốc lui về phía sau khiến cho lòng người sinh ra sự thương xót, giống như một đầu sủng vật đáng yêu. Siêu! Cùng lúc này thân ảnh tóc trắng nhìn về phía đầu phượng hoàng màu trắng, hai mắt đỏ hồng bắt đầu phai nhạt đi một chút. Bàn chân đạp mạnh hư không,
hư không lập tức xuất hiện hàn băng lan tràn ra chung quanh rồi lập tức nứt vỡ. Thân hình người này đánh về phía đầu phượng hoàng màu trắng. Nhanh, đoạt đan dược đế phẩm. Hiên Viên Triệt, Công Côn Tông Nguyên, Hổ Lỗ, Chu Thần Nhu cùng với cường giả các hoàng tộc lập tức lao thẳng về phía trước, đương nhiên bọn họ không cho phép lão giả tóc bạc kia đạt được đan dược đế phẩm. Vừa rồi mọi người không có xuất thủ là bởi vì quan sát xem thế nào mà thôi. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, đan dược đế phẩm, ai xuất thủ trước rất có thể sẽ trở thành cái bia cho mọi người công kích. Sẽ bị tất cả mọi người vây công, lúc này lão giả tóc bạc kia ra tay, đương nhiên sẽ bị tất cả mọi người vây công. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, hơn chục đạo công kích phá hủy hư không đánh về phía lão giả tóc bạc. Cút ngay. Lão giả tóc bạc lập tức quay người lại, ánh mắt đỏ hồng chớp động, miệng phun ra hai chữ khô khốc. Bí văn phía trên thanh trường thương quái dị màu xanh kia quanh quẩn, một cỗ lực lượng đáng sợ từ quanh thân tuôn ra. Xoẹt. Trường thương màu xanh ra trời run lên, mang theo khí tức sấm sét, cả không gian run lên. Không gian bao la lúc này giống như có vô số hoa tuyết rơi, có tuyết trắng bắt đầu rơi xuống. Thần khí thượng cổ, đây nhất định là thần khí thượng cổ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, có thể tạo thành thanh thế như vậy tuyệt đối là thần khí thượng cổ. Còn không phải là thần khí bình thường, thanh trường thương trong tay lão giả tóc bạc này không ngờ lại là thần khí thượng cổ. Siêu siêu. Cùng lúc, trường thương trong tay lão giả tóc bạc kéo theo vô số tàn ảnh, trong khoảnh khắc hội tụ thành hơn 10 đạo thương ảnh sắc bén. Khí tức lạnh lẽo lan tràn, không gian ven đường đóng băng, ầm ầm va chạm với công kích của đám người Hổ Lỗ, Hiên Viên Triệt, Thái Công Tĩnh Nhiễm, Công Tôn Tông Nguyên. Ầm ầm. Va chạm như vậy khiến cho không gian run rẩy, cuồng phong rít gào, tiếng sấm sét vang vọng không ngừng. Kinh khí khủng bố phá hủy hư không, lực lượng hủy diệt lan tràn giống như là tận thế, vô cùng khủng bố. Ở trong không gian hỗn loạn tất cả đều hoa mắt, trong hư không tan vỡ, chỉ thấy Hổ Lỗ, Thái Công Tĩnh Nhiễm, Hiên Viên Triệt, Công Tôn Tông Nguyên, Tử Đồng trưởng lão lảo đảo lui về phía sau. Đám người Lăng Thanh Tuyệt, Lăng Thanh Tuyền, Tử Yên, Lam Thập Tam lui về phía sau xa hơn, dường như chịu không ít thiệt thòi. Thật mạnh! Lục Lâm Thiên kinh ngạc, hắn không ngờ dưới sự vây công của nhiều cường giả như vậy thế nhưng chúng cường giả lại không chiếm được một chút tiện nghi nào trong tay lão giả tóc bạc này. Siêu! Lão giả tóc bạc đẩy lui mọi người, nhanh chóng lao về phía phượng hoàng màu trắng. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, lực lượng thời gian cùng với phù quang lược ảnh được thi triển toàn lực, lập tức ngăn chặn trước người lão giả tóc bạc. Đan dược đế phẩm này tự nhiên không thể rơi vào trong tay lão giả tóc bạc. Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song nhìn nhau, thân ảnh hai người lập tức lao thẳng về phía đầu phượng hoàng màu trắng. Không gian lóe lên, Lăng Thanh Tuyệt và Lăng Thanh Tuyền ngăn cản trước mặt nhị nữ. Lui ra. Nhìn Lục Lâm Thiên ngăn cản trước mắt, trong miệng lão giả có thân thể hùng vĩ này vang lên hai chữ khô khốc. Bàn tay khẽ phất một cái, một cỗ lực lượng lạnh lẽo vô hình đột nhiên bao phủ trước người Lục Lâm Thiên. Một đạo trưởng ấn lăng không đánh ra. Đem không gian chung quanh đóng băng lại, lập tức bao phủ về phía Lục Lâm Thiên. Hàn khí lạnh lẽo tràn ngập không gian, mang theo một cỗ lực lượng cực kỳ khủng bố lập tức bao phủ Lục Lâm Thiên. Hàn băng ngập trời dẫn dắt năng lượng thiên địa kéo tới. Đồng thời năng lượng thiên địa cũng bắt đầu trở nên cuồng bạo, trong lúc vô hình tạo thành một cỗ uy áp khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Hàn băng đồng kết sát. Đây là hàn băng đồng kết sát. Trong hàn băng ngập trời, Lục Lâm Thiên đột nhiên biến sắc. Đây không ngờ lại là hàn băng đồng kết sát, vũ khí của sư huynh sát phá quân hắn, hắn cũng đã từng tu luyện qua, tuyệt đối không thể sai được. Chẳng lẽ là hàn băng tôn giả? Hàn băng tôn giả cũng bị vây khốn trong hư không bí cảnh. Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến đổi, chung quanh thân thể lúc này hàn băng bắt đầu lan tràn tới. Thổ khắc thủy, hậu thổ hồn đao. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng. Đao mang từ trên huyết lục bắn ra. Đao mang màu vàng đất đánh xuống mang theo một cỗ khí tức nặng nề cùng với năng lượng thiên địa đánh vào hàn băng chung quanh. Siêu. Đao mang đánh xuống, hàn băng ở chung quanh run lên, đao mang màu vàng giống như là cắt đậu hũ cắt ngang qua. Kinh khí lạnh lẽo mà khủng bố ở bên trong đao mang màu vàng bắt đầu phai nhạt, tiếp đó biến mất không còn tung tích. Ầm ầm. Trong không gian, hàn băng nghiền nát. Cũng có thể nghe thấy được thanh âm răng rắc do gợn sóng không chịu đựng được kinh khí. Từng vết nứt giống như mạng nhện lan tràn ra chung quanh. Hàn băng lập tức bị nghiền nát hoàn toàn, tất cả hàn băng biến mất không thấy gì nữa.
không gian hàn băng to lớn bị phá hủy thành phế tích. Siêu. Mà lúc này lão giả tóc bạc dường như không để ý tới Lục Lâm Thiên mà thân ảnh tiếp tục lao thẳng về phía đầu phượng hoàng màu trắng, một lòng muốn đoạt đan dược đế phẩm kia. Lui xuống cho ta. Độc Cô Phàm Văn hét lớn một tiếng, không ngờ đã đánh chết một cường giả bị khống chế mà lập tức ngăn cản trước mặt lão giả tóc bạc. Dường như Độc Cô Phàm Vân cũng biết lão giả tóc bạc này cương hãn, cánh tay khẽ phất một cái, linh hồn gợn sóng tràn ngập thiên địa run rẩy, một đạo quang trụ bằng linh hồn lực nhanh chóng ngưng tụ. Trong thời gian nháy mắt tạo thành một đạo cự long bằng linh hồn khổng lồ, ước chừng ngàn thước phóng về phía lão giả tóc bạc. Lão đại, huynh không sao chứ? Trong nháy mắt này Tiểu Long cũng đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên. Ta không sao. Lục Lâm Thiên lập tức nói, tuy rằng lão giả tóc bạc này lợi hại, thế nhưng còn chưa đủ để làm hắn bị thương. Lão đại, để đi đối phó với người nọ, huynh đi đoạt đan dược đế phẩm. Thân ảnh Tiểu Long lóe lên, muốn đi đối phó với lão giả tóc bạc. Tiểu Long không cần, hắn rất có thể chính là Hàn Băng Tôn giả Lãnh Thiên Thu. Lục Lâm Thiên lập tức nói với Tiểu Long. Nếu như lão giả kia là Hàn Băng Tôn giả Lãnh Thiên Thu thì hoàn toàn không cần phải ra tay. Cái gì? Không thể nào. Tiểu Long sững sờ, Hàn Băng Tôn giả Lãnh Thiên Thu hắn cũng biết một chút. Ngao! Trong nháy mắt Độc Cô Phàm Vân thúc giục cự long bằng linh hồn công kích về phía lão giả. Năng lượng linh hồn tràn ngập khiến cho không gian chung quanh thân thể nứt vỡ. Uy áp kinh người khiến cho mọi người nhìn mà cảm thấy tim đập nhanh hơn. Không hổ là đại trưởng lão Độc Cô gia tộc, thần hoàng khí cũng cực kỳ khủng bố. Ánh mắt lão giả tóc bạc lần nữa đỏ hồng, dường như đang giãy giụa gì đó. Đột nhiên ánh mắt hắn trầm xuống, quang mang màu đỏ tràn ngập, trường thương màu xanh ra trời run lên. Tiếng sấm vang vọng, chung quanh trường thương màu xanh gió nổi mây phun, không gian run rẩy không ngớt. Ngao! Trong sát na khi không gian run rẩy, trường thương màu xanh da trời kia lập tức ầm ầm hóa thành một đầu cự long màu xanh da trời. Cự long ngẩng đầu rít gào một tiếng, năng lượng đáng sợ chấn động từ bên trên tràn ngập ra. Những nơi nó đi qua, không gian đột nhiên đóng băng, từng tầng băng dày đặc văng tung tóe lộ ra vết nứt đen kịt khổng lồ trong không gian, giống như thông đạo trong không gian vậy. Hai đầu cự long xuất hiện, giống như thiên thạch ầm ầm va chạm vào nhau. Dưới sự va chạm này, mọi người chung quanh không dám tiến lên nửa bước. Loại công kích này quá mức khủng bố, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy cự long bằng linh hồn do Độc Cô Phàm Vân ngưng tụ không ngờ lại bị đóng băng rồi ầm ầm nổ tung. Phanh! Cự long bằng linh hồn bị nghiền nát, năng lượng khủng bố hóa thành một cơn lốc khuếch tán. Không gian bị phá hủy, một mảnh lớn không gian hư vô hiện lên. Chúng cường giả chung quanh vừa mới nhào tới chỉ có thể nhanh chóng lui lại. Khi cơn lốc bằng năng lượng khuếch tán tới một phạm vi nhất định thì đột nhiên ngưng lại, lặng lẽ không chút tiếng động tiêu tán trong hư không. Hừ, cự long bằng linh hồn bị nghiền nát, Độc Cô Phàm Vân ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Từ trong cổ họng vang lên tiếng rên, khóe miệng tràn ra tia máu. Khí tức trên người trở nên hỗn loạn, hiển nhiên bị lão giả tóc bạc đánh vỡ cự long bằng linh hồn tạo thành tổn thương không nhỏ cho hắn. Phanh phanh, không gian bị nghiền nát. Cơ hồ là cùng một lúc đại trưởng lão Long Nguyệt, Huyền Phạt, cùng kỳ tôn giả đánh chết đối thủ của mình. Đều có tu vi chuẩn đế, nếu như thật tình muốn đánh chết mấy cường giả bị khống chế kia cũng không có cách nào ngăn cản. Người này có thần khí thượng cổ, liên thủ công kích. Đại trưởng lão Long Nguyệt khẽ quát một tiếng, thần khí thượng cổ đối với thú tộc không có lực hấp dẫn quá lớn, thế nhưng đan dược đế phẩm lại có lực hấp dẫn cực kỳ lớn cho nên nàng nhanh chóng lao về phía lão giả tóc bạc. Bà ngoại dừng tay, tất cả dừng tay. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, thân ảnh nhảy lên giữa không trung. Nghe thấy Lục Lâm Thiên nói vậy tất cả mọi người đột nhiên dừng lại. Siêu! Ngay trong nháy mắt này lão giả tóc bạc đi tới gần đầu phượng hoàng màu trắng, tay đánh ra một đạo trưởng ấn đóng băng không gian. Đầu phượng hoàng màu trắng kia muốn chạy trốn thế nhưng không trung bị hàn băng bao phủ cho nên không có cách nào chạy ra. Chi chi! Phượng hoàng màu trắng kêu lên mấy tiếng chi chi quái dị, hai cánh chấn động. Khí tức linh dược bàng bạc mênh mông không ngờ có thể ngăn cản được khí tức lạnh lẽo kia. Khí tức lạnh lẽo kia tạm thời không có cách nào có thể đóng băng được nó. Người này sắp đoạt được đan dược đế phẩm, nhanh công kích. Hổ lỗ cũng không coi lời nói của Lục Lâm Thiên vào trong mắt, đan dược đế phẩm cũng không thể để rơi vào trong tay người khác. Không ít cường giả cũng nghĩ như vậy. Thiên Viên Triệt,
Công Tôn Tông Nguyên lần nữa lao thẳng về phía trước. Ai dám tiến lên ta tuyệt đối không khách khí. Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, chân khí phô thiên cái địa tuôn ra. Sát khí trên huyết lục lan tràn, thanh thế mênh mông khiến cho trong lòng mọi người rung động, cả không trung run rẩy. Lời lão đại ta nói các ngươi có nghe thấy không? Trường bào màu vàng trên người Tiểu Long tung bay, toàn thân có hỏa diễm màu vàng lan tràn. Khí thế dường như cũng không dưới Lục Lâm Thiên bao nhiêu. Lục Lâm Thiên cùng với Tiểu Long bạo phát ra khí thế khiến cho tất cả mọi người rung động. Lục Lâm Thiên, ngươi muốn làm gì? Muốn độc chiếm bảo vật sao? Hổ lỗ quát to. Người này có lẽ có quan hệ với ta, ai dám tiến lên đối phó với người nay ta sẽ đối phó với kẻ đó. Lục Lâm Thiên nhìn qua lão giả tóc bạc rồi nói với mọi người. Trong lòng bất đắc dĩ không thôi, hiện tại hắn cũng không thể xác định rốt cuộc người này có phải là Hàn Băng Tôn giả Lãnh Thiên Thu hay không. Lục Lâm Thiên, muốn chúng ta không đối phó với người này cũng được. Thế nhưng đan dược đế phẩm tuyệt đối không thể rơi vào trong tay người này. Huống chi người này dường như đã bị một loại năng lượng nào đó khống chế, có lẽ chỉ là một cỗ khôi lỗi mà thôi. Đại trưởng lão Thái Công Tố của Thái Công gia tộc nói. Đúng vậy, muốn chúng ta không đối phó với người này thì được. Thế nhưng đan dược đế phẩm nhất định không thể rơi vào trong tay người này. Lục Lâm Thiên rõ ràng muốn một mình đoạt được đan dược đế phẩm. Chúng ta liên thủ với nhau, chỗ tốt không thể để cho một mình Lục Lâm Thiên đoạt được. Trong đám người, Lăng Thanh Tuyệt bị Bắc Cung Vô Song đánh lui, thân ảnh bị đẩy lùi sang một bên, Bắc Cung Vô Song cũng không truy đuổi. Đồng loạt ra tay, chỗ tốt không thể để cho Lục Lâm Thiên chiếm toàn bộ. Đám người hổ lỗ đã bị châm ngòi, lập tức đánh về phía lão giả tóc bạc đang vây khốn đầu phượng hoàng màu trắng. Hổ lỗ trưởng lão, ngươi dám. Tiểu Long quát lạnh một tiếng, thân ảnh ngăn cản trước mặt hổ lỗ. Minh chủ, việc này chẳng lẽ Thanh Long hoàng tộc đã nói với Lục Lâm Thiên sao? Hổ lỗ biến sắc, dường như hắn cũng biết rõ thực lực của Lục Lâm Thiên, cũng không dám nhúc nhích, thế nhưng vẻ mặt cực kỳ khó coi. Siêu siêu. Cùng một lúc, Thái Công Tố, Công Tôn Kiền Nhũng cũng lao thẳng về phía lão giả tóc bạc. Bọn họ cũng không muốn để cho đan dược đế phẩm rơi vào trong tay người khác. Sức hấp dẫn của đan dược đế phẩm quá lớn. Hai vị vẫn nên lui lại đi, nếu không đừng trách ta vô tình. Thân ảnh Lục Lâm Thiên lóe lên, thời không lao ngục thuộc tính thổ lan tràn. Ở trong thời không lao ngục thuộc tính thổ, nhiều loại công kích cuồng bạo tuôn ra, vây khốn hai người vào bên trong. Thân thể căn bản khó có thể giãy giụa ra ngoài. Thái Công Tố, Công Tôn Kiền Nhũng biến sắc, lúc này rốt cuộc bọn họ mới biết được thực lực của Lục Lâm Thiên đã tới tình trạng khủng bố. Hai người bị vây khốn ở bên trong căn bản không có cách nào nhúc nhích. Mọi người động thủ, đều do Lục Lâm Thiên và Tiểu Long ngăn cản. Thanh Long Hoàng tộc, Thiên Địa Các, Bắc Cung gia tộc, Độc Cô gia tộc, Chu Tước Hoàng tộc, Huyền Vũ Hoàng tộc không có ra tay. Còn lại lúc này ở trên không trung vô cùng lộn xộn, Lăng Thanh Tuyền bị Bắc Cung Vô Song đẩy lui, cũng không có tiếp tục ra tay. Siêu! Nhưng vào lúc này trong không gian cách lão giả tóc bạc không xa, gợn sóng trong không gian lóe lên, một đạo thân ảnh giống như tia chớp lao thẳng về phía trước. Một lão giả tuổi chừng 60 mặc một bộ áo dài màu đen rộng thùng thình giống như trường sam, có thể chứa đựng không ít đồ vật bên trong. Không ngờ lại không có ai phát hiện ra người này. Khặc khặc, đan dược đế phẩm là của ta. Một tiếng hét lớn âm lệ vang lên, thân ảnh đột nhiên xuất hiện lao thẳng về phía lão giả tóc bạc. Tay đánh ra một đạo chảo ấn xé rách không gian mang theo minh khí quỷ dị giống như khí tức ở trên xương cốt tràn ra, khiến cho linh hồn mọi người cảm thấy khó chịu. Đạo chảo ấn này lập tức bao phủ về phía lão giả tóc bạc. Lão giả tóc bạc hai mắt đỏ hồng, một tay khống chế phượng hoàng màu trắng đang bị vây khốn, lại còn áp chế ánh mắt đỏ hồng. Dường như cũng không còn bao nhiêu sức hoàn thủ. Không xong, không ngờ lại có chuẩn đế ẩn nấp. Sắc mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, lão giả vừa mới xuất hiện kia, từ khí tức trên người lan tràn ra tuyệt đối đã tới cấp độ chuẩn đế. Mà bản thân hắn không ngờ ngay từ đầu lại không phát giác ra người này. Người này vẫn đứng ở trong đội hình linh vũ giới. Chảo ấn quỷ dị mang theo khí tức khiến cho lòng người rung động đánh về phía lão giả tóc bạc. Hai mắt lão giả tóc bạc ngày càng đỏ, toàn thân run rẩy, giống như đang giãy giụa gì đó. Vô Ảnh Minh Tôn, ngươi rốt cuộc cũng bỏ ra được hay sao? Có ta ở đây ngươi còn chưa đủ tư cách, cút ra cho ta. Lúc này một thanh âm sâu kín vang vọng,
đột nhiên có một đạo thân ảnh xuất hiện trước người lão giả tóc bạc. Thân ảnh này xuất hiện, nhìn đạo chảo ấn khiến cho tim người ta đập nhanh, cánh tay khẽ phất một cái, một cỗ quang mang đỏ thẫm mà nóng bỏng tức thì quét ngang hư không. Siêu! Quang mang đỏ thẫm nóng bỏng giống như mang theo hỏa diễm giống như thực chất va chạm với chảo ấn kia, phá hủy chảo ấn trên hư không. Tiếp đó đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện này cũng đột nhiên xuất hiện trước người lão giả áo đen. Trong mắt có một cỗ hàn ý lan tràn ra. Làm sao ngươi tới được đây? Lão giả tóc đen kia nhìn người vừa mới xuất hiện, lập tức hoảng hốt, ánh mắt biến hóa, toàn thân run run. Ta sao không thể tới? Không ngờ ngần ấy năm ngươi cũng tới chuẩn đế. Lần trước trong số những người âm thầm hạ thủ với ta ngươi cũng có một phần. Hôm nay ngươi phải trả một cái giá đắt. Trường bào trên người vừa mới xuất hiện tung bay, hàn ý trong mắt bắn ra. Thanh âm tuy rằng bình thản, thế nhưng mang theo một cỗ uy áp khiến cho người ta không có cách nào kháng cự, đồng thời còn có một cỗ uy áp. Ta cũng là bị ép. Lão giả áo đen biến sắc, thân thể cấp tốc lui về phía sau, giống như vô thanh vô tức biến mất trong không gian. Vô ảnh minh quyết của ngươi đối với ta vô dụng, tu vi chuẩn đế ở trước mặt ta còn chưa đủ. Ngươi đến nói xong, trong giây lát ngưng tụ một đạo quyền ấn. Thân ảnh nhanh như thiểm điện phóng về phía bên trái, quyền ấn ầm ầm đánh về phía hư không. Ầm ầm. Ngay trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, đạo quyền ấn nhìn như đánh vào không gian hư vô này trong khoảnh khắc vang lên thanh âm bạo liệt giống như sấm sét. Kinh phong cuồng bạo khuếch tán. Không gian chung quanh bị xốc lên tạo thành một cái động sâu. Không gian bị phá hủy, mọi người có thể nhìn thấy rõ một mảng lớn không gian bị nứt vỡ từng khúc. Gợn sóng trong không gian hóa thành mảnh vỡ. Phụt! Ngay ở trong không gian bị nghiền nát, một đạo thân ảnh lập tức bắn ngược ra. Máu tươi trong miệng phun ra, thân ảnh một đường đánh vỡ hư không, sắc mặt trắng bệch. Lại tới một cường giả. Mọi người trong không trung ngẩng đầu nhìn lên, một chiêu đả thương chuẩn đế. Đây cũng là cường giả khủng bố như Lục Lâm Thiên. Nghĩa phụ, ánh mắt Lục Lâm Thiên chăm chú nhìn vào người mới xuất hiện, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Người tới không phải là ai khác mà chính là nghĩa phụ nam thúc của hắn. Nghĩa phụ đột nhiên xuất hiện khiến cho Lục Lâm Thiên có chút ngoài ý muốn. Lão gia hỏa, hóa ra ngươi cũng tới a. Thân ảnh tiểu long lóe lên, mặc kệ hổ lỗ, lập tức đi tới bên người nam thúc. Lúc này tuy rằng bộ dáng của nam thúc biến hóa, ánh mắt đen nhánh mà thâm thúy khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy linh hồn rung động. Thân thể già nua trở nên cao ngất, trường bào tung bay, thân thể đạp không mà đứng, khí thế kinh người. Độc Cô Ngạo Nam, đám người Bắc Cung Chi, Độc Cô Phàm Vân, Thái Công Tố, Công Tôn Kiền nhũng biến sắc. Độc Cô Ngạo Nam, là hắn tới. Cơ hồ tất cả cường giả nhìn nhau, sắc mặt rung động. Cũng không có ai dám tiến lên phía trước nửa bước. Sư phụ! Một tiếng quát nhẹ vang lên, gợn sóng không gian lóe lên, một thân ảnh màu lam từ tròn gợn sóng bước ra, lập tức đi tới trước mặt lão giả tóc bạc. Đạo thân ảnh này xuất hiện, trên người mặc trường bào màu lam, mái tóc dài mang theo một cỗ khí tức lạnh lẽo, đúng là băng mộc tôn giả sát phá quân. Sát phá quân nhìn lão giả tóc bạc, toàn thân run lên, trong lòng chua xót. Đột nhiên lăng không hành lễ trên không trung, nhìn lão giả tóc bạc cung kính thi lễ. Phá quân bất hiếu, bái kiến sư phụ. Quả thực chính là hàn băng tôn giả lãnh thiên thu. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, thu hồi thời không lao ngục thả Thái Công Tố và Công Tôn Kiền nhũng. Xem ra lão giả này quả thực chính là hàn băng tôn giả lãnh thiên thú. Phá quân. Lão giả tóc bạc ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hồng run run dường như thanh tỉnh được một chút. Chảo ấn trong tay đột nhiên dùng sức, rốt cuộc cũng nắm đầu phượng hoàng màu trắng vào trong tay. Chi chi! Đầu phượng hoàng màu trắng kêu lên mấy tiếng, lập tức hóa thành một khỏa đan dược màu trắng xuất hiện trong lòng bàn tay lão giả tóc bạc. A hát! Trong nháy mắt, hai mắt lão giả tóc bạc đỏ hồng hơn, rốt cuộc cũng khó có thể áp chế. Một cỗ khí tức huyết sát ngập trời tuôn ra. Sư huynh cẩn thận, lãnh sư bá đã bị năng lượng quỷ dị khống chế. Thân ảnh Lục Lâm Thiên đi tới bên người sát phá quân. Lão gia hỏa, người cần gì phải chống đỡ? Ánh mắt nam thúc chớp động, thủ ấn nhanh chóng biến hóa, đột nhiên một cái màn sáng bằng năng lượng cực lớn tức thì la tràn, bao phủ không gian chung quanh hàn băng tôn giả lãnh thiên thu. Dưới màn sáng bao phủ, ánh mắt hàn băng tôn giả lãnh thiên thu lần nữa trở nên trong sáng hơn một chút. Lập tức nuốt khỏa đan dược màu trắng trong tay vào bụng. Đan dược đế phẩm A.
Mắt thấy Hàn Băng Tôn giả Lãnh Thiên Thu nuốt đan dược đế phẩm vào trong tay, trong nháy mắt này không biết bao nhiêu người run rẩy, vẻ mặt đau lòng. Sau khi dùng đan dược, Hàn Băng Tôn giả đột nhiên run lên, vẻ đỏ hồng trong mắt bắt đầu phai nhạt, giống như bị áp chế xuống. Ánh mắt đỏ hồng kia khôi phục lại như bình thường. Nhìn thấy ánh mắt Hàn Băng Tôn giả từ từ khôi phục, Nam Thúc Thu thủ ấn lại, đem màn sáng bằng năng lượng triệt tiêu. Sắc mặt hơi tái nhợt, dường như cái màn sáng bằng năng lượng thoạt nhìn không có tác dụng nhiều lắm đã khiến cho Nam Thúc tiêu hao khá lớn. Lão quái vật, làm sao ngươi tới đây? Màn sáng được thu hồi, Hàn Băng Tôn giả Lãnh Thiên Thu nhìn thấy Nam Thúc trước mắt, trong mắt hiện lên sự sợ hãi và vui mừng. Khá tốt, may ta không tới muộn, ta biết ngay ngươi chưa chết mà. Ngươi còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Trong đôi mắt đen nhánh thâm thúy của Nam Thúc hiện lên chút chua xót khi nhìn lão giả tóc bạc trước mắt. Chỉ là trong lòng lúc này cũng tuyệt đối cao hứng. Đệ tử tới chậm, phá quân bất hiếu, mong sư phụ tha thứ. Thân ảnh sát phá quân lóe lên đi tới bên người sư phụ Hàn Băng Tôn giả. Sau khi biết rõ sư phụ bị nhốt trong hư không bí cảnh, cũng không biết sư phụ còn sống hay chết, cũng không thể đi cứu, lúc này có thể nhìn thấy sư phụ bình yên vô sự, trong lòng hắn kích động không thôi. Đồ nhi ngoan của ta, tu vi những năm này không những không rớt xuống mà còn có tiến bộ không tệ. Chắc rằng là nhờ có Nam Thúc ngươi chỉ điểm a. Hàn Băng Tôn giả nhìn sát phá quân, nắm chặt vai sát phá quân, trong mắt có chút thỏa mãn. Đệ tử bái kiến lãnh sư bá. Thân ảnh Lục Lâm Thiên đi tới trước người Lãnh Thiên Thu rồi cung kính hành lễ, đối với vị cường giả có thể nổi danh cùng với nghĩa phụ khi trước hắn cũng vô cùng hiếu kỳ. Vừa rồi hắn cũng nhìn ra Hàn Băng Tôn giả Lãnh Thiên Thu dựa vào thần khí thượng cổ mà có thể đẩy lui công kích của chúng cường giả. Đại trưởng lão Độc Cô gia tộc Độc Cô Phàm Vân có tu vi chuẩn đế cũng bị áp chế, thực lực bực này tuyệt đối chuẩn đế bình thường không thể chống lại. Đây là... Hàn Băng Tôn giả Lãnh Thiên Thu nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt có chút nghi hoặc. Sư phụ, đây là đệ tử Nam Thúc, cũng là nghĩa tử của Nam Thúc, gọi là Lục Lâm Thiên, hiện tại chính là minh chủ đế đạo Minh Phong Vân nhất trên đại lục. Sát phá quân mỉm cười nói. A hát, hóa ra lão quái vật ngươi lại thu đệ tử A, thoạt nhìn không tồi chút nào. Hàn Băng Tôn giả nhìn Nam Thúc, ánh mắt lại nhìn về phía Lục Lâm Thiên, ánh mắt ngày càng nghi hoặc. Hắn phát hiện ra mình căn bản không thể nhìn thấu thực lực của Lục Lâm Thiên. Đệ tử đa tạ lãnh sư bá khích lệ. Lục Lâm Thiên nói. Lão gia hỏa nhà ngươi còn sống là tốt rồi, không ngờ ngươi cũng tới chuẩn đế, xem ra ngươi cũng nhận được không ít cơ duyên. Nam Thúc có chút vui vẻ nói, tu vi của Hàn Băng Tôn giả Lãnh Thiên Thu hiện tại so với lúc trước rõ ràng mạnh hơn không ít. Ta dùng đan dược đế phẩm chỉ có thể áp chế trong cơ thể một hồi, cần tìm địa phương trị tận gốc. Hàn Băng Tôn giả nói. Tốt, ngươi chờ ta một lát, ta giải quyết một ít chuyện trước. Nam Thúc gật đầu nói với Hàn Băng Tôn giả, ánh mắt lập tức nhìn vào trong đám người linh vũ giới, tập trung lên trên người vô ảnh minh tôn kia. Sốt cuộc ngươi muốn thế nào? Mắt nhìn Nam Thúc, toàn thân vô ảnh minh tôn run rẩy, cũng không có thời gian bận tâm vết máu nơi khóe miệng, thực lực đối phương hắn biết rõ, hắn làm sao có thể là đối thủ của đế giả, sợ rằng ngay cả trốn cũng không thoát. Sáng tạo linh vũ giới ngươi cũng xuất lực, thế nhưng cuối cùng ngươi lại quay mũi giáo đối phó ta. Ngươi không thể không chết. Hàn ý trong mắt Nam Thúc bắn ra, bàn chân đạp hư không mà đi, chậm rãi đi về phía vô ảnh minh tôn. Chuyện này không liên quan tới ta, ta cũng chỉ bị ép, là do đệ tử nghiên đỉnh của ngươi cầm đầu. Vô ảnh minh tôn chậm rãi lui về phía sau, trong mắt hiện lên sự sợ hãi. Lúc này những người khác trong linh vũ giới cũng không dám tiến lên. Ai dám Upsilon đế giả cơ chứ? Bất kể như thế nào ngươi nhất định sẽ chết, còn một ít người ta sẽ từ từ tính sổ. Tên nhiệt đồ kia tuyệt đối trốn không thoát. Trong mắt Nam Thúc lan tràn ra hàn ý. Ha ha! Thấy hàn ý trong mắt Nam Thúc, vô ảnh minh tôn dường như nhớ tới cái gì đó, lập tức cười ha ha, dứt khoát đứng lên, nói với Nam Thúc. Ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao? Xem ra ta phải nhắc nhở ngươi. Ngươi là đế giả. Trên đại lục đã sớm có lệnh cấm, ngươi không thể ra tay với ta, cho nên ngươi không thể giết ta. Thật sao? Nam Thúc chậm rãi đi tới trước người vô ảnh minh tôn, hàn ý trong mắt bắn ra. Ha ha, ngươi không giết được ta, ngươi có lệnh cấm trên người, nếu như ngươi giết ta ngươi cũng sẽ chết. Vô ảnh minh tôn âm lệ nói.
vậy thì ta phải thử xem mới được. Lúc này Nam Thúc đột nhiên phất tay một cái, trường bào run lên, dẫn động năng lượng thiên địa, đột nhiên một đạo trưởng ấn phá không đánh ra. Trưởng ấn xen lẫn một cỗ linh hồn chấn động, vết nứt không gian hiện ra, quang mang đen kịt khiến cho tim người ta đập nhanh lóe lên. Ngươi làm sao dám giết ta? Vô Ảnh Minh Tôn biến sắc, hắn thật sự không ngờ đối phương lại dám ra tay giết hắn. Thân thể trong khoảnh khắc nhanh chóng lui lại, đến thời điểm này hắn mới biết mình sai rồi. Siêu! Chỉ là lúc này đã không còn kịp, dưới trưởng ấn của Nam Thúc, năng lượng thiên địa chung quanh kịch liệt rung động. Một cỗ năng lượng thiên địa bỗng nhiên cuồn cuộn, trưởng ấn dùng xu thế Thái Sơn áp đỉnh đánh xuống Vô Ảnh Minh Tôn. Dưới trưởng ấn, không gian lập tức sụp đổ. Ầm ầm! Trong tiếng trầm thấp bạo liệt, không gian hóa thành mảnh vỡ. Vòng xoáy hiện lên trên không gian. Ngay cả hồn anh của Vô Ảnh Minh Tôn cũng không kịp chạy thoát, thân hình đột nhiên hóa thành mảnh vỡ trong vòng xoáy. Sau đó tất cả trở nên yên tĩnh như cũ. Lại diệt chuẩn đế. Mọi người nhìn vào không khỏi cảm thấy kinh hãi, lạnh lẽo, người của Linh Vũ giới sắc mặt tái nhợt, thế nhưng lại không dám tiến lên một chút nào. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nở nụ cười lạnh, từ trong linh hồn siêu tác của Hạc Linh Tả Sứ mà hắn biết được Vô Ảnh Minh Tôn này chính là nhị pháp tôn của Linh Vũ giới. Chuẩn đế bị giết, đối với Linh Vũ giới mà nói nhất định cũng là đả kích cực lớn. Đế giả không được ra tay, chỉ tiếc Nam Thúc không phải là đế giả, cũng chỉ là chuẩn đế mà thôi. Độc Cô Ngạo Nam đã là đế giả làm sao dám ra tay. Không ít cường giả nghi hoặc. Mà trong lúc mọi người nghi hoặc, Hàn Băng Tôn giả đột nhiên nhớ tới cái gì đó mà nói với Nam Thúc. Lão quái vật, chúng ta đi mau, nơi này quỷ dị, nếu như không đi thì không kịp. Lãnh sư bá, chúng ta cũng khó mà đi được. Sắc mặt Lục Lâm Thiên đột nhiên biến hóa, trong tâm thần dò xét hắn phát hiện ra trong không gian này lặng lẽ tràn ngập khí tức huyết sát. Trong không gian hư vô, khí tức huyết sát không biết từ nơi nào xuất hiện, lặng lẽ lan tràn ra cả không gian. Phanh phanh. Cùng lúc đó trong đám người có người điên cuồng triển khai công kích, đánh ra công kích chí mạng với người trong đội ngũ của mình. Thanh âm trầm thấp bạo liệt trong khoảnh khắc vang vọng. Ngũ trưởng lão, ngươi làm gì vậy? Thác Bạt gia, các ngươi dám ra tay với Công Tôn gia tộc ta là có ý gì? Phanh phanh. Cùng một lúc cả không gian hỗn loạn, trong khoảnh khắc có không ít cường giả hai mắt đỏ rực, mà ngay cả trong tứ đại thú hoàng tộc cũng có người bị khống chế, điên cuồng ra tay với người bên cạnh. Trong chớp mắt ngắn ngủi có hơn 10 cường giả hóa thành huyết phụ. Tất cả mọi người chú ý, là năng lượng quỷ dị khống chế bọn họ. Ánh mắt Hiên Viên Triệt trầm xuống, thân ảnh lóe lên lập tức đánh bay mấy cường giả Hiên Viên gia tộc bị ảnh hưởng, chân khí thuộc tính phong phô thiên cái địa tuôn ra, trong miệng đột nhiên hét lớn một tiếng. Giống. Tiếng hét lớn này giống như hổ gầm, có tác dụng giống như quán đỉnh khiến cho không ít người hai mắt đỏ rực khôi phục một ít, thế nhưng cũng còn chưa hoàn toàn khôi phục. Chút tài mọn, tỉnh lại cho ta. Trường bào màu vàng trên người Tiểu Long run lên, thân ảnh đạp không mà ra. Trong miệng đột nhiên gầm lên một tiếng giống như long ngâm. Ngao! Thanh âm như long ngâm xuyên thấu gợn sóng hóa thành tiếng gầm lan tràn ra chung quanh khiến cho linh hồn mọi người run lên. Thanh âm giống như tiếng sấm vang vọng trong đầu bọn họ. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tức thì không ít người run rẩy, tỉnh táo lại, đối với chuyện vừa xảy ra không ngờ bọn họ lại không biết chút nào. Lục Lâm Thiên nhìn Tiểu Long, không ngờ tiếng giống của Tiểu Long lại có hiệu quả như vậy. Không gian này quỷ dị a. Mọi người tỉnh lại, sắc mặt biến đổi, bắt đầu cảnh giác. Chính là khí tức này đã dây dưa ta mấy chục năm. Nếu không phải ta nhận được cơ duyên có Thiên Băng Thần Thương trong tay, vừa vặn có thể ngăn chặn một ít khí tức quỷ dị này thì đã sớm bị nó khống chế rồi. Mà vừa nãy ta cũng sắp không kiên trì nổi, không ngờ khí tức này lại đột nhiên yếu đi một chút cho nên mới để cho ta trì hoãn một hơi. Khí tức này có thể lặng lẽ không chút tiếng động làm ảnh hưởng tới tâm trí và linh hồn, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Hàn Băng Tôn giả Lãnh Thiên Thu nhắc nhở mọi người, trong mắt hắn giờ phút này còn có chút sợ hãi. Mấy chục năm qua hắn luôn bị cỗ khí tức quỷ dị này dây dưa, khi thì thanh tỉnh, khi thì bị khống chế. Xuất hiện đi, không cần phải trốn trốn tránh tránh. Thân ảnh Lục Lâm Thiên tiến lên phía trước, khí thế huyết sát ảnh hưởng tới tâm trí và linh hồn. Thiếu chút nữa khiến cho người ta thành hoa nô, lúc này Lục Lâm Thiên đã có thể khẳng định trong này có sự tồn tại của huyết linh mẫu đơn. Khanh khách, Lục Lâm Thiên dứt lời, trong hư không vang lên tiếng cười như chuông bạc.
thanh âm giống như có một loại ma lực nào đó, có thể quanh quẩn trong tâm linh khiến cho linh hồn run run. Nhân loại đáng chết, lúc trước dám làm tổn thương ta. Hôm nay ta nhất định sẽ khiến ngươi phải chết. Tiếng nói như chuông bạc mơ hồ vang vọng, khiến cho người ta khó có thể nắm bắt được dấu vết. Trong không gian, khí tức huyết sát ngày càng nồng nặc. Chẳng lẽ mấy chục năm trước cũng bởi vì như vậy? Hàn băng tôn giả Lãnh Thiên Thu nghi hoặc, không ngờ tới khi tức huyết sát này lúc trước đột nhiên yếu hơn đi một chút mới cho hắn có thời gian trì hoãn một chút. Bằng không sẽ bị nó triệt để khống chế, chẳng lẽ việc này có liên quan tới Lục Lâm Thiên sao? Mọi người nghe vậy lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên, bọn họ không ngờ vật quỷ dị trong không gian này lại có không ít quan hệ với Lục Lâm Thiên. Dường như Lục Lâm Thiên từng làm tổn thương đối phương, mà ngay cả Nam Thúc cũng có chút nghi ngờ. Có bản lĩnh thì xuất hiện đi, lúc trước ta có thể làm tổn thương ngươi, hiện tại ta cũng có thể diệt ngươi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, nắm chặt huyết lục trong tay, đối với huyết linh mẫu đơn Lục Lâm Thiên không quá e ngại, ít nhất bản thân hắn không sợ khí tức huyết sát kia. Lớn lối, ngươi cho rằng có thể chống lại ta sao? Lúc trước thứ ngươi đánh nát chỉ là một đạo linh hồn phân thân của ta mà thôi, ngày hôm nay nếu như ngươi đã ở đây thì chết đi. Thanh âm như chuông bạc mang theo sát ý vang vọng, ngay lúc đó trên không gian có một đóa mẫu đơn màu đỏ như máu lăng không xuất hiện. Toàn thân đóa mẫu đơn này màu đỏ như máu, lan tràn ra khí tức huyết sát quỷ dị. Chỉ cần nhìn một cái cũng khiến cho người khác hãi hùng khiếp vía, bất chi bất giác linh hồn bị ảnh hưởng. Lục Lâm Thiên nhìn huyết linh mẫu đơn, so với đóa huyết linh mẫu đơn trên vách núi khi trước giống nhau, thế nhưng không biết vì sao khí tức huyết sát trên người nó lại nồng đậm hơn rất nhiều. Đây là huyết linh mẫu đơn, không nên nhìn nó, vậy này có thể làm ảnh hưởng tới tâm trí, trong lúc bất chi bất giác sẽ bị nó khống chế, đến lúc đó sẽ trở thành hoa nô của nó. Tử Yên nhìn huyết linh mẫu đơn, khuôn mặt xinh đẹp biến sắc, nhanh chóng nói với người thiên địa các sau lưng. Huyết linh mẫu đơn, không ngờ lại là tà vật này. Là tà vật cũng là trọng bảo a. Giờ phút này cũng có không ít người nhận ra huyết linh mẫu đơn, dù sao ở đây đều là người có ánh mắt bất phàm. Huyết linh mẫu đơn, tà vật có linh trí, chẳng lẽ? Ánh mắt Nam Thúc run lên, lập tức trở nên ngưng trọng. Khanh khách, người thứ nhất ngày hôm nay ta giết chính là ngươi. Đem ngươi trở thành hoa nô của ta. Đóa huyết linh mẫu đơn mấy trăm thước xoay quanh trước mặt Lục Lâm Thiên, phóng ra khí tức huyết sát ngập trời. Khí tức huyết sát ngập trời lan tràn khiến cho chúng cường giả chung quanh đều lui về phía sau, linh hồn run sợ, khó có thể tới gần. Lão đại! Lâm Thiên, cẩn thận! Ba người Tiểu Long, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn lách mình đi tới bên người Lục Lâm Thiên. Tiểu Long thì vô cùng nhàn nhã, vô cùng tự đắc. Hai người Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn được Mộc Hoàng khí và Thần Hoàng khí bao phủ thân thể, cũng có thể chống cự sự ảnh hưởng của khí tức huyết sát. Các ngươi lui ra phía sau một chút, để cho ta tới trước. Nhìn huyết linh mẫu đơn trước mắt, toàn thân giống như máu tươi quanh quẩn, càng nhìn càng giống như bên trong có máu tươi lưu động, có một loại vẻ đẹp thê lương, có thể khiến cho bất luận kẻ nào mê muội. Lục Lâm Thiên nhíu mày, khí tức huyết sát này thật đáng sợ. Có tình cảnh của Nguyên Nhược Lan khi trước, Lục Lâm Thiên không dám để nhị nữ Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn lặp lại tình cảnh như vậy nữa. Lão quái vật, đệ tử này của ngươi bất phàm a. Ánh mắt Hàn Băng Tôn giả nhảy lên, hắn rất rõ ràng sự ảnh hưởng của khí tức huyết sát với người ta ra sao. Lúc này không ngờ lại nhìn thấy Lục Lâm Thiên hoàn toàn bất động, trong lòng hắn bắt đầu có chút kinh ngạc. Sư phụ, Lâm Thiên sư đệ chính là Linh Vũ Song Tu và Vũ Giả Toàn Hệ, tu vi Vũ Tôn cửu trọng, đã sớm có thể tàn sát chuẩn đế như không? Lại còn lĩnh ngộ thuộc tính mới. Sát Phá Quân nói với sư phụ, Nam Thúc nói hắn thiên phú không tồi, thế nhưng Sát Phá Quân biết rõ, so với quái vật như Lục Lâm Thiên, quả thực chênh lệch quá xa. Cái gì? Lãnh Thiên Thu nghe vậy lập tức biến sắc, không tin quay đầu lại nhìn Nam Thúc, hắn còn tưởng rằng Sát Phá Quân nói đùa. Xem một chút đi, huyết linh mẫu đơn này linh trí cực cao, có phân thân, rất có thể. Nam Thúc không có trả lời Hàn Băng Tôn giả, trong lòng lúc này vô cùng ngưng trọng. Nhân loại đáng chết, chết đi. Huyết linh mẫu đơn xoay tròn, trên thể tích hơn trăm thước, khí tức huyết sát như thực chất lan tràn. Một cái lá giống như lưỡi dao màu đỏ tách ra, hoặc giả là miệng một đầu hung thú, lập tức phóng về phía Lục Lâm Thiên. Lại là bộ dáng này sao? Khóe miệng Lục Lâm Thiên nở nụ cười lạnh,
tay nắm huyết lục, tiếng đao minh giống như long ngâm vang vọng trong hư không. Duệ kim hồn đao, tiếng quát nhẹ vang lên, kim quang quanh thân đại thịnh giống như mặt trời lên cao. Huyết lục trong tay vung lên, lập tức đánh xuống. Đao mang bổ ra vết nứt đen kịt trong không gian, lập tức bổ vào trên huyết linh mẫu đơn. Siêu, một đao đánh xuống, đao mang màu vàng hung hăng đánh về phía cánh hoa huyết linh mẫu đơn, thế nhưng trong nháy mắt này huyết linh mẫu đơn lại biến mất, vô cùng quỷ dị. Đao mang màu vàng mang theo khí tức sắc bén cùng với công kích linh hồn phóng tới, ầm ầm xẹt qua không trung, thanh âm chói tai sắc bén vô cùng, nhanh như thiểm điện xé rách hư không. Những nơi đao mang đi qua, gợn sóng trong không gian hóa thành cho tàn, hiện ra vết nứt đen kịt trong không gian. Vô cùng sắc bén, khủng bố. Dưới một đao này không ít cường giả chung quanh trợn mắt, cứng lưỡi. Thanh thế một đao kia của Lục Lâm Thiên không ngờ lại khủng bố tới tình trạng này. Mà khí tức của một đao kia cũng khiến cho tất cả mọi người run sợ. Khiến cho người có tu vi chuẩn đế cũng phải run rẩy. Một đao thật mạnh, đây chính là thuộc tính mới lĩnh ngộ sao. Chuẩn đế bình thường tuyệt đối không phải là đối thủ. Hàn băng tôn giả Lãnh Thiên Thu vốn còn chưa tin, thế nhưng nhìn một đao kia, rõ ràng hắn có thể cảm giác được sự khủng bố của đao mang. Khí tức sắc bén lạnh lẽo này khiến cho lòng hắn rung động. Năng lượng bên trên đao mang kia tuyệt đối không phải một trong năm loại năng lượng thuộc tính mà hắn biết. Dưới một đao này ngay cả Nam Thúc cũng phải gật đầu, thực lực như vậy khiến cho hắn thầm phỏng đoán, không biết mình có thể chống lại được hay không. Thiên phú của tiểu tử này quả thực đáng sợ tới cực điểm. Chỉ là dưới một đao tràn ngập kim quang rực rỡ, vết nứt không gian biến mất, huyết linh mẫu đơn cũng biến mất không thấy gì nữa. Khanh khách, thực lực không tệ, chỉ tiếc để đối phó với ta còn chưa đủ. Thanh âm như chuông bạc lần nữa vang lên, giống như thanh âm của ma quỷ, có thể dung chuyển linh hồn người khác. Người bị thanh âm này làm ảnh hưởng thì linh hồn cũng bị khí tức huyết sát làm ảnh hưởng. Siêu. Cùng một lúc, sau lưng Lục Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện huyết linh mẫu đơn vừa mới biến mất, cánh hoa huyết linh mẫu đơn mở rộng, giống như có máu tươi chảy xuôi, lập tức từ sau lưng định thôn vệ Lục Lâm Thiên. Thế nhưng lúc này Lục Lâm Thiên cũng không quay đầu lại mà chỉ cười lạnh một tiếng, hàn quang hiện lên trong hai con ngươi đen kịt. Dường như hắn đã sớm có chuẩn bị, thủ ấn sớm kết xuất, miệng lẩm bẩm nói. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Cùng một lúc, khi thanh âm của Lục Lâm Thiên vang lên, cả không gian lung lay sắp đổ, thời không lao ngục thuộc tính thổ 8 lần uy năng khuếch tán ở giữa không trung. Năng lượng thuộc tính thổ bàng bạc trong sát na hội tụ. Cả không gian như cứng lại, lập tức bao phủ không gian mấy ngàn thước vào bên trong. Siêu! Thời không lao ngục 8 lần uy năng lan tràn, lập tức bao phủ huyết linh mẫu đơn kia vào bên trong, không gian mất đi trọng lượng, nhiều loại công kích quỷ dị đồng thời hội tụ, huyết linh mẫu đơn tức thì bị trói buộc. Ồ! Thanh âm thanh thúy như chuông bạc vang lên kèm theo sự kinh dị, khí tức huyết sát phô thiên cái địa tuôn ra. Dưới cỗ khí tức huyết sát ngập trời này không ngờ lại có thể dẫy ra khỏi thời không lao ngục 8 lần uy năng của Lục Lâm Thiên. Thổ sinh kim. Lục Lâm Thiên ở trong thời không lao ngục đột nhiên xoay người lại, đạp không mà đứng, trường bào màu xanh bay phất phới. Thủ ấn quỷ dị trong tay được kết, quanh thân Lục Lâm Thiên đột nhiên có một đạo kim quang giống như mặt trời ban trưa phóng lên trong hư không. Bên trong kim quang tràn ngập khí tức sắc bén mà lạnh lẽo. Một giây sau. Thời không lao ngục 8 lần uy năng dung chuyển, uy năng 16 lần cuồn cuộn, một cỗ khí tức sắc bén, sát phạt lan tràn, khí tức bá đạo vô cùng tràn ngập không gian. Kim quang đại thịnh, cả phiến không gian gió nổi mây phun, cuồng phong rít gào. Tiếng sấm vang vọng không ngừng, thiên địa như dung chuyển, cả không gian giống như sắp nứt vỡ. Phá cho ta! Không có một chút trì hoãn nào, Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng. Thủ ấn đột nhiên chụp về phía huyết linh mẫu đơn đang giãy giụa trong thời không lao ngục. Trong thời không lao ngục đột nhiên có một thủ ấn màu vàng cực lớn xuất hiện. Không gian to lớn co rút lại, thủ ấn cực lớn hơn nghìn thước vỗ vào trên huyết linh mẫu đơn bị trói buộc trong thời không lao ngục. Thủ ấn cực lớn đánh xuống, không gian chung quanh hóa thành mảnh vỡ, hiện ra vết nứt đen kịt trong hư không. Phanh! Thanh âm trầm thấp vang vọng, bằng mắt thường có thể thấy được. Khắp hư không to lớn lúc này bị thủ ấn màu vàng đánh nát. Huyết linh mẫu đơn cực lớn ở trong đó cũng bị đánh thành huyết phụ tiêu tán. Ầm ầm, hư không giống như thiên băng địa liệt, hư không tan vỡ rồi lập tức khôi phục lại. Năng lượng cuồng bạo giống như thực chất chấn động, điên cuồng nhộn nhạo. Thật mạnh,
không ít cường giả hít sâu một ngụm khí lạnh, thực lực của Lục Lâm Thiên lúc này không thể nghi ngờ khiến cho tất cả mọi người âm thầm so sánh với bản thân mình một phen. Thế nhưng khi so sánh mọi người mới biết được rốt cuộc thực lực của Lục Lâm Thiên hiện tại khủng bố tới tình trạng nào, một trưởng này không biết có bao nhiêu người có thể chống lại. Lam Thập Tam, Thái Công Tĩnh Nhiễm, Hiên Viên Triệt, Lăng Thanh Tuyệt, Công Tôn Tông Nguyên cùng với đám người Thác Bạt Đỉnh bị Lục Lâm Thiên trà đạp lúc này rung động không thôi. Vũ khí thiên cấp. Hàn Băng Tôn giả Lãnh Thiên Thu trợn ngược con mắt, lần nữa bị dọa cho chấn động. Đây là vũ khí thiên cấp do tiểu tử kia tự mình lĩnh ngộ, coi như không tệ. Nam Thúc khẽ mỉm cười nói, trong đôi mắt luôn luôn bình thản lúc này cũng khó có thể che giấu sự kích động. Thực lực như thế quả thực vô cùng khủng bố, mà tiểu tử này vẫn chỉ là vũ tôn cửu trọng mà thôi. Thực lực đã có thể so với đế cấp. Lão quái nhà ngươi thu được một đệ tử giỏi a. Bàn Băng Tôn giả Lãnh Thiên Thu nhìn Nam Thúc, ánh mắt vẫn rung động không thôi. Nhân loại đáng chết, ngươi đã chọc giận ta rồi. Ở trong hư không, huyết linh mẫu đơn bị nghiền nát thành huyết vụ, trong hư không, gợn sóng trong không gian lóe lên, đột nhiên xuất hiện một đoàn huyết vụ nồng đậm tựa như máu tươi. Đoàn huyết vụ này xuất hiện, cả phiến hư không run lên, linh hồn tất cả mọi người đột nhiên run rẩy. Tiếp đó đoàn huyết vụ giống như máu tươi này thu liếm, một đạo thân ảnh lung linh xuất hiện, đây là một thân ảnh lung linh, mềm mại động lòng người. Đường cong như ẩn như hiện, mái tóc màu đỏ rũ xuống tới bộ ngực ngạo nghễ. Trên người mặc một bộ cung trang màu đỏ giống như máu tươi lưu động càng làm tăng lên vẻ lồi lõm của thân thể. Đồng thời cũng hiện lên khí tức huyết sát khủng bố, giống như một đóa hoa bị nhiễm kịch độc, vô cùng diễm lệ. Khi huyết phụ tiêu tán, thân ảnh linh lung này hoàn toàn hiện ra, cũng xuất hiện rõ ràng trong mắt mọi người. Đạo thân ảnh này có khuôn mặt tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo, hai con mắt đỏ như máu, cũng mang theo sự cơ linh, má lúm đồng tiền, nhìn qua có chút kiều diễm, kiều mị, lại cao quý mà thanh nhã, lại diễm lệ, khiến cho tim người ta đập thình thịch. Nhìn vào nữ tử này, ánh mắt tất cả mọi người không khỏi run lên. Trạng thái hình người, huyết linh mẫu đơn này đột phá đế cấp, đã thành đế. Nhìn nữ tử này ánh mắt Nam Thúc run lên, linh lực toàn thân lan tràn. Nhân loại, giết nhiều hoa nô của ta như vậy, làm tổn thương phân thân của ta, ngươi phải trả giá thật đắt, dù sao những hoa nô kia ta cũng không hài lòng. Ngươi lại là nhân tuyển tốt nhất. Nữ tử này nhìn qua Lục Lâm Thiên, ánh mắt đỏ hồng trên khuôn mặt động lòng người khiến cho lòng người rung động. Dứt lời, nữ tử này cười tươi như hoa, khí tức huyết sát quanh thân bỗng nhiên tuôn ra. Oanh! Khí tức huyết sát tuôn ra, cả phiến hư không chấn động. Huyết sắc quang mang từ trong cơ thể nữ tử này tuôn ra, một cỗ chấn động vô hình giống như thiên địa chấn động từ trong cơ thể nàng phô thiên cái địa lan tràn ra. Trong chớp mắt này hư không run rẩy, cả không trung gió nổi mây phun, mây đen kéo tới, thậm chí còn có sấm sét màu đỏ lập lòe. Ầm ầm. Một giây sau tia chớp màu đỏ giống như lưu quang không ngừng lóe lên, cùng lúc đó một cỗ chấn động vô hình mà mênh mông giống như thiên địa lấy thân thể nữ tử này làm trung tâm. Giống như một cơn lốc lặng lẽ khuếch tán. Năng lượng chấn động thật là khủng khiếp. Trong sát na, cơ hồ tất cả cường giả ngưng trọng nhìn lên không trung. Lúc này động tĩnh do nữ tử có thân thể mềm mại kia tạo ra quá khủng bố. Dưới cỗ khí thế này linh hồn cường giả tôn cấp bỡ ngỡ, toàn thân run rẩy, chuẩn đế cũng không phải là ngoại lệ. Dưới cỗ uy áp vô hình của khí thế này linh hồn bị áp chế. Ông! Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên. Khí tức huyết sát phô thiên cái địa dũng mãnh tràn vào trong đầu hắn. Kim đao màu vàng đột nhiên nhảy ra, đao mang mở rộng, lập tức ngăn cản khí tức huyết sát này ở bên ngoài. Đây là lực lượng đế giả. Uy năng thật khủng khiếp, phiền phức lớn rồi. Mọi người kinh hãi, Hàn Băng Tôn giả, Nam Thúc, cùng Kỳ Tôn giả, Đại trưởng Lão Long Nguyệt, Độc Cô Phàm Vân ngưng trọng, bọn họ hiểu rõ đế giả đáng sợ ra sao. Đế giả là cường giả đỉnh phong. Hùng bá một phương trên đại lục, có thực lực kinh khủng lật tay làm gió, trở tay làm mưa. Nhất là loại linh vật trời sinh này một khi tới đế cấp thì càng kinh khủng. Hiện tại ngươi nên trả giá đắt. Thanh âm như chuông bạc của nữ tử vang lên, một đạo chảo ấn trong tay lăng không xuất hiện trên đầu Lục Lâm Thiên, đem không gian chung quanh Lục Lâm Thiên bao phủ. Năng lượng thật mạnh. Chảo ấn vừa mới xuất hiện, Lục Lâm Thiên lập tức cảm giác được năng lượng chấn động kinh khủng. Bên trong còn có một cỗ lực lượng không gian bao phủ về phía hắn. Huyễn ảnh thanh vũ. Lục Lâm Thiên trước tiên thúc giục huyễn ảnh thanh vũ, hai cánh chấn động, cắt vỡ không gian chạy trốn.
Ồ! Trong đôi mắt đỏ rực của huyết linh mẫu đơn hiện lên sự nghi hoặc, cùng một lúc thân ảnh nhanh như thiểm điện, lần nữa lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Chảo ấn lần nữa bóp nát không gian mang theo thanh âm không gian rạn nứt, lập tức bao phủ Lục Lâm Thiên. Nhìn chảo ấn lần nữa đánh tới, trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên sự ngưng trọng, hai cánh chấn động đánh nát gợn sóng trong không gian. Bàn chân đạp nhẹ hư không, không gian dưới chân gợn sóng, lại lập tức đóng băng, vô cùng quỷ dị. Hàn băng hồn đao. Trong chốc lát, huyết lục trong tay Lục Lâm Thiên tạo thành một đường vòng cung huyền ảo, cả không gian đột nhiên run lên, một cỗ khí tức lạnh lẽo, cực đoan bỗng nhiên lan tràn ra, đồng thời một đạo đao mang quỷ dị phóng về phía chân trời. Dưới đao mang, một cỗ khí tức lạnh lẽo thấu xương trong lúc vô hình lan tràn ra không trung. Siêu siêu. Đao mang biến hóa, mấy đạo đao mang bắn ra giống như mạng nhện, mang theo hàn băng chi khí lạnh lẽo ngập trời cùng với năng lượng thiên địa bổ về phía chảo ấn màu đỏ. Nhân loại, thực lực của ngươi còn chưa đủ. Huyết linh mẫu đơn cười lạnh một tiếng, đao mang lạnh lẽo rơi xuống cũng không thể làm ảnh hưởng tới chảo ấn màu đỏ. Chảo ấn màu đỏ chỉ thoáng bị ngăn cản, tiếp tục mang theo không gian vặn vẹo đánh về phía Lục Lâm Thiên. Ngao! Lúc này tiểu long rít gào một tiếng, hóa thành bản thể khổng lồ, toàn thân tràn ngập lân phiến màu vàng. Bên trên lân phiến có hỏa diễm màu vàng lan tràn. Long chảo dưới bụng cuồn cuộn, trên lưng có quang mang đen như mưa xê lan tràn, huyền vũ thần sắc xuất hiện, bí văn lập lòe, hư ảnh quy xà tương giao giống như vật còn giống, lộ ra khí tức yêu dị mà thần bí. Mắt nhìn bản thể tiểu long, người của Lục đại nhân hoàng tộc há hốc mồm, đây dường như cũng không giống bộ dáng của thanh long hoàng tộc. Lão đại, để cảm thấy có lẽ huyết linh mẫu đơn này e ngại công kích linh hồn. Bản thể khổng lồ của tiểu long lao ra, cả không gian run lên, trong lúc mơ hồ có tiếng sấm vang vọng. Tiểu long dứt lời, thân thể khổng lồ đứng thẳng lên, uy áp nồng đậm lan tràn, miệng hét lớn một tiếng. Thanh long hồn. Tiếng quát vừa dứt, trên mi tâm tiểu long, ấn ký con mắt thứ ba mở ra, trong mắt có một đạo quang trụ bắn thẳng ra không trung. Một cỗ lực lượng công kích linh hồn ngập trời khuếch tán về phía chân trời. Đạo quang trụ này ầm ầm đánh về phía chảo ấn màu đỏ. Ngao! Trong quang trụ, một tiếng long ngâm vang lên, hư ảnh một đầu thanh long rít gào, mang theo long uy khủng bố, cường hãn vô cùng xuyên qua chảo ấn màu đỏ kia. Ken két! Chảo ấn màu đỏ khổng lồ run lên, bắt đầu phai nhạt, cuối cùng giống như bị ảnh hưởng cực lớn, không ngờ lại nổ tung trên không trung, hóa thành huyết sát chi khí lan tràn ngập trời. Thú tộc thật quỷ dị! Không ngờ lại có thể dung chuyển ta. Thanh âm như chuông bạc vang lên mang theo sự kinh ngạc, cánh tay khẽ phất, chảo ấn huyết sát vừa mới hóa thành huyết sát chi khí lập tức ngưng tụ ra 9 đóa huyết linh mẫu đơn khổng lồ chừng trăm thước. Siêu siêu. Huyết quang đại thịnh, 9 đóa huyết linh mẫu đơn lớn chừng trăm thước, toàn thân tựa như có huyết quang quanh quẩn, giống như bên trong có máu tươi lưu động. 9 đóa huyết linh mẫu đơn lan tràn ra khí tức huyết sát, trong đầu Lục Lâm Thiên run lên. Vừa rồi giao thủ Lục Lâm Thiên đã biết huyết linh mẫu đơn khổng lồ như vậy thực lực có thể chống lại chuẩn đế, lúc này không thể nghi ngờ tương đương với 9 chuẩn đế có thực lực phi phàm. Siêu siêu. Trên 9 đóa huyết linh mẫu đơn, huyết sát chi khí lan tràn, cả không gian cực lớn giống như đều tràn ngập trong máu tươi. 9 cánh hoa huyết linh mẫu đơn tách ra, huyết sát chi khí ngập trời lan tràn. Lão đại, vật quỷ dị này sợ công kích linh hồn. Thân thể khổng lồ của tiểu long cuồn cuộn. Toàn thân tràn ngập hỏa diễm màu vàng. Hỏa diễm khiến cho không trung bị nhuộm thành màu đỏ, không gian chung quanh bị đốt cháy thành màu đen. Mấy đóa huyết linh mẫu đơn tới gần tiểu long đều tránh đi, dường như cố kỵ hỏa diễm màu vàng này. Cũng e ngại công kích thuộc tính mộc. Lục Lâm Thiên nói, loại linh vật trời sinh này không biết cụ thể là thuộc tính gì, cực kỳ khó đối phó. Thế nhưng công kích linh hồn và công kích thuộc tính mộc ngược lại đều có tác dụng áp chế một chút. Tất cả người của Độc Cô gia tộc lưu lại, người các tộc nếu như không muốn chết ở đây đều đi đi. Thân ảnh nam thúc nhảy ra, quát lớn với mọi người. Huyết linh mẫu đơn đế cấp ở đây, ai cũng khó có thể đối phó, sợ rằng đế giả bình thường cũng không thể làm gì được nó. Độc Cô Phàm Vân do dự một lát, lập tức quát to. Tất cả lui, nhanh lui về. Nhanh rời khỏi. Cường giả bên trong các tộc cũng hét lớn, cũng không có bao nhiêu do dự. Huyết linh mẫu đơn đế cấp, coi như là có bảo vật, tuyệt đối không tới tay bọn họ, lưu lại chỉ để lại tính mạng mà thôi. Khanh khách, nếu đã đến thì hôm nay đừng ai mong trốn thoát.
Huyết Linh Mẫu Đơn cười khanh khách nói. Lối ra đã bị phong kín, không có ai có thể đào thoát. Lối ra bị phong tỏa, không có cách nào rời khỏi. Có người đã tới lối ra, chỉ thấy lúc này trên lối ra có dây mây màu đỏ bao phủ chằng chịt, đem không gian bao phủ, căn bản không có cách nào rời khỏi. Từng đạo thân ảnh đứng dưới lối ra, lúc này đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Lâm Thiên, ngươi tìm biện pháp phá vỡ lối ra, mang theo lãnh sư bá ngươi cùng đi. Huyết Linh Mẫu Đơn này giao cho ta ngăn cản. Thân ảnh nam thúc lóe lên, lăng không đi tới bên người Lục Lâm Thiên, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Nghĩa phụ, Huyết Linh Mẫu Đơn này quá lợi hại. Lục Lâm Thiên lo lắng nói, dù sao nam thúc chỉ là chuẩn đế mà thôi. Lục Lâm Thiên còn chưa dứt lời, đã bị nam thúc ngắt lời nói. Trước tiên ngươi cứ lui đi, ta tự nhiên có biện pháp đối phó với nó, muốn thoát thân không có vấn đề quá lớn. Vâng, Tiểu Long, chúng ta đi. Lục Lâm Thiên không nói thêm gì, Huyết Linh Mẫu Đơn đế giả, căn bản khó có thể đối phó, thân ảnh lóe lên, huyễn ảnh thanh vũ khẽ vỗ, nhanh chóng muốn rời đi. Khanh khách, nhân loại, ngươi trốn không thoát đâu. Huyết Linh Mẫu Đơn phất tay. Chín đóa Huyết Linh Mẫu Đơn trong khoảnh khắc xoay tròn, tựa như chín đầu hung thú màu đỏ đang mở cái miệng rộng của mình. Hừ! Nam thúc hừ lạnh một tiếng, cánh tay run lên, trong mi tâm có một đạo lưu quang màu đỏ thẫm xoay quanh, khí tức nóng bỏng khuếch tán trên không trung. Một đại đỉnh chín chân lập tức xuất hiện trước người. Trong sát na, thủ ấn Nam thúc biến hóa, đại đỉnh chín chân mở rộng, dùng tốc độ cùng với khí thế rung động nhân tâm, lập tức bành trướng tới hơn ngàn thước. Bí văn trên đại đỉnh lưu chuyển, hỏa diễm lưu động, khí tức nóng bỏng từ trong đại đỉnh khuếch tán ra. Giờ phút này, phía trên đại đỉnh, chín cái đầu rồng trông rất sống động. Uy áp áp bách không gian, đồng thời ngưng tụ một cỗ linh hồn lực đáng sợ. Năng lượng linh hồn khổng lồ khiến cho tất cả mọi người run rẩy. Ngao ngao. Trong nháy mắt, chín đóa Huyết Linh Mẫu Đơn xoay tròn, chín tiếng long ngâm vang vọng, rơi vào trong tai mỗi người khiến cho linh hồn mọi người đau đớn kịch liệt. Bên trong ẩn chứa linh hồn chấn động vô cùng kinh khủng, phảng phất như ở sâu trong linh hồn có người đang đập búa vào trên linh hồn mình. Trong đại đỉnh, chín đầu cự long bằng hỏa diễm khổng lồ phóng lên trời, hỏa diễm khủng bố tràn ngập, dùng tốc độ như tia chớp mang theo khí tức nóng bỏng hung hăng va chạm về phía chín đóa Huyết Linh Mẫu Đơn. Phanh phanh, chín đầu cự long bằng hỏa diễm khủng bố trong khoảnh khắc va chạm với chín đóa Huyết Linh Mẫu Đơn. Dưới công kích của chín đầu cự long bằng hỏa diễm, chín đóa Huyết Linh Mẫu Đơn chỉ rằng co được một lát rồi bị nhiệt độ cao thiêu đốt trở nên phai nhạt, lập tức bị phá hủy thành huyết sát chi khí ngập trời. Mà chín đầu cự long bằng hỏa diễm dưới chín đóa Huyết Linh Mẫu Đơn cũng bị chôn vùi. Không ngờ còn có một người có thực lực mạnh như vậy, để làm hoa nô cũng không tệ. Huyết Linh Mẫu Đơn nhìn Nam Thúc, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Sợ rằng ngươi còn chưa đủ. Trường bào trên người Nam Thúc run lên, tâm thần dò xét bốn phía. Đừng nghĩ tới việc trốn, các ngươi ngày hôm nay không ai có thể chạy. Trước tiên đối phó với ngươi cũng được. Huyết Linh Mẫu Đơn khanh khách cười, thân ảnh xinh đẹp, mềm mại trong nháy mắt lao thẳng về phía Nam Thúc. Hừ, ánh mắt đen nhánh thâm thúy của Nam Thúc trầm xuống, thúc giục Cửu Long Xích Viêm Đỉnh, lập tức ngăn cản trước người. Lão quái vật, trong cơ thể ta có huyết sát chi khí tác quái, hiện tại cũng không có cách nào giúp ngươi. Ngươi nên cẩn thận. Hàn Băng Tôn giả cắn răng nói, tình huống của hắn là người hiểu rõ nhất. Giúp Nam Thúc ngăn chặn Huyết Linh Mẫu Đơn cũng là vô dụng, bởi vì căn bản không có cách nào đánh chết Huyết Linh Mẫu Đơn kia. Ầm ầm. Trên lối ra, lúc này dưới sự bao phủ của dây mây chằng chịt, từng kiện vũ linh khí, hồn linh khí của chúng cường giả xuất hiện, từng đạo công kích ầm ầm đánh về phía dây mây màu đỏ. Không gian run rẩy, một phiến hư không lớn bị đánh nát, đánh vỡ không ít dây mây màu đỏ. Thế nhưng lập tức lại bị khôi phục. Dưới sự ảnh hưởng của khí tức huyết sát, khiến cho mọi người rất khó toàn lực ra tay. Không thể không bảo vệ linh hồn mình. Một khi toàn lực ra tay, linh hồn rung động, sẽ bị huyết sát chi khí làm ảnh hưởng. Đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Tử Yên gia nhập hàng ngũ phá hủy dây mây, thế nhưng cũng không có cách nào phá vỡ lối ra. Nhân loại, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn sao? Thân ảnh Lục Lâm Thiên lóe lên. Cùng với đám người Hàn Băng Tôn giả, Tiểu Long, Sát Phá Quân đi tới lối ra, gợn sóng trong không gian trước mặt mấy người lóe lên, thân ảnh mềm mại xinh đẹp của Huyết Linh Mẫu Đơn lập tức xuất hiện trước người Huyết Linh Mẫu Đơn. Cẩn thận,
đây là linh hồn phân thân của huyết linh mẫu đơn, đến cấp độ đế giả, nhân loại, thú tộc, linh vật đều có thể có được linh hồn phân thân. Thực lực của linh hồn phân thân không bằng bản thể, thế nhưng tuyệt đối không dưới bản thể bao nhiêu. Ánh mắt Hàn Băng Tôn giả ngưng trọng, lập tức nhắc nhở Lục Lâm Thiên. Tiểu Long, để mang lãnh sư bá nghĩ biện pháp phá vỡ lối ra. Ta đối phó với đạo linh hồn phân thân này. Lục Lâm Thiên không chút do dự, thân ảnh lóe lên, ngăn cản trước mặt linh hồn phân thân của huyết linh mẫu đơn, ý bảo đám người Tiểu Long và Hàn Băng Tôn giả rời đi. Lão đại, huynh cẩn thận, để phá vỡ lối ra rồi sẽ giúp huynh. Tiểu Long biết rõ sự nghiêm trọng của vấn đề, không phá cửa ra thì ai cũng không có cách nào rời đi, cho nên lập tức lách mình rời đi. Tất cả trốn không thoát đâu. Linh hồn phân thân của huyết linh mẫu đơn cười khanh khách một tiếng, cùng với bản thể độc nhất vô nhị, tay có một đạo quang mang huyết sắc tuôn ra, hóa thành mấy chục đóa huyết linh mẫu đơn mấy chục thước phóng về phía Lục Lâm Thiên. Ngao! Sát khí phía trên huyết lục tràn ngập, tiếng đao minh giống như long ngâm vang vọng. Quỷ mộc hồn đao! Một tiếng quát nhẹ vang vọng, lục mang quanh thân Lục Lâm Thiên tuôn ra, chân khí thuộc tính mộc phô thiên cái địa rót vào trên huyết lục. Một giây sau, huyết lục phung lên, đao mang giống như viêm nguyệt loan đao xoay tròn. Siêu! Đao mang xoay tròn, xuyên qua đóa huyết linh mẫu đơn, tiếp đó là đóa thứ hai, đóa thứ ba. Ken két! Trong nháy mắt, cơ hồ bên trong tất cả huyết linh mẫu đơn, từng cánh hoa rơi xuống. Mỗi một đạo đao mang đánh ra đều mang theo quang mang màu xanh chói mắt, một cỗ năng lượng thuộc tính mộc vô hình đột nhiên lan tràn cả không gian, khiến cho tất cả sinh cơ trong không gian bị chém đứt. Bên trong đao mang màu xanh lá, cơ hồ tất cả huyết linh mẫu đơn bắt đầu héo rũ. Từng đạo quang mang lục sắc từ trong cánh hoa bắn ra, đột nhiên hóa thành mảnh vỡ nổ tung, nương theo huyết sát chi khí ngập trời khuếch tán. Khách khách, hoa nô thứ nhất của ta chính là ngươi. Huyết linh mẫu đơn cười duyên một tiếng, thân thể đột nhiên hóa thành huyết sát chi khí ngập trời, tựa như một biển máu, lập tức bao phủ cả phiến hư không, cả không gian tức thì run rẩy không ngớt. Trong biển máu, huyết sát chi khí phô thiên cái địa tựa như máu tươi phóng về phía Lục Lâm Thiên, chui vào trong thân thể Lục Lâm Thiên. Không gian thuộc tính. Lục Lâm Thiên thúc giục không gian thuộc tính thổ, quang mang đại thịnh, thế nhưng lại lập tức bị chôn vùi trong biển máu, giống như một chiếc thuyền lá lênh đênh trên biển rộng, ở trong biển máu khó có thể chèo chống. Cùng lúc một cỗ huyết sát chi khí đáng sợ tràn vào trong đầu Lục Lâm Thiên, cũng may có kim đao màu vàng bảo hộ, trong đầu Lục Lâm Thiên cũng không bị ảnh hưởng gì. Siêu. Lúc này đại hồn anh vẫn đang luyện hóa tàn hồn của thiên thứ điêu thượng cổ đột nhiên mở hai mắt ra, rốt cuộc cũng luyện hóa hoàn tất tàn hồn của thiên thứ điêu thượng cổ, khí tức trên người lúc rõ ràng đã tới cấp độ chuẩn đế. Lúc này dường như trong đầu đã bị huyết sát chi khí làm ảnh hưởng cho nên toàn thân đại hồn anh sao động, tỏa ra sát khí lan tràn. Huyết sát chi khí trên người huyết linh mẫu đơn trên cơ bản cũng là một loại sát khí, linh hồn phân thần là linh hồn ngưng tụ. Không biết đại hồn anh có thể thôn phệ hay không. Một ý niệm đột nhiên hiện lên trong đầu Lục Lâm Thiên. Siêu. Ý niệm xuất hiện trong đầu, thực lực của đại hồn anh lúc này rõ ràng tăng cường không ít, không có chút do dự nào, một đạo lưu quang mang màu tím trong mi tâm Lục Lâm Thiên lao ra, đại hồn anh hiện thân, sát khí ngập trời trong nháy mắt phóng ra. Cỗ sát khí này giống như che khuất bầu trời, khiến cho không gian đột nhiên lóe lên, đại hồn anh xuất hiện, cánh tay nhấc lên. Lực lượng cắn nuốt lan tràn ra, thôn phệ biển máu. Bản thể đại hồn anh chính là do trăm vạn tàn hồn cùng với sát khí ngưng tụ thành thân thể, trải qua hơn trăm ngàn năm thôn phệ lẫn nhau trở nên lớn mạnh, tăng thêm lại thôn phệ vô số sát khí và hồn anh, gần đây lại thôn phệ tàn hồn thiên thứ điêu thượng cổ, khí tức đã tăng lên cấp độ chuẩn đế. Mà bản thân đại hồn anh có bản năng thôn phệ sát khí và linh hồn, lúc này Lục Lâm Thiên có thể thúc giục thôn phệ. Một cỗ sát khí ngập trời cùng với linh hồn lực bàng bạc tuôn ra. Biển máu kia lập tức bị cắn nuốt vào bên trong. Quả thực có thể, huyết sát chi khí này cũng có thể thôn phệ. Trong lòng Lục Lâm Thiên vui vẻ, đại hồn anh này có thể thôn phệ huyết sát chi khí để cho bản thân mình sử dụng. Ồ, linh hồn phân thân, ngươi cũng là đế giả sao? Đây là thủ đoạn quỷ dị gì? Trong biển máu truyền ra một tiếng kinh hãi, biển máu bị cắn nuốt, kịch liệt cuồn cuộn. Xuất hiện sóng to gió lớn, muốn tránh thoát khỏi sự thôn phệ của đại hồn anh, không có cách nào quan tâm tới bản thể của Lục Lâm Thiên được nữa. Biển máu cuồn cuộn, ở trên hư không tạo thành sóng to gió lớn, cả hư không rung chuyển,
một mảng lớn khe nứt đen kịt hiện lên trong không gian. Đại hồn anh không có cách nào khống chế được, biển máu này là phân thân do huyết linh mẫu đơn ngưng tụ, so với đế giả cũng không yếu hơn quá nhiều. Cửu chuyển thiên linh bí pháp, nhất chuyển, cửu chuyển. Đại hồn anh bỗng nhiên một hơi thúc giục cửu chuyển thiên linh bí pháp tới cửu chuyển, khí tức một đường tăng vọt, sát khí ngập trời quanh quẩn, chấn động nhân tâm. Khi khí tức này nhảy lên tới tình trạng khủng ố rốt cuộc cũng không có cách nào kéo lên được nữa. Thế nhưng giờ phú này khí tức trên người đại hồn anh thậm chí còn hơn đế giả bình thường. Sát khí khủng bố lan tràn, khí tức tàn hồn bàng bạc khiến cho cả không trung gió nổi mây phun. Biển máu cuồn cuộn, ngay khi sắp thoát khỏi sự thôn vệ của đại hồn anh thì lần nữa bị đại hồn anh ngăn chặn. Biển máu bị đại hồn anh mạnh mẽ thôn vệ vào trong cơ thể. Đáng chết! Thanh âm trong biển máu tràn ngập sự kinh hãi, lần nữa giãy giụa kịch liệt, dường như toàn lực giãy giụa. Trong hư không to lớn kia lần nữa lại có một mảng lớn hư không bị phá hủy. Trong lúc mơ hồ sắp thoát khỏi đại hồn anh thôn phệ. Đại hồn anh thúc giục cửu chuyển thiên linh bí pháp, dường như cũng không có cách nào liều mạng với đế giả, lần nữa lại để biển máu giãy giụa. Sinh sinh bất tức. Trong sát na đại hồn anh hét lớn một tiếng. Trong thân thể tràn ngập sát khí đột nhiên có một đạo quang mang màu xanh tuôn ra, dùng bản thân đại hồn anh làm trung tâm, hóa thành một vòng quang mang màu xanh bao phủ không gian to lớn. Trong khoảnh khắc, trên thân thể tràn ngập sát khí của đại hồn anh đột nhiên tràn ngập sinh cơ, một cỗ lực lượng mạnh mẽ thôn phệ sinh cơ vạn vật, khí tức nhanh như thiểm điện khuếch tán, bao phủ biển máu ngập trời. Thân thể đại hồn anh là do tàn hồn, sát khí ngưng tụ. Thế nhưng có thể thúc giục cơ hồ tất cả vũ kỹ và linh kỹ của Lục Lâm Thiên, cho nên sinh sinh bất tức cũng có thể thi triển. Biển máu to lớn bị quang mang màu xanh bao phủ, một cỗ năng lượng đáng sợ khuếch tán, lập tức chặt đứt sinh cơ bên trong. Lục quang đại thịnh, khiến cho người ta có cảm giác như cho tàn, không gian đều mất đi sinh cơ. Chỉ có thân thể đại hồn anh tràn ngập sinh cơ ở trong biển máu này. Ầm ầm, cùng một lúc, dùng đại hồn anh làm trung tâm. Quang mang màu xanh lan tràn, một cỗ lực lượng mạnh mẽ thôn phệ vạn vật nhanh như thiểm điện lan tràn ra, gợn sóng trong không gian nứt vỡ từng khúc. Sinh cơ trong biển máu bị chặt đứt trong không gian, lập tức bị một cỗ lực lượng quỷ dị thôn phệ và cắn nuốt, nương theo lực thôn phệ trên người đại hồn anh, bị đại hồn anh thôn phệ vào trong cơ thể. Biển máu ngập trời rốt cuộc cũng không có cách nào giãy giụa, chung quanh biển máu xuất hiện vết nứt đen kịt trong không gian. Đây là thủ đoạn gì? Tại sao lại có thể như vậy? Biển máu khổng lồ bị cắt đứt sinh cơ, biển máu cuồn cuộn, hư ảnh một đóa huyết linh mẫu đơn khổng lồ hơn ngàn thước hiện lên. Đóa huyết linh mẫu đơn khổng lồ này vô cùng đáng sợ, huyết sát chi khí ở trong không gian màu xanh của sinh sinh bất tức nhanh chóng tiêu hao, căn bản không có cách nào ngăn cản, cũng khó có thể thoát thân ra. Hư ảnh huyết linh mẫu đơn giãy giụa, thế nhưng cũng khó có thể thoát ra. Rõ ràng nó đang kinh hãi. Ở trong không gian quỷ dị này khiến cho nó run sợ. Toàn lực ngăn cản thế nhưng cũng không thể chống lại không gian quỷ dị này. Nó có thể cảm nhận được rõ ràng, nó đang bị đối phương không ngừng thôn phệ tới sạch sẽ mới thôi. Nhân loại đáng chết. Huyết linh mẫu đơn đang cùng Nam Thúc giao thủ biến sắc, nếu như linh hồn phân thân bị thôn phệ, đối với nó mà nói chẳng khác gì là mất nửa cái mạng. Tuyệt đối không chỉ là trọng thương. Cho nên nó không muốn dây dưa cùng với Nam Thúc nữa mà đánh về phía linh hồn phân thân. Đứng lại cho ta. Thân ảnh Nam Thúc lóe lên, bàn chân đạp mạnh hư không, trên thân thể lan tràn ra khí tức mênh mông, thâm bất khả trắc giống như biển cả. Một cỗ uy áp cực lớn không ngừng từ trong cơ thể Nam Thúc khuếch tán ra, giống như một vòng quang mang khiến cho lòng người run sợ. Dưới cỗ khí tức này, linh hồn mọi người bắt đầu run rẩy. Tuy rằng Nam Thúc là chuẩn đế, thế nhưng là linh vũ song tu, tăng thêm đủ loại chỗ tốt cùng thiên phú, thực lực có thể miễn cưỡng liều mạng với đế giả chính thức. Người nào ngăn ta, chết! Huyết linh mẫu đơn chính thức tức giận, trên cánh tay có một đạo quang trụ màu đỏ bắn về phía Nam Thúc. Năng lượng đáng sợ chấn động từ bên trong đạo quang trụ màu đỏ kia lan tràn ra. Những nơi đạo quang trụ màu đỏ này đi qua, vết nứt đen kịt khổng lồ trong không gian lan tràn. Giống như là thông đạo trong không gian, quang mang màu đỏ lóe lên khiến cho lòng người rung động tới mức tận cùng. Người còn chưa đủ. Nam Thúc khẽ quát một tiếng, năng lượng thiên địa lặng lẽ hội tụ, hắn biết rõ đối phó với loại linh vật trời sinh này chỉ có thể dùng công kích linh hồn làm chủ. Trong nháy mắt trong tay xuất hiện một đạo trưởng ấn, ở trong mi tâm,
một đạo quang trụ bằng linh hồn tiến vào trong trưởng ấn, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Phía trên trưởng ấn, đạo quang tụ bằng linh hồn trong chớp mắt tiến vào bên trong, động tác vô cùng trôi chảy. Siêu! Trong chớp mắt ngắn ngủi, trưởng ấn khổng lồ lập tức ầm ầm va chạm vào quang trụ màu đỏ, cả hai va chạm, thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm vang vọng trên không trung. Kinh khí cuồng bạo khuếch tán, hư không chung quanh bị sốc lên tạo thành một cái động sâu đen kịt. Khục khục! Thân ảnh Nam Thúc lão đảo bị đẩy lui, trước mặt đế giả chính thức, huống chi lại là huyết linh mẫu đơn không phải là đế giả bình thường, hắn cũng không có cách nào chống lại. Huyết linh mẫu đơn đẩy lui Nam Thúc, lại không có thời gian để ý tới Nam Thúc mà lập tức lao thẳng về phía đại hồn anh của Lục Lâm Thiên. Linh hồn phân thân mới là thứ nó quan tâm lúc này. Thần Vũ diệt không? Bản thể Lục Lâm Thiên đã sớm chuẩn bị tốt, huyễn ảnh Thanh Vũ sau lưng trong nháy mắt mở rộng, bành trướng tới hơn ngàn thước. Một cỗ năng lượng đáng sợ chấn động, tiếng nổ mạnh giống như tiếng sấm vang vọng. Siêu siêu! Trong sát na ngắn ngủi, trong huyễn ảnh Thanh Vũ khổng lồ hơn ngàn thước, cánh chim tựa như chuôi loan đao màu xanh trong giây lát bắn ra, từng tầng từng tập, rậm rạp chằng chịt. Vạn vũ cùng phát, cắt vỡ không gian hóa thành hình cung bao phủ không trung, bao gồm cả không gian chung quanh huyết linh mẫu đơn cũng bị bao phủ. Nhân loại đáng chết, chỉ biết dựa vào thần khí. Huyết linh mẫu đơn giận dữ, thân ảnh mềm mại xinh đẹp trong khoảnh khắc hóa thành một đoàn huyết sát chi khí cực lớn. Ken két, cả phiến không gian rạn nứt, chỉ một thoáng, một cỗ kình khí ngập trời rung động khuếch tán trên không trung khiến cho cả không trung run lên. Vạn vũ cùng phát của huyễn ảnh Thanh Vũ khiến cho không gian sụp đổ tạo thành một cái động sâu trong không gian. Lộ ra quang mang đen kịt khiến cho lòng người rung động. Công kích cắt vỡ không gian xuyên qua huyết sát chi khí, cắt vỡ huyết sát chi khí. Mà khi không gian khôi phục, huyết sát chi khí lần nữa ngưng tụ. Lần nữa hóa thành một đóa huyết linh mẫu đơn khổng lồ hơn ngàn thước. Lúc này đóa huyết linh mẫu đơn này chính là thực chất hóa, không giống như hư ảnh do phân thân huyết linh mẫu đơn biến thành. Huyết linh mẫu đơn hơn ngàn thước này chính là bản thể, uy năng cũng mạnh hơn nhiều. Trong nháy mắt, huyết linh mẫu đơn nhân cơ hội tiến vào trong không gian sinh sinh bất tức, cùng với hư ảnh kia xác nhập lại một chỗ. Oanh! Huyết linh mẫu đơn run lên, cả hai xác nhập, uy năng lần nữa tăng lên, huyết sát chi khí bàng bạc tuôn ra, lần nữa giãy giụa khỏi sự khống chế của đại hồn anh. Siêu siêu! Vạn vũ vòng lại, trong nháy mắt hóa thành từng đạo lưu quang quỷ dị, lần nữa trở lại huyễn ảnh Thanh Vũ sau lưng Lục Lâm Thiên, thế nhưng khiến cho Lục Lâm Thiên kinh ngạc chính là thứ này không có cách nào ngăn cản huyết linh mẫu đơn. Công kích vật chất bình thường đối với huyết linh mẫu đơn này không có quá nhiều tác dụng. Lâm Thiên mở ra. Lúc này thân ảnh Nam Thúc lần nữa đánh tới, trước người là cửu long xích viêm đỉnh, chín cái đầu rồng nhìn rất sống động, đồng thời ngưng tụ ra một cỗ lực lượng linh hồn đáng sợ. Ngao ngao ngao. Ở trong cửu long xích viêm đỉnh, chín tiếng long ngâm xuyên thấu không gian. Trong đại đỉnh, lần nữa chín đầu cửu long bằng hỏa diễm phóng lên, ở trên không trung hội tụ thành một quả hỏa cầu nóng bỏng gần ngàn thước. Lúc này ở trong hư không giống như có mặt trời đang lên. Hỏa diễm khủng bố trên hỏa cầu tràn ngập ra, tốc độ giống như tia chớp, mang theo khí tức nóng bỏng xoay tròn. Năng lượng cuồng bạo đáng sợ tràn ngập không gian, cuối cùng giống như thiên thạch ầm ầm đánh vào huyết linh mẫu đơn khổng lồ đang giãy giụa khỏi sự thôn vệ của đại hồn anh. Nhân loại vô sỉ, đánh không lại không ngờ lại liên thủ. Huyết linh mẫu đơn yêu kiều quát một tiếng, trên bản thể khổng lồ lập tức có huyết sát chi khí lan tràn, giống như biển máu. Hỏa cầu cực lớn nhảy vào trong biển máu khiến cho không gian không ngừng rung động, huyết linh mẫu đơn này dường như đối với hỏa diễm bừng cháy có chút e ngại, biển máu trong không gian bắt đầu héo rút. Ầm ầm, trong chớp mắt ngắn ngủi, chín đầu cự long bằng hỏa diễm ngưng tụ thành hỏa cầu lớn kia lập tức xông vào trong bản thể khổng lồ của huyết linh mẫu đơn rồi biến mất không thấy. Không gian yên lặng, ngay tại lúc đó, biển máu trong không trung biến mất không thấy gì nữa. Yên tĩnh trong ngắn ngủi khiến cho tiếng tim đập nhanh trong lòng mọi người đều có thể nghe thấy được. A hát, lập tức ở trong bản thể khổng lồ của huyết linh mẫu đơn vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Thanh long hồn, phá cho ta. Cùng lúc ở lối ra, trên bản thể khổng lồ của tiểu long, con mắt thứ ba lần nữa mở ra. Quang trụ bàng bạc phóng lên trời, mang theo hư ảnh một đầu thanh long phóng về phía dây mây màu đỏ. Phá! Cùng một thời gian, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Đại trưởng lão Long Nguyệt,
Đại trưởng lão Huyền Phạt, Hổ Lỗ, Chu Thần Nhu, Hiên Viên Tùng, Độc Cô Phạm Vân cùng chúng cường giả toàn lực thi triển công kích. Từng đạo công kích khủng bố bắn ra, thiên băng địa liệt, không gian hư vô bị xé mở, mục tiêu của tất cả chính là dây mây màu đỏ che trời kia. Ầm ầm. Rốt cuộc một thanh âm bạo liệt kinh thiên đột nhiên giống như tiếng sấm vang vọng ở phía chân trời. Dưới công kích kinh khủng như vậy, dây mây chằng chịt lúc này dường như cũng bị ảnh hưởng, dường như cũng buông lỏng không ít. Cũng không chống cự được bao lâu mà hóa thành huyết sát chi khí biến mất giữa không trung. Phanh. Năng lượng vang vọng, tất cả mọi người sợ hãi, trong mắt hiện lên sự kinh hãi cùng khiếp sợ. Huyết sát chi khí kinh khủng giống như gợn sóng lan tràn ra, hư không run run. Huyết sát chi khí khủng bố cuối cùng giống như gợn sóng trên biển cả khuếch tán ra chung quanh. A hát! Dây mây chằng chịt bị hủy diệt, huyết linh mẫu đơn dường như lần nữa bị trọng thương, bản thể khổng lồ bị Nam Thúc thúc dục thần khí cửu long xích viêm đỉnh đánh bị thương, lần nữa lại kêu thảm một tiếng. Nhanh chạy đi, nhanh! Lối ra được mở, từng đạo thân ảnh mang theo sự kinh hãi cấp tốc rời đi, không có một ai dám đứng lại. Sát phá quân, vô song tỷ, cảnh văn tỷ. Thần Hy, Hổ Y, các ngươi mau lui ra, ta giúp lão đại. Thân thể khổng lồ của Tiểu Long tức thì rút lui. Các ngươi nhanh một chút. Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn cùng mọi người biết rõ thực lực của Tiểu Long và Lục Lâm Thiên, bọn họ có ở lại hơn phân nạp cũng chỉ vướng víu, cho nên lập tức thoát đi. Tiểu Long, ngươi cẩn thận một chút. Nhị nữ Thần Hy và Hổ Y lo lắng lên tiếng, nhanh chóng phóng lên trời. Huyết linh mẫu đơn liên tiếp bị trọng thương, nó thật không ngờ bằng vào thực lực đế giả của nó lại bị mấy nhân loại không phải là đế giả lần nữa đánh trọng thương. Lúc này nó đã giận tới tận cùng, thế nhưng bởi vì liên tiếp bị thương cho nên không cách nào dẫy dụa khỏi đại hồn anh thôn phệ được nữa, đồng thời trong lòng nó còn có cảm giác lực bất tòng tâm. Cửu chuyển thiên linh, ám ma phân thân, tiếng quát vừa dứt, ngay khi huyết linh mẫu đơn vẫn còn dẫy dụa, Lục Lâm Thiên thu lại huyễn ảnh thanh vũ. Linh lực run run, khí tức quanh thân dưới bí pháp cửu chuyển thiên linh nhanh chóng kéo lên, từ chuẩn đế kéo tới gần đế giả. Tu vi linh giả của bản thân Lục Lâm Thiên đã là linh tôn cửu trọng đỉnh phong, lúc này thúc giục cửu chuyển thiên linh liên tiếp kéo lên chuyển thứ 9. Khí tức lần nữa kéo lên, đã tới gần đế giả. Trong chốc lát, khí tức quanh thân Lục Lâm Thiên ngập trời khiến cho lúc này Nam Thúc cũng có chút kinh ngạc. Cùng một thời gian, Lục Lâm Thiên thúc giục bí pháp ám ma phân thân. Thân ảnh phân thành 15 đạo linh hồn phân thân. 15 đạo, đây cũng chính là cấp độ mạnh nhất của Lục Lâm Thiên hiện tại. 15 Lục Lâm Thiên lơ lửng trên không trung, khí thế ngút trời, 15 đạo thân ảnh tăng thêm bản thể của Lục Lâm Thiên tổng cộng là 16 đạo, riêng phần mình đánh ra một đạo trưởng ấn phá không. Thiên linh diệt hồn chỉ. Trong trưởng ấn tràn ngập khí tức linh hồn khủng bố mà cực đoan. Nơi trưởng ấn đi qua, không gian bị dạn nứt hiện ra vết nứt đen kịt trong không gian. Tất cả đều xảy ra trong nháy mắt, tất cả giống như hành vân lưu thủy, cũng nhanh tới mức tận cùng. Siêu siêu, 16 đạo chảo ấn, đều là công kích linh hồn hung hăng đánh về phía huyết linh mẫu đơn. Lục Lâm Thiên biết rõ đối phó với huyết linh mẫu đơn công kích vật chất bình thường căn bản không có tác dụng. Cho nên chỉ có công kích linh hồn mới có tác dụng lớn nhất. 16 đạo công kích linh hồn khủng bố lập tức chui vào trong huyết linh mẫu đơn rồi biến mất không thấy, công kích linh hồn phô thiên cái địa trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể huyết linh mẫu đơn, trong chốc lát bộc phát ra. A hát! Huyết linh mẫu đơn lần nữa kêu thảm một tiếng, bản thể khổng lồ co rút lại, cùng một thời gian, bản thể khổng lồ bắt đầu bị đại hồn anh thôn phệ vào, liên tiếp bị trọng thương khiến cho nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi. U Minh, mau giúp ta! Lúc này huyết linh mẫu đơn khẽ kêu một tiếng, thân thể khổng lồ giờ phút này dưới sự thôn vệ của đại hồn anh và sinh sinh bất tử, không ngờ lại bắt đầu phai nhạt. Huyết sát chi khí bàng bạc trên bản thể giống như hồng thủy lan tràn, bị đại hồn anh mạnh mẽ thôn vệ, phảng phất giống như bản thể có thể bị đại hồn anh thôn vệ. Quả thực có mấy nhân loại không tệ a hát. Lúc này trong hư không đột nhiên có thanh âm du dương vang lên. Đột nhiên ở trong hư không có một đạo quang mang màu lam giống như mặt trời lên cao lan tràn. Trong sát na cả phiến hư không đột nhiên nóng bỏng. Dưới nhiệt độ này, làm cho làn da Nam Thúc và Lục Lâm Thiên lập tức truyền tới cảm giác nóng bỏng, hai người đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên hư không. Siêu! Một lát sau trên hư không đột nhiên có một vết nứt trong không gian lan tràn ra, một cỗ quang mang màu xanh ra trời từ trong không gian đổ xuống,
ở trong cổ quang mang màu xanh da trời này lan tràn ra nhiệt độ khiến cho linh hồn không có cách nào thừa nhận. Mà ngay trong nháy mắt này, dưới quang mang màu xanh da trời kia, ở trong hư không to lớn, bị một mảnh nhiệt độ nóng bỏng bao phủ, hỏa viêm cuồn cuộn, bên trong lan tràn ra một cỗ khí tức cổ xưa. Cả không gian lập tức run lên, hỏa viêm màu xanh da trời cuồn cuộn, hình thành một hải dương bằng hỏa diễm màu xanh. Mảnh không gian này đột nhiên run run, hỏa viêm màu xanh da trời phô thiên cái địa ở trong hư không lan tràn ra. Một cỗ khí tức khiến cho người ta rung động lặng lẽ lan tràn ra. Cùng lúc ở trong hư không, hỏa viêm màu xanh da trời phô thiên cái địa tuôn ra, giống như là từ trong cửu u địa ngục lao ra. Hỏa viêm khủng bố lập tức cuồn cuộn, dùng một loại xu thế hủy diệt vạn vật ầm ầm từ trong hố sâu xông ra. A hát! Người của tất cả các đại hoàng tộc, thiên địa các, linh vũ giới tốc độ chậm một chút đều bị hỏa viêm màu xanh da trời kia thôn phệ. Hỏa viêm màu xanh giống như hung thú thôn phệ vạn vật, một cường giả bị cắn nuốt vào, chỉ trong nháy mắt đã bị đốt cháy thành cho bụi, căn bản không có lực chống lại. Trong lúc cấp bách, từng đạo hồn anh chạy trốn, từng đạo hỏa trụ màu xanh da trời từ trong hỏa viêm bắn ra, tựa như đầu lưỡi hung thú, lập tức thôn phệ hồn anh. Cơ hồ tất cả hồn anh va chạm vào hỏa diễm màu xanh da trời, lập tức bị đốt cháy thành sương mù màu trắng. Đám cường giả này thấp nhất cũng là tôn cấp ngũ trọng, thế nhưng lúc này dưới hỏa diễm màu xanh da trời lại hoàn toàn không có lực chống lại. Chạy mau, chạy nhanh. Từng tiếng hét lớn vang lên, chúng cường giả liều mạng xé rách không gian chạy trốn. Dưới hỏa diễm màu xanh da trời này, tất cả mọi người cảm thấy tim đập nhanh, không có bất kỳ ai dám có tâm tư chống lại. A hát! Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, người chậm một chút lần nữa bị bao phủ, trong chốc lát ngắn ngủi lại có hơn 10 người bị thôn phệ. Kể cả là người tứ đại thú hoàng tộc, thiên địa các, phục yêu tôn giả, diệu linh tôn giả, hỏa vân tôn giả cũng bị bao phủ. Hơn 10 cường giả bị bao phủ, lập tức hóa thành cho tàn. Siêu siêu! Từng đạo thân ảnh phóng lên trời. Thân ảnh xuất hiện trên mặt đất, tiếp đó chạy trốn tứ tán, đồng thời quát lớn. Tất cả mọi người chạy mau, nhanh. Ngoài hố sâu, người các đại gia tộc nhìn thấy có người nhanh chóng thoát ra, còn đang nghi hoặc, không biết là xảy ra chuyện gì. Trong hố sâu trong khoảnh khắc có hỏa viêm màu xanh da trời phóng lên cao, bắn thẳng lên không trung, hỏa viêm màu xanh da trời khủng bố giống như cự long lên trời, khí tức nóng bỏng phô thiên cái địa lan tràn ra. Người thực lực thấp một ít. Dưới khí thức nóng bỏng kia, linh hồn đau đớn kịch liệt, đầu cảm thấy mê muội. Ầm ầm, hỏa viêm màu xanh da trời phóng thẳng lên trời, sau đó từ trên cao phóng xuống, tựa như suối phun, hỏa viêm màu xanh da trời rơi vãi giống như nham thạch nóng chảy từ trên 9 tầng trời trút xuống, bao phủ khắp quần phong. Chạy mau, nhanh. Một cường giả liều mạng xé rách không gian mà trốn, dưới cỗ khí thức tựa như hủy diệt, tất cả mọi người cảm giác tim mình đập nhanh. Linh hồn căn bản không có cách nào chống lại được nhiệt độ cao như vậy. A hát! Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, người có phản ứng chậm một chút bị hỏa viêm màu xanh da trời bao phủ, trong nháy mắt hóa thành cho tàn, căn bản không có khả năng đào thoát. Có người thúc giục vũ linh khí địa cấp cùng hồn linh khí, thế nhưng trong nháy mắt đều bị thiêu đốt thành dung nham nóng bỏng. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi hỏa diễm màu xanh da trời giống như nham thạch từ trên cơ rơi xuống, đem cả ngọn núi bao phủ. Từng ngọn núi dưới nhiệt độ cao thiêu đốt nhanh chóng bị phá hủy, cây cối vạn vật dưới nham thạch đều bị phá hủy. Ngay trong ánh mắt kinh hãi không hiểu của tất cả mọi người, ngọn núi to lớn kia trong nháy mắt bị hỏa diễm màu xanh da trời nóng bỏng bao phủ. Vô số ngọn núi bị đốt cháy, phá hủy. Hỏa diễm màu xanh da trời như biển nhanh chóng lan tràn, cấp tốc khuếch tán về bốn phương tám hướng, diện tích càng lúc càng lớn. Từng người tìm được đường sống trong chỗ chết chỉ có thể tiếp tục lui lại. Căn bản không dám dừng lại. Khí tức bên ngoài hỏa diễm màu xanh da trời này đủ để khiến cho linh hồn bọn họ mê muội từ trên cao rơi xuống biển lửa. Phàm là người bị hỏa diễm màu xanh dính vào sẽ phải chết không thể nghi ngờ, linh hồn cũng bị đốt cháy sạch sẽ. Giờ phút này ở trong không gian hư vô có một cỗ hỏa viêm cuồn cuộn màu xanh da trời từ trên không gian hư vô lan tràn ra. Lập tức, một cỗ nhiệt độ tựa như hủy diệt bao phủ cả phiến không gian. Dưới nhiệt độ như vậy, Lục Lâm Thiên, Nam Thúc, Tiểu Long đột nhiên cảm thấy mê muội trong đầu. Lục Lâm Thiên biến sắc, lập tức bố trí thanh linh khải giáp, Nam Thúc cũng bố trí một đạo khải giáp màu trắng thần dị, năng lượng bàng bạc lan tràn, tuyệt đối không phải là phàm vật.
mà thân thể khổng lồ của Tiểu Long đã co lại trong Huyền Vũ thần xác, nhiệt độ cao này khiến cho Tiểu Long cảm thấy tuyệt đối nguy hiểm. Siêu! Nhiệt độ khủng bố này khiến cho sinh sinh bất tức của Đại Hồn Anh bố trí cũng bị đốt cháy, cấp tốc héo rút. U Minh, ngươi muốn làm gì? Sinh sinh bất tức bị đốt cháy tới héo rút. Thế nhưng huyết linh mẫu đơn kia lại không đạt được chỗ tốt nào, ngược lại còn sợ hãi hỏa viêm màu xanh ra trời này. Thân thể vốn đang trọng thương run rẩy, giống như gặp phải khắc tinh. Ngươi thậm chí cả mấy nhân loại cùng thú tộc cũng không thể chống lại, giữ lại ngươi cũng không có bao nhiêu tác dụng. Trong hỏa diễm màu xanh ngập trời, một thanh âm lạnh lùng truyền ra. U Minh, ngươi vô sỉ, chúng ta đã hợp tác với nhau. Không ngờ ngươi lại qua sông đoạn cầu. Nếu không phải bởi vì ta, ngươi vĩnh viễn không có cách nào đi ra được. Huyết linh mẫu đơn lập tức hoảng hốt, toàn thân bắt đầu run rẩy, bản thể bị trọng thương dưới nhiệt độ khủng bố đã bắt đầu khó có thể trèo chống được. Thế nhưng hiện tại ta đã tìm được biện pháp đi ra ngoài, giữ ngươi lại cũng không có bao nhiêu tác dụng. U Minh, ngươi vô sỉ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dưới nhiệt độ cao, huyết linh mẫu đơn khó có thể trèo chống, bản thể run lên. Dường như vì bất đắc dĩ tránh né hỏa diễm màu xanh ra trời cho nên đột nhiên hóa thành một đạo quang mang huyết sắc bắn vào trong cơ thể Đại Hồn Anh. Thân thể Đại Hồn Anh run lên, nhiệt độ cao khủng bố lúc này dường như cũng là khắc tinh của Đại Hồn Anh, nó không có cách nào chống lại cho nên cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang màu tím trở lại trong mi tâm Lục Lâm Thiên. Trở lại mi tâm, tiến vào không gian trong đầu có kim đao màu vàng bảo hộ, lúc này áp lực trên người Đại Hồn Anh mới biến mất. Trong hư không lúc này khắp nơi đều là hỏa diễm màu xanh ra trời, tựa như dung nham cuồn cuộn, khắp nơi đều có hỏa diễm nhảy lên, toát ra sương mù màu xanh. Liếc nhìn lại cuối tầm mắt đều là một hải dương hỏa diễm màu xanh, hoàn toàn giống như một biển dung nham màu xanh vậy. Nam Thúc và Lục Lâm Thiên bố trí khải giáp, Lục Lâm Thiên đem huyễn ảnh thanh vũ bao phủ quanh thân, nhiệt độ này khiến cho linh hồn mê muội, giống như có thể khắc chế linh hồn. Tiểu Long thì hoàn toàn trốn trong Huyền Vũ thần xác, chỉ có cái đầu ló ra, cảnh giác nhìn bốn phía. Dưới nhiệt độ khủng bố, Nam Thúc và Lục Lâm Thiên bố trí quang cháo ngăn cản hỏa diễm màu xanh ra trời ở bên ngoài. Bí văn trên Huyền Vũ thần xác của Tiểu Long lan tràn, cũng được một vòng quang mang bao phủ. Lão đại, đây là hỏa diễm gì vậy? Thật là đáng sợ. Trong ánh mắt thâm thúy sáng ngời của Tiểu Long lúc này hiện lên sự ngưng trọng. Người không sợ trời không sợ đất như hắn lúc này cũng trở nên thành thật không ít. Ta cũng không biết. Trong mắt Lục Lâm Thiên cũng hiện lên sự ngưng trọng. Lần thứ nhất đỡ Upsilon.NG phải hỏa diễm khủng bố như vậy, quả thực quá cường hãn, nếu như không chú ý một chút là có thể bị đốt cháy linh hồn. Linh hồn căn bản khó có thể thừa nhận loại nhiệt độ khủng bố như vậy. Lâm Thiên, ta nghĩ chúng ta đã gặp một thứ khó gặp, chính là thiên hỏa trong truyền thuyết. Đôi mắt thâm thúy mà đen nhánh của Nam Thúc nhìn bốn phía, miệng nở nụ cười khổ. Thiên hỏa. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức run lên, thiên hỏa này từ trong miệng Bách Biến Tôn giả hắn đã nghe qua không ít. Thiên hỏa chính là hỏa diễm có linh trí, là một loại trong chúng sinh. Tầng thứ hai của Tam Thần Quyết, địa hồn biến cần phải dùng thiên hỏa rèn linh hồn. Thiên hỏa hình thành giống như là thiên mộc thần thụ vậy. Là ở trong thiên địa gặp phải cơ hội và cơ duyên ngẫu nhiên cho nên đột nhiên có linh trí, khi đó mới được gọi là thiên hỏa. Chỉ là thiên hỏa cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, ở trên đại lục này thiên hỏa đã sớm không thấy bóng dáng, căn bản không có ai từng nhìn thấy qua. Ánh mắt Nam Thúc nhảy lên nói. Đúng vậy, thiên hỏa còn thành đế, thực lực sợ rằng so với huyết tơ linh mẫu đơn còn mạnh hơn nhiều, lâu như vậy thiên hỏa còn ở trong không gian này, không ngờ chúng ta lại không có ai phát hiện ra. Ha ha, không ngờ còn có kẻ lại biết tới sự tồn tại của thiên hỏa. Chỉ tiếc nhân loại các ngươi còn quá nhỏ bé. Bên trong hỏa diễm cuồn cuộn màu xanh ra trời có một thanh âm ung dung truyền ra. Hỏa diễm màu xanh ra trời giống như nham thạch bắt đầu khởi động, hỏa diễm màu xanh cuồn cuộn, ngay trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Lâm Thiên, Nam Thúc, Tiểu Long chậm rãi xuất hiện một cái đại điện bằng hỏa diễm màu xanh ra trời. Đại điện này hoàn toàn do dung nham màu xanh ra trời ngưng tụ thành. Ở trong không gian hỏa diễm minh môn kia lúc này đột nhiên xuất hiện một tòa đại điện màu xanh ra trời, lẳng lặng đứng trong không gian hư vô tràn ngập hỏa diễm màu xanh, vô cùng quỷ dị không nói nên lời. Mà ngay trong lúc Nam Thúc, Lục Lâm Thiên, Tiểu Long nhìn nhau thì trong đại điện màu xanh ra trời này lần nữa ngưng tụ ra một vương tọa màu xanh. Vương tọa khí phách vô cùng,
hỏa diễm màu xanh da trời ngưng tụ ra đồ án rồng bay phượng múa, cùng lúc một nam tử áo xanh cũng lặng lẽ xuất hiện trên vương tọa. Nam tử này yên tĩnh ngồi trên vương tọa, hai mắt khép hờ, toàn thân lan tràn ra khí tức vương giả, không có một chút khí tức nào khác khuếch tán ra. Thế nhưng lại khiến cho trong lòng ba người Lục Lâm Thiên, Nam Thúc, Tiểu Long run lên, linh hồn theo đó cũng nhảy lên. Khí tức trên thân người này giống như là trường tồn từ cổ chí kim, lộ ra một cỗ khí tức cổ xưa không nói nên lời, giống như nam tử này từ xưa đã tồn tại cùng với thiên địa. Siêu! Dưới ánh mắt rung động của ba người Lục Lâm Thiên, nam tử này rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt ra. Hai mắt trong sáng, mang theo một cỗ cảm giác tà mị không nói nên lời, thân thể giống như tới từ cửu u địa ngục, khí tức nóng bỏng lại xen lẫn một cỗ khí tức âm hàn. Lục Lâm Thiên nhìn vào hai mắt của nam tử áo lam, linh hồn giống như bị nhiễm lửa. Trong đầu, kim đao màu vàng xuất ra đao mang, dưới đao mang Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được sự khủng bố của nam tử áo lam này. Nhưng linh hồn trong đầu hắn có kim đao màu vàng bảo hộ, cũng không bị một chút thương tổn thực chất hóa nào. Ngươi chính là thiên hỏa sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên lóe lên, lúc này có thể xuất hiện trong không gian này chỉ sợ cũng chỉ có thể là bản thể của thiên hỏa. Thiên hỏa chính là linh vật trời sinh, sau khi tới đế giả có thể hóa thành hình dáng nhân loại. Lục Lâm Thiên suy đoán, nam tử này có lẽ chính là hình dáng nhân loại của thiên hỏa. Đúng vậy, ngươi có thể gọi ta là U Minh. Nam tử này nhìn qua Lục Lâm Thiên, trên khuôn mặt nở nụ cười vui vẻ. U Minh, ánh mắt Nam Thúc nhảy lên, dường như nhớ tới cái gì đó, ánh mắt lập tức trở nên kinh hãi, nói. Chẳng lẽ ngươi chính là Thái Cổ U Minh Viêm? Ồ, không biết bao nhiêu năm qua không ngờ lại có người có thể nhớ tới sự tồn tại của ta. Quả thực khó mà có được, lát nữa ta sẽ phá lệ để cho ngươi chết thống khoái một chút. Nam tử nhìn qua Nam Thúc. Khóe miệng nhếch lên nở nụ cười. Thái Cổ U Minh Viêm. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua nghĩa phụ Nam Thúc, đối với Thái Cổ U Minh Viêm này hắn cũng không quá rõ ràng, cũng không biết lai lịch của nó, nghe lời nói của Nam Thúc dường như Nam Thúc biết được một tít. Nam Thúc nhìn nam tử áo lam, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Lục Lâm Thiên, đôi mắt đen nhánh mà thanh thúy chớp động, nói. Thái Cổ U Minh Viêm đồn rằng ở trước Thái Cổ đã tồn tại. Thậm chí khi Thái Cổ U Minh Viêm xuất hiện còn chưa có một nhân loại nào trên đời này. Đúng vậy, người nói có chỗ đúng cũng có chỗ sai, thời điểm ta xuất hiện trên đời này vẫn chưa có nhân loại nào xuất hiện, thậm chí cả thú tộc cũng không có. Nhân loại, thú tộc các ngươi về sau mới có, trước mặt linh vật trời sinh chúng ta đều vô cùng nhỏ bé. Nam tử áo lam dường như không tính động thủ ngay lập tức, mà giống như một người ngây ngốc đã lâu không có ai nói chuyện cho nên lúc này muốn nói nhiều thêm vài lời. Trên khuôn mặt luôn treo nụ cười. Nam Thúc liếc Thái Cổ U Minh Viêm, tiếp tục nói với Lục Lâm Thiên. Ở thời Thái Cổ, đồn rằng Thái Cổ U Minh Viêm này đã từng có quan hệ với cường giả trong các tộc, thực lực chính là một trong những tồn tại đáng sợ nhất thiên địa này. Nhân loại nhà ngươi dường như biết không ít, nhớ năm đó ta tung hoành đại lục cũng có chút quen biết với lão tổ Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Thế nhưng tất cả bọn chúng đều mơ tưởng thu phục ta để sử dụng. Chỉ tiếc là lại không biết ta làm sao có thể để cho bọn chúng thu phục. Coi như là lão tổ công tôn giả tộc được thiên địa chiếu cố, thân là trưởng khống giả thuộc tính hỏa đối với ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ta là linh vật trời sinh, bọn họ căn bản không có cách nào làm gì được ta. Nam tử áo lam nói ra, giống như nói qua quá khứ vinh quang của mình, trong ánh mắt bình tĩnh hiện lên sự kiêu ngạo. Về sau không có tin tức của Thái Cổ U Minh Viêm này nữa, cũng không có tin tức về nơi hạ lạc. Trên đại lục này cũng không có ai nhớ tới. Thái Cổ U Minh Viêm cũng biến mất. Chuyện về Thái Cổ U Minh Viêm khi còn nhỏ ta đã được đọc trên một cuốn sách cổ vứt đi trong Độc Cô Gia. Nam Thúc nói. Thái Cổ U Minh Viêm, đến từ Thái Cổ, khi đó trên đại lục này còn chưa có bất kỳ nhân loại nào. Lục Lâm Thiên rung động thật sâu, không nghĩ tới Thái Cổ U Minh Viêm này lại có lai lịch lớn như vậy. Mà ngay cả các lão tổ thời điểm Thái Cổ cũng có quan hệ. Loại tồn tại này quả thực quá mức đáng sợ. Trong lòng Lục Lâm Thiên rung động đồng thời cũng nghi hoặc, tồn tại khủng bố như vậy không biết tại sao lại ở trong hư không bí cảnh này. Bí mật sau lưng 13 tấm địa đồ không ngờ lại là Thái Cổ U Minh Viêm khủng bố này. Đột nhiên Lục Lâm Thiên có cảm giác giống như bị mắc lừa, vốn còn tưởng rằng có chỗ tốt cực lớn, ai biết lại có một vật khủng bố như vậy. Thái Cổ U Minh Viêm là vật căn bản khó có thể chống lại, không có cách nào dung chuyển. Linh vật trời sinh,
ngược lại Lục Lâm Thiên cũng biết một ít, có thể thu phục thành sủng vật của bản thân. Thế nhưng muốn thu phục vật siêu cấp khủng bố giống như Thái Cổ U Minh Viêm này coi như Lục Lâm Thiên ăn no rừng mỡ cũng không dám. Thái Cổ U Minh Viêm này cũng vừa mới nói qua, lão tổ công tôn gia tộc, trưởng khống giả thuộc tính hỏa cũng không thu phục được nó. Hắn muốn thu phục quả thực không có cửa, Lục Lâm Thiên cũng không dám suy nghĩ tới. Cho dù là thiên biến chi hồn tầng thứ hai là địa hồn biến cần thiên hỏa rèn linh hồn, lúc này Lục Lâm Thiên cũng không dám tìm Thái Cổ U Minh Viêm này. Thái Cổ U Minh Viêm này khủng bố không theo lẽ thường, đối mặt với nó so với chịu chết cũng không khác lắm. Hiện tại Lục Lâm Thiên chỉ muốn nghĩ làm sao có thể trốn thoát khỏi chỗ này, bằng không thực sự là toi mạng. Thái Cổ U Minh Viêm này đã cường hãn tới mức tận cùng. Ha ha! Nghe Nam Thúc nói xong, trong mắt Thái Cổ U Minh Viêm hiện lên sóng gió, lập tức cười ha hả nói. Trên đại lục không có người nhớ rõ ta cũng là bình thường. Ta bị nhốt nhiều năm như vậy chờ sau khi ta đi ra ngoài, đến lúc đó uy danh của ta sẽ vang vọng trên đại lục. Nhất định là vậy, sự tồn tại của Thái Cổ U Minh Viêm như ta nhất định sẽ khiến cho vạn vật kính ngưỡng. Ngươi bị nhốt, chẳng lẽ trên đời này còn có người có thể vây khốn ngươi hay sao? Lục Lâm Thiên nhanh mồm nhanh miệng lập tức hỏi nam tử áo lam. Thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng hiếu kỳ, trên đời này chẳng lẽ thực sự có người có thể vây khốn cường giả như Thái Cổ U Minh Viêm này hay sao? Vậy thì thực sự sẽ đáng sợ tới mức nào? Hừ! Nghe Lục Lâm Thiên nói, giống như bị cắt vào vết sẹo, ánh mắt nam tử áo lam lập tức hầm hầm nhìn về phía Lục Lâm Thiên, lửa giận lan tràn. Bên ngoài đại điện màu xanh ra trời, hỏa diễm màu xanh giống như dung nham cuồn cuộn, giống như muốn đốt cháy cả tòa đại điện thành cho tàn vậy. Hỏa diễm màu xanh ra trời cuồn cuộn, nhiệt độ trong mảnh không gian này lần nữa tăng lên không ít, khiến cho áp lực trên người Nam Thúc, Lục Lâm Thiên. Tiểu Long tăng lên rất nhiều. Trên hư không, giờ phút này trên biển mây bao la đều biến thành một biển dung nham màu xanh ra trời, vô số đỉnh núi trong biển mây gặp phải dung nham này lập tức bị phá hủy. Dung nham màu xanh cấp tốc lan tràn khiến cho mọi người căn bản không thể đặt chân trên không trung, chúng cường giả vẫn còn đang tiếp tục lùi lại. Trong khoảng thời gian ngắn, các đại gia tộc, thiên địa các, linh vũ giới, vốn là đội ngũ khổng lồ hơn 200 người đến bây giờ tổng cộng chỉ còn không tới 6-70 người. Tổn thất tuyệt đối thảm trọng, cơ hồ đối với tất cả các đại gia tộc cùng thiên địa các, linh vũ giới mà nói đều là tổn thất rất nặng. Ngoài biển mây của hư không bí cảnh, vô số người bị hấp dẫn tới lúc này mới chạy tới, nhìn thấy một mảnh dung nham màu xanh ra trời khủng bố, căn bản không có ai dám đặt chân vào. Lâm Thiên, lão quái vật, Tiểu Long. Vô số tiếng gọi ầm ĩ vang vọng, thế nhưng lại bị dung nham nhập trời bắp phủ, chim bay không được, vạn vật khó tồn tại. Quần phong dưới dung nham nóng bỏng lúc này đã biến mất. Chúng ta mau lui lại rồi nghĩ biện pháp khác, hiện tại cho dù là ai cũng không thể đặt chân vào biển lửa quỷ dị này. Ngoài biển mây chính là điểm cuối của sơn mạch bao la, quần phong mọc lên san sát như rừng. Phía trước vốn là biển mây cuồn cuộn cùng không ít đỉnh núi giống như mũi thương chọc trời lúc này đều biến mất không thấy gì nữa. Tất cả trở thành một biển dung nham mênh mông, nóng bỏng. Tại một ngọn núi sừng sững, hai đạo thân ảnh nhìn qua biển dung nham cuồn cuộn, hai đạo thân ảnh này giống như dung nhập vào thành một thể với không gian. Mà hai người này nếu như Lục Lâm Thiên có thể nhìn thấy nhất định sẽ nhận ra. Đây chính là lão giả thần bí gọi là Đạm Niệm cùng với một đầu yêu thú ở trong Tử Vong Thâm Uyên. Chủ nhân, đây chẳng lẽ chính là Thái Cổ U Minh Viêm trong lời đồn sao? Một thân ảnh mặc hoàng y cung kính đứng bên người Đạm Niệm nói. Đúng vậy, đây chính là Thái Cổ U Minh Viêm trong lời đồn. Đạm Niệm khẽ mỉm cười. Vậy này cực kỳ lợi hại, Lục Lâm Thiên kia ở trong đó a? Lần này giữ nhiều lành ít. Đại hán mặc hoàng y khẽ nói. Lão giả Đạm Niệm thần bí kia khẽ lắc đầu, lập tức nói. Mặc kệ. Gần đây khó có được thời gian nghỉ ngơi cho nên lười biếng một chút. Nếu như Lục Lâm Thiên này không trốn được là số mạng của hắn. Trốn được là phúc. Chủ nhân, xem ra người rất yêu thích Lục Lâm Thiên này. Đại hán mặc hoàng bào do dự một chút rồi nói với Đạm Niệm. Tiểu tử này quả thực không tệ, là một hạt giống tốt, coi như là hòa. Ai? Đạm Niệm thở dài một hơi, nói. Trước tiên cứ qua cửa ải này rồi nói sau. Có thể làm cho chủ nhân chú ý, Lục Lâm Thiên này đã đủ bất phàm. Đại hán mặc hoàng bào nói. Chúng ta trở về đi, là phúc là họa,
tất cả phải xem tạo hóa. Việc này coi như ta cố tình hỗ trợ cũng không có cách nào. Đạm Niệm nói, thân ảnh lóe lên, tiếp đó biến mất trên không trung không thấy gì nữa. Siêu. Trong hư không, nam tử áo lam cố nén sự giận dữ trong lòng, hỏa diễm ngập trời chung quanh trở nên yên tĩnh, áp lực trên người Nam Thúc, Tiểu Long, Lục Lâm Thiên nhỏ hơn một chút. Thế nhưng hiện tại ba người đều toàn lực thúc giục thủ đoạn phòng ngự, chống lại nhiệt độ cao của hỏa diễm màu xanh. Nam tử áo lam nhìn qua ba người Lục Lâm Thiên, khóe miệng lần nữa mỉm cười nói. Dù sao các ngươi đều phải chết nói cho các ngươi cũng không sao. Những năm này ta đều bị nhốt tại địa phương quỷ quái này. Không có cách nào đi ra ngoài. Thực lực của tồn tại kinh khủng khi trước quá mạnh mẽ, từ trước tới nay ta chưa từng gặp người nào có thực lực khủng bố như vậy. Hắn không những ngăn chặn ta, mà còn khiến cho ta không có cách nào giãy giụa được, cho dù như thế nào cũng không thể đi ra ngoài. Nam tử áo lam nói xong, khóe miệng mỉm cười, vô cùng vui vẻ nói. Thế nhưng hắn đã quá coi thường ta. Hắn vây khốn ta, áp chế thực lực của ta, tưởng rằng ta vĩnh viễn không có cách nào đi ra sao. Ta luôn nghĩ biện pháp, rốt cuộc có một ngày ta cũng nghĩ ra. Nói xong Nam tử áo lam đắc ý nhìn qua Lục Lâm Thiên, Nam Thúc cùng Tiểu Long nói. Các ngươi có biết ta nghĩ ra biện pháp gì không? Tất nhiên là muốn biết. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lóe lên, lúc này hắn cũng chỉ có thể kéo dài một ít thời gian. Lục Lâm Thiên dùng linh hồn truyền âm nói với Nam Thúc. Nghĩa phụ, có biện pháp nào thoát thân hay không? Ở trước mặt huyết linh mẫu đơn kia ta có thể miễn cưỡng thoát thân. Thế nhưng trước mặt Thái Cổ U Minh Viêm căn bản không cần thử, Thái Cổ U Minh Viêm này so với huyết linh mẫu đơn cường hãn hơn quá nhiều. Lần này chúng ta đã lâm vào hiểm cảnh rồi. Thanh âm ngưng trọng của Nam Thúc truyền âm lại cho Lục Lâm Thiên. Ha ha! Nam tử áo lam mỉm cười, nhìn Lục Lâm Thiên nói. Nếu như ngươi muốn biết ta nói cho ngươi cũng không sao. Lão gia hỏa kinh khủng kia sau khi khống chế thực lực của ta, đại khái là 2 vạn năm sau, trời không bỏ ta. Ở trong không gian này xuất hiện huyết linh mẫu đơn, khi nó có một tia linh trí, ta giúp nó tu luyện, rốt cuộc cũng khiến cho đột phá đế cấp. Ngừng một lát. Nam tử áo lam tiếp tục nói. Sau khi huyết linh mẫu đơn đột phá đế cấp ta để cho nó thay ta dung chuyển phong ấn. Nó không có cách nào phá vỡ phong ấn, ta cũng không thể. Thế nhưng chỉ cần dung chuyển phong ấn một chút là được. Phong ấn buông lỏng, ta có thể chậm rãi khôi phục. Nếu như ta khôi phục thì sẽ có cơ hội chạy thoát. Ta chính là Thái Cổ U Minh Viêm, cần U Minh địa khí hoặc là năng lượng của nhân tộc hoặc thú tộc các ngươi là có thể khôi phục. Vì để giúp ta khôi phục, nhiều năm qua huyết linh mẫu đơn bắt đến cho ta không ít người, chỉ cần những người này chết ở đây là năng lượng lan tràn ra không gian, ta có thể hấp thu. Không lâu trước đó rốt cuộc ta cũng phá được phong ấn. Nam tử áo lam nói xong, trên mặt nở nụ cười thỏa mãn. Bây giờ ngươi phá phong ấn, coi như là đi ra ngoài chẳng lẽ không sợ tồn tại kinh khủng lần nữa phong ấn ngươi hay sao? Thậm chí là diệt sát ngươi hay sao? Lục Lâm Thiên hỏi. Hừ, người nọ nhất định là một nhân loại, nhiều năm trôi qua như vậy cho dù có thực lực mạnh hơn nữa cũng có ngày tới đại nạn. Mà ta lại là linh vật trời sinh, thân là Thái Cổ U Minh Viêm, bất tử bất diệt. Những năm này tồn tại kinh khủng kia không tới, cho nên ta khẳng định kiếp nạn của hắn đã tới, trên đời này rốt cuộc không ai có thể đối phó được với ta nữa. Nam tử áo lam trầm giọng nói tới tồn tại kinh khủng kia trong đôi mắt nó vẫn hiện lên sự sợ hãi. Vậy sau khi ngươi phá phong ấn sao không rời khỏi nơi này? Lục Lâm Thiên hỏi, lần nữa truyền âm nói với Nam Thúc. Nghĩa phụ, không có cách nào chạy thoát, vậy thì có biện pháp nào khống chế hoặc là thu phục được Thái Cổ U Minh Viêm này không? Thu phục thiên hỏa so với thu phục yêu thú, linh thú không khác nhau là bao. Bọn chúng cũng có linh hồn, chỉ cần bố trí một đạo linh hồn ấn ký ở sâu trong linh hồn chúng là có thể thu phục được. Thế nhưng Thái Cổ U Minh Viêm này quá mạnh mẽ, không có ai có thể thu phục, chiếm được nó. Nam Thúc nói, sau khi phá phong ấn, ta cũng muốn đi ra ngoài. Bất quá ta đã thử qua, ta căn bản không có cách nào đi ra ngoài. Thái Cổ U Minh Viêm lắc đầu thở dài, nói, ta đã sớm tính tới, tồn tại kinh khủng kia sẽ không chỉ có bố trí một phong ấn vây khốn ta, hắn không dám xem thường ta như vậy. Vì cái gì mà ngươi không có cách nào đi ra ngoài? Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi, đồng thời cũng kéo dài thời gian một chút, trong đầu hắn vẫn đang nghĩ biện pháp, có vô số biện pháp,
thế nhưng hắn lại không dám mạo hiểm. Lục Lâm Thiên nghĩ tới trốn vào Thiên Trụ Đỉnh và Tử Lôi Huyền Đỉnh, thế nhưng Thái Cổ U Minh Viêm này thực sự quá khủng bố. Lục Lâm Thiên sợ rằng sau khi mình trốn vào cũng triệt để mất đi sức phản kháng. Đến lúc đó Thiên Trụ Giới và Tử Lôi Huyền Đỉnh này bị Thái Cổ U Minh Viêm luyện hóa thì thảm. Sợ rằng hắn và hai người nam thúc cũng chỉ có thể bị chôn sống ở bên trong. Cho nên Lục Lâm Thiên nghĩ tới rất nhiều biện pháp, thế nhưng cẩn thận nghĩ lại cảm thấy không được, không có cách nào nghĩ thông. Người kinh khủng kia quá vô sỉ, sợ rằng bố trí không gian này khiến cho ta căn bản không có cách nào đi ra ngoài. Huyết linh mẫu đơn cũng không có cách nào đi ra ngoài, dường như tu vi tới đế giả không thể đi ra ngoài. Nam tử áo lam bắt đầu có chút giận dữ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, trong lòng thầm nghĩ, hư không bí cảnh này dường như là cường giả các tộc trên đại lục liên thủ đối phó với cường địch cho nên mới liên thủ một lần. Bởi vậy cũng chết vô số cường giả. Nghe nói cường giả ở thời thượng cổ hầu như đều vẫn lạc không còn ở bên trong này. Chẳng lẽ thứ mà tất cả các cường giả liên thủ đối phó và phong ấn chính là Thái Cổ U Minh Viêm này hay sao? Lục Lâm Thiên suy nghĩ, quả thực cũng có loại khả năng này, sợ rằng cường giả toàn bộ đại lục liên thủ đối phó thì mới có thực lực phong ấn Thái Cổ U Minh Viêm kinh khủng này. Ha ha! Ánh mắt nam tử áo lam âm trầm một hồi, lập tức cười ha hả nói. Bất quá ta cũng đã có sự chuẩn bị. Huyết linh mẫu đơn không ra được, ta biết ngay sẽ có một ngày như vậy cho nên ta mới làm một kiện bảo đồ, phân thành 13 phần là muốn hấp dẫn người khác tới đây. Một mặt là hy vọng người tới nhiều một chút, để cho ta mau chóng hấp thu và khôi phục, mà đổi lại cũng hy vọng ta và huyết linh mẫu đơn có thể tìm thấy thân thể có thể chịu tải, sau khi tìm được chúng ta có thể đi ra khỏi địa phương quỷ quái này. Cái gì, 13 tấm địa đồ là do ngươi làm ra sao? Lục Lâm Thiên lập tức biến sắc. Trong lòng đột nhiên run lên. Hóa ra địa đồ trong tay hắn và thiên địa các, linh vũ giới và các đại hoàng tộc lại do Thái Cổ U Minh Viêm làm ra, nói như vậy tất cả chỉ là một cái bẫy cực lớn mà thôi. Đương nhiên thật lâu trước đó huyết linh mẫu đơn không có cách nào đi ra ngoài, cho nên ta mới suy nghĩ rồi làm một tấm bản đồ, tách ra thành 13 phần, sau đó để cho huyết linh mẫu đơn khống chế Hoa Nô đem địa đồ mang ra ngoài, đem lời đồn 13 tấm địa đồ liên quan tới bí mật phá toái hư không truyền đi. Nam tử áo lam lạnh nhạt cười. Ta biết rõ nhân loại các ngươi vẫn muốn biết rõ cái gì gọi là bí mật phá toái hư không. Một khi tin tức này truyền ra nhất định sẽ có người liều mạng đi tìm kiếm. Người có được địa đồ đều là người có thực lực mạnh, chỉ có người mạnh mẽ mới có thể chịu tải được ta. Hóa ra tất cả là do ngươi thao túng phía sau, căn bản không có bí mật phá toái hư không gì. Lục Lâm Thiên thở dài một hơi. Tất cả mọi người trên đại lục đều bị Thái Cổ U Minh Viêm một mực bị phong ấn trong hư không bí cảnh lừa gạt. Đây là một cái bẫy cực lớn, tất cả chỉ là phân bón cùng với thân thể chịu tải cho Thái Cổ U Minh mà thôi. Cường giả toàn bộ đại lục cùng tất cả các đại hoàng tộc không ngờ lại cho rằng sau lưng địa đồ chính là bí mật phá toái hư không. Đây chính là một cái bẫy lớn mới là chính xác. Ngươi nói đúng, tất cả đều là do ta thao túng. Tất cả đều bởi vì nhân loại các ngươi tham lam và ngu xuẩn. Nam tử áo lam nhìn Lục Lâm Thiên, nụ cười có chút châm chọc ní. Vài ngày trước ta phóng ra khí tức cũng là cố ý dẫn các ngươi tới, là vì nhìn xem trong đám người các ngươi có ai thích hợp chịu tải ta hay không mà thôi. Vấn đề là hiện tại ngươi dường như cũng chưa tìm được thân thể chịu tải thích hợp a. Ngươi giết chúng ta, vẫn không có cách nào đi ra ngoài. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lóe lên, nhìn nam tử áo lam nói. Bằng không chúng ta thương nghị một chút, ngươi thả chúng ta. Chúng ta tìm kiếm thân thể thích hợp chịu tải cho ngươi. Người ngươi đưa tới dù sao cũng có hạn, chúng ta có thể tìm cho ngươi, vừa nhanh vừa nhiều, ngươi thấy thế nào? Ha ha, nhân loại giảo hoạt. Nam tử áo lam mỉm cười, chế giễu Lục Lâm Thiên. Ngươi cho rằng ta không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì sao? Ngươi chỉ muốn đi ra ngoài mà thôi, các ngươi vừa mới dùng linh hồn truyền âm, các ngươi cho rằng ta không nghe thấy sao? Nhân loại nhỏ bé. Thực lực của các ngươi quá yếu. Trong lòng Lục Lâm Thiên cả kinh, hắn không ngờ mình và Nam Thúc truyền âm lại bị Thái Cổ U Minh Viêm nghe thấy. Thực lực như vậy rốt cuộc là cường hãn tới mức nào, đây cũng không phải là đế giả bình thường có thể so sánh. Ngươi có thể nghe thấy chúng ta truyền âm. Lục Lâm Thiên nói nhảm một câu, tiếp tục trì hoãn thời gian, trong đầu thì đồng thời hỏi Tiểu Long. Tiểu Long, huyền vũ thần sắc của đệ có thể chống lại Thái Cổ U Minh Viêm này hay không?
Lục Lâm Thiên truyền âm với Tiểu Long là truyền âm thông qua huyết khế trong đầu, loại truyền âm này Lục Lâm Thiên cũng không lo lắng thái cổ U Minh Viêm kia sẽ nghe trộm được, huống chi cho dù nghe được cũng không có vấn đề quá lớn. Lão đại, Huyền Vũ thần sắc không sợ bất luận công kích vật chất gì, thế nhưng thái cổ U Minh Viêm này thật sự đáng sợ, sợ rằng khó có thể ngăn cản đồ vật này thiêu đốt. Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Lâm Thiên. Nam tử áo lam nhìn qua Lục Lâm Thiên nói. Đương nhiên, thực lực các ngươi quá thấp, truyền âm làm sao có thể tránh được ta nghe lén. Hiện tại các ngươi đừng nghĩ tới việc trốn, căn bản không có khả năng. Phạm vi này đều là địa bàn của ta, trừ phi là các ngươi chạy ra khỏi không gian quỷ dị này, bằng không tất cả đều không có tác dụng. Mặt khác cũng đừng mong thu phục ta. Đế giả khi trước vọng tưởng thu phục ta có quá nhiều, kết quả đều thành thuốc bổ của ta. Ngay cả lão gia hỏa công tôn lão tổ kia thân là trưởng khống giả thuộc tính hỏa cũng không có cách nào thu phục được ta, các ngươi cảm thấy bọn ngươi có thực lực đó hay sao? Nam tử áo lam nói xong, trong mắt hiện lên vẻ châm chọc. Chỉ bằng một chút thực lực đó cũng muốn thu phục được hắn, quả thực nực cười. Hắn thậm chí nghĩ còn buồn cười, đây là chuyện không có khả năng. Thế nhưng ngươi không có thân thể chịu tải, ngươi giết chúng ta, chính ngươi cũng không ra được. Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến đổi, nhìn Nam Thúc nói. Lúc này Nam Thúc không ngừng đổ mồ hôi lạnh, đoán chừng đang liều mạng trèo trống. Ở trong hỏa diễm ngập trời này cho dù là không động đậy thì cũng phải toàn lực ứng phó, tiêu hao vô cùng lớn, loại tiêu hao này người bình thường căn bản khó có thể chống lại. Trong ba người, thực lực của Nam Thúc có lẽ không phải là yếu nhất, thế nhưng chỉ tính riêng lực phòng ngự đơn thuần mà nói, tuyệt đối là thấp nhất. Bởi vì lực phòng ngự của Lục Lâm Thiên và Tiểu Long đều khủng bố tới cực điểm. Thân thể chịu tải được ta so với huyết linh mẫu đơn còn khó tìm hơn, người có thể chịu tải được chúng ta, ta đã thử qua không ít thú tộc, thế nhưng thân thể của ta chỉ cần hơi tới gần linh hồn bọn họ sẽ hóa thành xương trắng, thân thể cũng tan chảy, bản thể ta không phải là ai cũng có thể thừa nhận. Cho dù ta không phát động công kích thì người bình thường cũng khó có thể tới lại gần. Nam tử áo lam khẽ thở dài, nhìn Tiểu Long và Lục Lâm Thiên nói. Bất quá hiện tại ta đã tìm được, thú tộc này và nhân loại nhà ngươi có lẽ có thể. Ta có thể cảm giác hai người các ngươi có lẽ đều thích hợp, ít nhất có thể để cho ta rời khỏi không gian này cũng không thành vấn đề. Ánh mắt nhìn lên trên người Lục Lâm Thiên và Tiểu Long, cuối cùng ánh mắt nam tử áo lam nhìn về phía Lục Lâm Thiên, nói. Nếu so sánh ta cảm giác nhân loại nhà ngươi thích hợp hơn, linh hồn ngươi dường như không e ngại nhiệt độ cao của ta. Nhất định có chỗ kỳ lạ, cho nên ta chọn ngươi, cho ngươi trở thành thân thể chịu tải của ta. Là ta có thể rời khỏi đây. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, hắn không ngờ thái cổ U Minh Viêm này lại chọn hắn là thân thể chịu tải. Lục Lâm Thiên không quá rõ cái gọi là thân thể chịu tải cùng với kết cục ra sao, thế nhưng hắn vẫn có thể suy đoán ra một ít. Thân là thân thể chịu tải thái cổ U Minh Viêm này đến lúc đó chẳng khác gì là đoạt xá, hơn phân nữa sẽ chết chắc. Các hạ, người muốn ta trở thành thân thể chịu tải, vậy thì có thể thả người bên cạnh ta hay không? Bằng không ta tình nguyện tự bạo cũng không trở thành thân thể chịu tải của các hạ. Lục Lâm Thiên nhìn qua thái cổ U Minh Viêm nói. Ngươi không có tư cách cò kè mặc cả vói ta, xem ra ngươi rất quan tâm tới bọn họ. Nam tử áo lam ngồi ngay ngắn trên vương tọa, một cỗ khí chất vương giả lan tràn, nhìn Lục Lâm Thiên nói. Nếu như ngươi dám tự bạo, ta dám giết hai người bọn họ. Đồng thời bên ngoài còn vô số người, ta đều đánh chết. Chỉ cần ở trong không gian này đều không trốn thoát, cho nên ngươi nên thành thật một chút thì tốt hơn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên co rúm lại, thái cổ U Minh Viêm này không chỉ có thực lực cường hãn mà quan trọng này thái cổ U Minh Viêm này giàu hoạt vô cùng, có thể một tay tạo ra một cái bẫy khổng lồ như vậy. Cơ hồ tất cả cường giả cùng với các đại hoàng tộc trên đại lục nhiều năm qua như vậy đều bị lừa gạt, ai cũng không ngờ lại do thái cổ U Minh Viêm âm thầm khống chế. Tốt rồi, những thứ biết đều cho các ngươi biết rồi. Các ngươi cũng đã đủ tự hào, việc này chỉ có các ngươi mới biết được thôi. Hiện tại thành thật làm thân thể chịu tải của ta đi. Nam tử áo lam chậm rãi từ trên vương tọa đứng dậy. Nam tử áo lam này đứng lên, hỏa diễm ngập trời bắt đầu sôi trào, hỏa diễm tán loạn, nhiệt độ lần nữa kéo lên. Lâm Thiên, các ngươi nghĩ biện pháp trốn đi. Ta tới thử xem rốt cuộc thái cổ U Minh Viêm rốt cuộc cường hãn tới mức nào. Ánh mắt Nam Thúc trầm xuống, linh lực phô thiên cái địa tuôn ra, thủ ấn trong tay biến hóa, thúc dục cửu long xích viêm đỉnh, hỏa diễm phô thiên cái địa lan tràn,
sau đó cùng với hỏa diễm khủng bố màu xanh ra trời kia va chạm vào một chỗ. Siêu siêu, hỏa diễm phô thiên cái địa cùng với hỏa diễm màu xanh ra trời va chạm, chỉ trong nháy mắt khi tiếp xúc, hỏa diễm ngập trời trong cửu long xích viêm đỉnh lập tức tán loạn, sóng lửa bàng bạc tách ra. Nam thúc biến sắc, thủ ấn lần nữa biến hóa. Ngao ngao. Cùng lúc, hỏa diễm phô thiên cái địa hóa thành 9 đầu cự long bằng hỏa diễm phóng về phía nam tử áo lam. Loại lửa này cũng dám ra tay với ta, đom đóm mà đòi so với trăng, muốn chết. Nam tử áo lam nhàn nhạt quát lên một tiếng, cũng không thấy người này có động tác gì, trường bào màu lam nhạt tung bay, ngay lúc đó ở trong hỏa diễm màu xanh ra trời minh mông đột nhiên có 9 đầu quang trụ khổng lồ màu xanh ra trời bắn ra. 9 đạo quang trụ khổng lồ màu xanh ra trời giống như thiên thạch va chạm với 9 đầu cự long bằng lửa của Nam Thúc. Phanh phanh. Va chạm như vậy khiến cho cả không trung bắt đầu run rẩy, thanh âm bạo liệt kinh người vang vọng, cự long bằng hỏa diễm cùng với quang trụ bằng hỏa diễm va chạm, hỏa diễm màu xanh ở trên không bắn tứ tung giống như pháo hoa, thế nhưng bên trong hỏa diễm rơi xuống lại ẩn chứa lực lượng hủy diệt, một mảng lớn không gian đen kịt xuất hiện. Phụt. Cự long bằng hỏa diễm bị phá hủy. Thân thể Nam Thúc đột nhiên bắn ngược lại, trong miệng phun ra máu tươi. Nam Thúc, Lục Lâm Thiên biến sắc, trong đôi mắt đen láy có một cỗ hàn ý lan tràn, tay giơ huyết lục lên, chân khí phô thiên cái địa tuôn ra. Hàn băng hồn đao. Cùng một lúc Lục Lâm Thiên quát nhẹ một tiếng, huyết lục trong tay tạo thành một đường vòng cung quỷ dị, chỉ một thoáng vô số đạo đao mang từ trên huyết lục bắn ra. Mỗi đạo đao mang xuất hiện đều lập tức đóng băng. Vô số đao mang giống như mạng nhện ầm ầm đánh về phía nam tử áo lam. Trong chớp mắt ngắn ngủi, những nơi đao mang đi qua, không gian bị đóng băng, một cỗ khí tức lạnh lẽo vô hình đột nhiên lan tràn về phía chân trời. Uy thế này giống như kéo theo năng lượng thiên địa, khí tức lạnh lẽo tràn ngập không gian hỏa diễm. Ồ, năng lượng không tệ, không ngờ trong lúc mơ hồ có thể áp chế ta được một chút. Dưới khí tức lạnh lẽo này nam tử áo lam kinh ngạc phát hiện ra trong lúc vô hình mình có cảm giác bị áp chế, hắn lập tức nở nụ cười châm chọc. Chỉ tiếc ngươi còn quá yếu. Dứt lời, nam tử áo lam lần nữa vung tay lên, cả không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh ra trời đột nhiên phun trào, giống như sóng to gió lớn, uy thế khủng bố đột nhiên bộc phát, nam tử áo lam này dường như cũng không dùng quá nhiều sức lực. Ken két. Hỏa diễm màu xanh ra trời cuồn cuộn. Nơi đao mang đi qua lưu lại một khe nứt giống như mạng nhện ở trên không gian tràn ngập hỏa diễm lan tràn ra. Khiến cho không gian chấn động kịch liệt. Dưới đao mang từng vết nứt không gian xuất hiện, kinh khí khuếch tán, không gian chung quanh hỗn loạn, nứt vỡ từng khúc. Chỉ tiếc là trong nháy mắt lại biến mất không thấy gì nữa, đao mang đóng băng vô thanh vô tức biến mất trong không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh. Căn bản không tạo thành bất kỳ thương tổn nào cho nam tử áo xanh này. Ngao. Một tiếng long ngâm vang vọng không ra, tiếng long ngâm này hóa thành gợn sóng lan tràn ra chung quanh, thanh âm giống như sấm sét vang vọng trong không gian. Bản thể khổng lồ của tiểu long lao ra, toàn thân lan tràn hỏa diễm màu vàng này ở trong không gian này dường như cũng có trọng thượng. Cùng lúc, bí văn trên huyền vũ thần xác của tiểu long quanh quẩn, quang mang chói mắt xuất hiện, đột nhiên có một đạo thú ảnh hư ảo rít gào. Thú ảnh hư ảo này lập tức bắn ra quang mang chói mắt. Quang mang đen nhánh giống như mực tàu, thế nhưng lại vô cùng chướng mắt, hư ảnh này đột nhiên hiện lên trước đầu rồng, quy xà tương giao giống như vật còn sống, mang theo một cỗ uy áp cực lớn, khí tức năng lượng bàng bạc lặng lẽ lan tràn. Dưới cỗ khí tức này không gian tràn ngập hỏa diễm vặn vẹo, gợn sóng trong không gian lan tràn ra bốn phía. Huyền vũ nộ, tiểu long rít lên một tiếng, hư ảnh khổng lồ sau lưng đột nhiên phóng về phía nam tử áo lam, trong nháy mắt bao phủ trên không trung. Giờ phút này không gian run rẩy, trong không trung có một cỗ năng lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng kéo tới. Gợn sóng trong không gian chung quanh bị gạt ra, năng lượng khủng bố, lúc này đều bao phủ nam tử áo lam. Những nơi hư ảnh huyền vũ nộ cực lớn đi qua, hỏa diễm màu xanh ra trời lập tức sôi trào, giống như cũng bị ảnh hưởng. Ồ, thú tộc nhà ngươi rõ ràng là thanh long nhất tộc thế nhưng tại sao lại có thể thi triển công kích thiên phú của huyền vũ hoàng tộc? Công kích của huyền vũ hoàng tộc này quả thực không kém, nếu là lão tổ huyền vũ nhất tộc khi trước tự mình tới đây thì ta còn phải cố kỵ một hai, thế nhưng ngươi còn quá thấp. Nam tử áo lam sau khi kinh ngạc một chút lập tức phất tay một cái, hỏa diễm màu xanh ra trời lăng không hình thành một bức tường lửa trong không gian, đem hư ảnh huyền vũ nộ ngăn cản. Siêu!
Hư ảnh Huyền Vũ nộ chỉ rằng co với bức tường lửa một lát rồi lập tức hóa thành sương mù biến mất. Cút ngay cho ta. Nam tử áo lam khẽ quát một tiếng, trường bào tung bay, bàn tay hất lên, hỏa diễm trên bức tường lửa cuồn cuộn rồi ngưng tụ thành một đạo quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh khổng lồ. Đạo quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh này xé rách không gian, mang theo khí tức hủy diệt hung hăng đánh vào Tiểu Long. Phanh! Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, hỏa diễm màu xanh ra trời bắn tứ tung, thân thể khổng lồ của Tiểu Long cũng bị đẩy lui. Nam thúc, nhanh tiến vào trong thiên trụ giới, con có bất diệt huyền thể, để con liều một chút. Đao mang của Lục Lâm Thiên bị phá hủy, thân hình lảo đảo lui lại, không có chút do dự nào lấy ra thiên trụ giới. Gợn sóng trong không gian lóe lên, lơ lửng trước người Nam Thúc. Được rồi, ngươi nên cẩn thận, nếu ngươi không chống lại được thì ngày hôm nay ba người chúng ta lành ít dữ nhiều rồi. Lúc nguy cấp Nam Thúc cũng không có chút do dự nào, thực lực của Lục Lâm Thiên không dưới hắn, quan trọng nhất là hắn biết rõ Lục Lâm Thiên có bất diệt huyền thể, đây có lẽ cũng là một chỗ dựa, dù sao hắn cũng không có cách nào chống lại. Thân ảnh Nam Thúc lóe lên, lập tức nhảy vào trong thiên trụ giới. Được Lục Lâm Thiên chuyển tới tầng thứ nhất. Tiểu Long, để cũng đi vào đi. Giờ phút này thân thể khổng lồ của Tiểu Long bị đẩy lui tới bên người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, thái cổ u minh viêm này quá kinh khủng, Tiểu Long cũng không có cách nào chống lại. Lão đại, thứ đồ chơi này quá kinh khủng, huynh cẩn thận một chút, tất cả đành trông vào huynh. Tuy rằng Tiểu Long lo lắng cho lão đại, thế nhưng hắn biết lão đại mình cho tới bây giờ không phải là người lỗ mãng. Thực lực của hắn hiện tại không giúp được nhiều, thái cổ u minh viêm này quá khủng bố. Dứt lời Tiểu Long lập tức tiến vào trong thiên trụ giới, cũng được Lục Lâm Thiên để cho tầng thứ nhất thiên trụ giới. Ồ, bảo vật này bất phàm a, ngay cả ta cũng không biết nó từ nơi nào. Không ngờ trên người ngươi lại có loại bảo vật như vậy, quả thực khiến cho ta cảm thấy ngạc nhiên. Gia hỏa nhân loại vận khí không kém. Nam tử áo lam nhìn thiên trụ giới trong tay Lục Lâm Thiên. Cũng không có ngăn cản Nam Thúc và Tiểu Long tiến vào, mục tiêu của hắn hiện tại chỉ là nhân loại trước mắt mà thôi. Chỉ cần nhân loại này có thể chịu tải được hắn, rời khỏi không gian quỷ dị này, đến lúc đó hắn muốn diệt ai cũng được, cho dù là kẻ nào cũng không có cách nào chống lại được hắn. Lục Lâm Thiên thu hồi thiên trụ giới lúc này hoàn toàn chính là được ăn cả ngã về không. Trên thân thể, Lục Lâm Thiên dựa vào bất diệt huyền thể và bất tử địa linh thể, mà trên phương diện linh hồn. Hắn cũng chỉ hy vọng kim đao màu vàng có thể giúp hắn tránh thoát kiếp nạn lần này. Lục Lâm Thiên không phải là người ưa thích mạo hiểm, thế nhưng lúc này không thể làm như vậy, thậm chí ngay cả đế khôi Lục Lâm Thiên cũng lười thúc giục. Nam Thúc và Tiểu Long cũng không thể chống lại, nếu như đế khôi đi ra sợ rằng hơn phân nửa cũng bị đốt cháy trong dung nham. Nhân loại, ngươi cảm thấy chỉ bằng vào ngươi có thể chống lại ta sao? Hay là ngươi nghĩ thông suốt chịu tải ta? Nam tử áo lam nhìn Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Ta cũng sẽ không khoanh tay chịu chết đâu. Trong đôi mắt đen láy của Lục Lâm Thiên hiện lên sự bất khuất, khoanh tay chịu chết, từ trước cho tới bây giờ cũng không phải là phong cách của Lục Lâm Thiên. Dứt lời, thủ ấn trong tay hắn nhanh như thiểm điện kết xuất, thanh linh khải giáp quang thân phai nhạt, linh lực lao ra bên ngoài cơ thể, một cỗ quang mang chói mắt lan tràn. Cùng một lúc, trong hai mắt Lục Lâm Thiên có một cỗ quang mang quỷ dị đột nhiên lan tràn. Siêu. Cùng một lúc không gian chung quanh đột nhiên run lên, ở trong không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh ra trời, hư không sau lưng Lục Lâm Thiên đột nhiên gió nổi mây phun. Trên không gian có một cỗ linh hồn uy áp ngập trời, khiến cho linh hồn run run. Hóa ra linh hồn lực mạnh như vậy, khó trách có thể chống lại nhiệt độ của ta. Nam tử áo lam nhìn Lục Lâm Thiên nói, cho rằng Lục Lâm Thiên có thể chống lại nhiệt độ của hắn mà không bị làm sao là do có linh hồn lực bàng bạc như vậy. Không có chút trì hoàn nào, Lục Lâm Thiên biết rõ công kích bình thường đối với thái cổ u minh viêm này cũng vô dụng. Hắn lập tức ngẩng đầu, trong hai mắt có hai đạo quang mang chói mắt hóa thành hai đạo quang tụ bắn ra. Quang trụ giống như thiên thạch xen qua không gian, ân ân lật tung hỏa diễm màu xanh ra trời, trong chốc lát va chạm với biển hỏa diễm màu xanh ra trời kia. Siêu! Thiên linh hồn nhãn! Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, toàn lực thi triển thiên linh hồn nhãn. Hai đạo quang trụ trong mắt nhanh chóng hội tụ, một cỗ năng lượng đáng sợ giống như một cơn lốc hóa thành một cỗ quang mang chói mắt tựa như một con mắt hiện lên trên biển lửa màu xanh ra trời. Chung quanh con mắt lớn này xuất hiện vết nứt không gian đen kịt, ở trong con mắt cực lớn kia giống như có một động sâu cực lớn, bên trong là quang mang đen kịt mà thâm thúy,
giống như có một đôi mắt đen kịt đang nhìn chăm chú vào hư không. Siêu siêu. Ở trong thiên linh hồn nhãn cực lớn có một cỗ lực lượng ngập trời thôn phệ vạn vật nhanh như thiểm điện lan tràn ra, không gian chung quanh bị cắn nuốt. Ánh mắt nam tử áo lam khẽ động, dường như cũng bị ảnh hưởng một chút, trong hỏa diễm màu xanh da trời đột nhiên sóng to gió lớn, gợn sóng trong nháy mắt bị nghiền nát giống như tấm gương. Thủ đoạn không ít, chỉ tiếc ngươi còn quá yếu. Nam tử áo lam nói nhỏ, trên khuôn mặt tuấn lãng hiện lên nụ cười châm chọc, thân thể đột nhiên lơ lửng trên không gian bao la tràn ngập hỏa diễm. Phá! Tiếp đó nam tử áo xanh phất tay lên, hóa trưởng thành chảo, cánh tay hướng về phía không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh, biển lửa bao la, khổng lồ phía dưới lập tức nổ tung, một đạo quang trụ bằng hỏa diễm khổng lồ giống như một đầu cự long từ dưới biển lửa chui lên. Đạo quang trụ bằng hỏa diễm mang theo khí tức nóng bỏng, hủy diệt kinh người xé rách không gian trong nháy mắt hung hăng va chạm vào thiên linh hồn nhãn. Siêu! Đạo quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh ra trời mang theo vết nứt không gian đen kịt trong nháy mắt hung hăng đánh vào trong lỗ đen cực lớn. Năng lượng khủng bố bàng bạc giống như hủy diệt tàn sát bừa bãi, ở trong đôi mắt to bằng linh hồn đột nhiên lan tràn ra quang mang đen kịt, giống như sắp nổ tung. Ầm ầm, cả không trung run lên, giống như sơn băng địa liệt, trong chớp mắt ngắn ngủi, trong hắc động giống như con mắt kia xuất hiện vết rạn nứt đen kịt giống như vết nứt trong không gian. Một cỗ quang mang hỏa diễm màu xanh ra trời lóe lên. Phanh phanh, tất cả chỉ trong nháy mắt, động sâu này nổ tung. Hỏa diễm màu xanh ra trời ngập trời cùng với nhiệt độ nóng bỏng rơi vãi, không gian chung quanh sụp đổ từng khúc. Năng lượng khủng bố khuếch tán, không gian bị nghiền nát, năng lượng khủng bố giống như cơn lốc khuếch tán ở trên không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh ra trời. Phốc phốc, thiên linh hồn nhãn bị phá vỡ từng khúc, trong miệng Lục Lâm Thiên lập tức phun ra máu tươi. Trong nháy mắt khí huyết nhộn nhạo, linh hồn run rẩy, một cỗ khí tức nóng bỏng nhân cơ hội thông qua mi tâm Lục Lâm Thiên tiến vào trong đầu. Đồng thời nhiệt độ nóng bỏng cũng kéo tới gần thân thể hắn. Giờ phút này, Lục Lâm Thiên mới chính thức biết được nhiệt độ cao này có bao nhiêu sự khủng bố, nhiệt độ cao khủng bố thông qua mi tâm xâm nhập vào không gian trong đầu hắn, khiến cho linh hồn run run, giống như có thể khắc chế linh hồn vậy. Cũng may hồn anh có kim đao màu vàng bảo hộ, không tạo thành vấn đề quá lớn, kim đao màu vàng này dường như có thể ngăn cản bất luận công kích nào gây bất lợi với linh hồn. Mà trên thân thể, Lục Lâm Thiên lúc này rốt cuộc cũng triệt để biết được sự khủng bố của Thái Cổ U Minh Viêm, nhiệt độ của Thái Cổ U Minh Viêm này quá kinh khủng, làm cho Bất Diệt Huyền Thể và Bất Tử Địa Linh Thể cũng khó có thể chống lại. Bất Diệt Huyền Thể có thể chống lại công kích khủng bố, công kích thế nào cũng có thể chống lại. Hóa thành mảnh vỡ khôi phục, Thái Cổ U Minh Viêm lại không đánh ra công kích thực chất, mà là dùng nhiệt độ thiêu đốt, có thể làm cho làn da, tế bào, máu tươi, kinh mạch, xương cốt hóa thành tro tàn. Thái Cổ U Minh Viêm khủng bố này không chỉ khiến cho thân thể không có cách nào chống lại, quan trọng hơn là hỏa diễm này có thể thẩm thấu vào xương cốt, có thể khiến cốt tủy, lục phủ ngũ tạng bị thiêu đốt. Hỏa diễm trong lúc vô hình thẩm thấu vào thiêu đốt và công kích khiến cho Bất Diệt Huyền Thể và Bất Tử Địa Linh Thể khó có thể chống lại. Mà lúc này vẫn chỉ là Thái Cổ U Minh Viêm này làm ảnh hưởng tới Lục Lâm Thiên mà thôi. Trên người Lục Lâm Thiên có Bất Diệt Huyền Thể, Bất Tử Địa Linh Thể, cả hai hợp nhất. Lực phòng ngự kinh khủng cũng không có cách nào chống lại. Nếu như đổi lại là người khác ở chỗ này, kết cục không cần phải nói. Sợ rằng căn bản không có cách nào chống lại. Khục khục, thân ảnh Lục Lâm Thiên bị đẩy lui, huyễn ảnh thanh vũ chấn động, không gian hỏa diễm màu xanh ra trời phía dưới bị đánh bay một mảnh, chấn động khủng bố khiến cho lòng người sợ dãi mà sinh ra rung động. Nhân loại nhỏ bé, ngươi quá yếu, căn bản không có cách nào chống lại ta. Những tồn tại đỉnh tiêm trong nhân tộc các ngươi khi trước cũng không có cách nào làm gì được ta huống chi là ngươi. Ta chỉ cần ngươi có thể chịu tải được ta một hồi là được rồi, chờ ta đi ra ngoài, cả thiên hạ này không có ai có thể làm gì được ta. Nam tử áo lam cười nhạt một tiếng, bàn chân đạp mạnh hư không. Phanh phanh. Nam tử áo lam đạp mạnh hư không, biển lửa màu xanh ra trời phía dưới liên tiếp nổ tung, bộc phát ra chấn động giống như núi lửa phun trào. Siêu. Ngay tại lúc đó nam tử áo lam mang theo khí tức hủy diệt ngập trời lập tức lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên, nhiệt độ nóng bỏng khủng bố, hủy diệt bất luận sinh linh gì. Không gian chung quanh Lục Lâm Thiên bị hỏa diễm màu xanh ra trời bao phủ, căn bản không có cách nào tránh đi. Nam tử áo lam xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên, thân ảnh hóa thành một đạo hỏa diễm màu xanh ra trời,
lập tức chui vào trong mi tâm Lục Lâm Thiên, tiếp đó biến mất trong mi tâm Lục Lâm Thiên. Siêu! Đạo hỏa diễm màu xanh ra trời này tiến vào trong đầu, toàn thân Lục Lâm Thiên lập tức run lên. Một cỗ nhiệt độ khủng bố, phô thiên cái địa cùng với năng lượng hủy diệt đồng thời tràn vào trong đầu hắn. Năng lượng hủy diệt cùng với nhiệt độ khủng bố khiến cho linh hồn hắn không có cách nào thừa nhận. Dưới cỗ năng lượng cùng với nhiệt độ khủng bố này, Lục Lâm Thiên có cảm giác trong đầu mê muội, chỉ có một cỗ ý thức ở sâu trong linh hồn cưỡng ép thanh tỉnh mà thôi. Lúc này bản thể thái cổ U Minh Viêm tiến vào trong đầu, Lục Lâm Thiên hoàn toàn đem tiền đặt cược của mình đặt vào kim đao màu vàng. Kim đao màu vàng đã ra tay cứu hắn mấy lần, mà ngay cả hồn anh cấp bậc chuẩn đế cũng có thể thôn phệ. Lúc này thái cổ U Minh Viêm tiến vào trong đó, Lục Lâm Thiên rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể trông chờ vào tên thổ phỉ trong linh hồn. Thổ phỉ, dựa vào ngươi a, ngươi phải cố gắng lên. Lục Lâm Thiên đem tất cả tiền đặt cược của mình lên kim đao màu vàng, tuy rằng là hành động bất đắc dĩ, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể chờ mong. Tên thổ phỉ trong linh hồn luôn ăn chặn chỗ tốt, dường như không ngừng tăng lên mạnh, càng không thể dung chuyển, cho nên hiện tại Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể hy vọng tên thổ phỉ trong linh hồn mình phát huy. Tuy trong lòng Lục Lâm Thiên có chút chờ mong lại có chút vô lực. Vật khủng bố như thái cổ U Minh Viêm, kim đao thổ phỉ trong linh hồn hắn có thể chống lại được sao? Chính bản thân Lục Lâm Thiên cũng hoài nghi, thế nhưng lúc này cũng chỉ có âm thầm cầu nguyện. Trong lòng Lục Lâm Thiên run rẩy, bây giờ giống như hắn đang đứng trên cầu nại hà, vạn nhất sai lầm thì hắn sẽ không còn cách nào xoay người nữa. Siêu! Đạo hỏa diễm màu xanh ra trời tiến vào trong mi tâm Lục Lâm Thiên. Khí tức ngập trời lan tràn, lập tức hóa thành hình người, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Cũng trong nháy mắt này Lục Lâm Thiên mỉm cười, bởi vì rốt cuộc kim đao màu vàng đã có động tác. Trong nháy mắt khi thái cổ U Minh Viêm hóa thành hình người, trong không gian trong đầu Lục Lâm Thiên, đột nhiên có tiếng xé gió quỷ dị vang vọng, cả không gian trong đầu đột nhiên tràn ngập kim quang, bên trong kim quang có sát khí ngập trời. Đây là thứ gì? Năng lượng thật mạnh. Nam tử áo lam xuất hiện. Nụ cười lạnh trên khóe miệng lúc này đột nhiên hóa thành kinh hãi, trong mắt hắn phía trước xuất hiện một đạo đao mang màu vàng. Đao mang màu vàng xuất hiện, chiếu rọi cả không gian, xen lẫn một cỗ sát khí ngập trời. Không xong, trong đầu tiểu tử này có bảo vật. Nam tử áo lam biến sắc, cỗ khí tức khiến cho hắn không có cách nào phản kháng ép xuống, trước mặt khí tức này hắn có cảm giác bản thân mình giống như con sâu cái kiến. Khí tức này so với khí tức khủng bố lúc trước vây khốn hắn dường như còn cường hãn hơn. Trốn. Nam tử áo lam biến sắc, cấp tốc chạy trốn. Hắn đâu còn dám ở lại, lập tức chật vật lui lại. Khí tức trên đao mang màu vàng kia khiến cho hắn không dám chống lại. Nam tử áo lam, thái cổ U Minh Viêm này muốn chạy trốn, thế nhưng bên trong không gian này có một cỗ lực lượng vô hình giam cầm hắn vào bên trong, khiến cho hắn không thể động đậy. Kim quang bao phủ. Lực lượng ngập trời vây khốn hắn vào bên trong. Siêu! Trong ánh mắt kinh hãi của hắn nhìn thấy một đạo đao mang màu vàng giống như trống trời bổ xuống, một đạo ầm ầm bổ về phía hắn, khí tức này khiến cho hắn có cảm giác hủy diệt. Nhân loại đáng chết, ngươi âm ta! Thái cổ U Minh Viêm phẫn nộ quát một tiếng, hắn có cảm giác nhất định là nhân loại giảo hoạt này cố ý dẫn hắn tới đây. Trong lúc giận dữ, bên trong thân thể có một đạo hỏa diễm màu vàng cấp tốc thoát ra. Siêu siêu. Cùng một lúc trên kim đao màu vàng bắn ra một đạo đao mang màu vàng chói mắt, dùng xu thế bá đạo vô cùng, không có một chút chậm trễ nào bổ vào thân ảnh hình dáng nhân loại của thái cổ U Minh Viêm. Ken két. Thân ảnh nam tử áo xanh này lập tức chia năm xẻ bảy, tiếp đó trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ tiêu tán trong đầu Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên lập tức cảm thấy khí tức khủng bố và hủy diệt trong đầu tiêu tán. Ồ, thổ phỉ linh hồn, người quá ngưu a. Trong lòng Lục Lâm Thiên đột nhiên mừng rỡ như điên, ngay cả thái cổ U Minh Viêm khủng bố này mà thổ phỉ trong linh hồn cũng có thể bá đạo bổ ra một đao. Chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên điên cuồng, kim đao màu vàng không phải là ngưu bình thường. Hắn cũng không biết kim đao màu vàng là vật gì, thế nhưng nhất định rất khủng bố. Nhân loại đáng chết. Một đạo hỏa diễm màu xanh ra trời từ trong mi tâm Lục Lâm Thiên bắn ra. Đạo hỏa diễm màu xanh ra trời này lần nữa hóa thành thân ảnh nam tử áo xanh. Chỉ là khuôn mặt nam tử áo xanh lúc này tái nhợt, thậm chí khí tức còn suy yếu. Vừa rồi trong lúc hoảng sợ hắn hy sinh một đạo linh hồn phân thân mới có thể thoát khỏi đao mang quỷ dị màu vàng kia. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, hắn bị phong ấn vô số năm vừa rồi lại suýt chết.
khí tức vừa rồi khiến cho hắn có cảm giác hủy diệt, mà lúc này tổn thất một đạo linh hồn phân thân khiến cho hắn bị trọng thương, chẳng khác gì là mất đi nửa cái mạng. Nhân loại vô sỉ, giảo hoạt, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nam tử áo lam cả giận nói, khuôn mặt vốn tuấn lãng kia lúc này trở nên dữ tợn. Trên mặt có hỏa diễm màu xanh nhảy lên. Tiếng quát vừa dứt, nam tử áo lam này vung tay lên. Đại điện cùng với vương tọa sau lưng tiến vào trong biển lửa ngập trời. Lập tức thân ảnh nam tử áo lam này cũng từ từ phai nhạt, cũng dung nhập vào bên trong biển lửa mênh mông, ngập trời màu xanh kia. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, cả phiến hư không run rẩy kịch liệt. Từng đạo hỏa diễm màu xanh ra trời từ trong hư không trút xuống. Nhân loại đáng hận, làm tổn thương phân thân ta, ngươi sẽ hối hận. Từ trong biển lửa màu xanh ra trời, thanh âm giận dữ vang lên. Cả biển lửa lập tức sóng to gió lớn. Bình thường vô số năm qua thái cổ U Minh Viêm không có cách nào dãy giụa, trải qua vô số năm buồn tẻ khiến cho hắn sụp đổ. Tỉ mỉ bày ra lâu như vậy, thật vất vả mới thoát ra khỏi phong ấn, cho rằng sau khi tìm được thân thể chịu tải được mình thì hắn có thể thoát khốn. Đến lúc đó trời đất bao la mặc hắn ngao du, cho dù là ai cũng không có cách nào làm gì được hắn. Thế nhưng hắn thật không ngờ, hắn vừa mới lao ra đã bị thương như vậy, linh hồn phân thân bị diệt, không khác gì diệt nửa cái mạng của hắn. Hắn giận, giận dữ ngập trời, đây là thứ mà hắn tuyệt đối không thể nào chịu đựng được. Trên hư không, trên sơn mạch ngoài biển mây khi trước lúc này đã bắt đầu hội tụ không ít thân ảnh. Thiên địa minh, đế đạo minh, tán tu, tiểu thế lực, cơ hồ các cường giả tiến vào trong hư không bí cảnh đều có mặt ở đây. Tất cả mọi người nhìn qua không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh, nghẹn họng nhìn chân chối. Nhiệt độ khủng bố kia ngay cả tôn giả bình thường cũng không có cách nào thừa nhận. Trừ các đại hoàng tộc còn có thánh linh giáo, thiên địa các, linh vũ giới, các cường giả nhìn nhau, căn bản không biết xảy ra xê huyện gì. Cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng tất cả mọi người đều đoán ra phía trước vừa mới xảy ra biến cố kinh người. Lục Lâm Thiên bị nhốt. Linh Vũ Đại Đế cũng bị vây khốn bên trong, tộc trưởng Thanh Long Hoàng tộc dường như cũng bị vây khố. Từ đám người nghị luận phía trước chúng cường giả nghe được một tin tức rung động. Tin tức này khiến cho có người lo lắng, có kinh hỉ, trong lòng dao động. Ầm ầm. Trong lúc mọi người kinh ngắc, biển lửa màu xanh ra trời bao la kia đột nhiên cuồn cuộn. Biển lửa vốn bình tĩnh trong nháy mắt nổi lên sóng to gió lớn. Một cơn sóng lửa giống như cự long lên trời cuồn cuộn. Xoẹt. Sóng lửa màu xanh ra trời bắn tứ tung, tựa như một cơn mưa to trên biển lửa màu xanh, biển lửa lần nữa mở rộng, khuếch tán qua vô số đỉnh núi và ngọn núi. Những nơi nó di qua, vạn vật bị phá hủy, bị san bằng thành bình địa. Đây là phá hủy, là hủy diệt khiến cho tất cả mọi người run sợ, không có tâm chống lại. Chạy, chạy mau. Dưới cỗ khí tức khủng bố này cơ hồ tất cả cường giả lần nữa trốn chạy. Không có người nào có thể ngăn cản. Cấp độ chuẩn đế cũng không được, chuẩn đế cũng chỉ có thể thành thành thật thật chạy trối chết mà thôi. Biển lửa màu xanh ra trời lan tràn, giống như muốn phá hủy tất cả mọi thứ trong không gian hư vô, khiến cho tim mọi người đập nhanh giống như diệt thế. Ta muốn đem nơi nuốt sống trong cơ thể ta. Trong hư không, trong không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh, biển lửa cuồn cuộn, sóng to gió lớn nổi lên, giống như là biển gầm. Khí tức hủy diệt lan tràn trong không gian. Áp lực trong đầu Lục Lâm Thiên biến mất, thế nhưng giờ phút này khí tức nóng bỏng chung quanh thân thể giống như muốn đem thân thể, huyết dịch, kinh mạch, xương cốt, cốt tủy, lục phủ ngũ tạng thiêu đốt thành cho bụi. U Minh Viêm hỏa luyện. Biển lửa cuồn cuộn, một cỗ hỏa diễm màu xanh ra trời cuồn cuộn, biến hóa trước mắt Lục Lâm Thiên, không gian trước mắt Lục Lâm Thiên lóe lên, thân thể xuất ở trong không gian tràn ngập hỏa diễm bao la, nhưng mà không gian hỏa diễm lúc này có chỗ bất đồng với lúc trước. Siêu. Trong không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh ra trời, nhiệt độ lần nữa tăng lên. Ở trong không gian khủng bố này bốn phương tám hướng đều là hỏa diễm màu xanh ra trời. Lúc này Lục Lâm Thiên giống như bị một không gian bị hỏa diễm màu xanh bao phủ. Đây là thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm. Toàn thân Lục Lâm Thiên run lên, đây tuyệt đối là thế giới bên trong Thái Cổ U Minh Viêm. Nhiệt độ trong này rất cao. Hộ thân cương khí căn bản không có cách nào ngăn cản nhiệt độ khủng bố như vậy. Toàn thân giống như trong khoảnh khắc có lửa thiêu đốt từ trong thân thể ra ngoài. Không xong. Trong lòng Lục Lâm Thiên run rẩy, khó có thể chống được nhiệt độ cao khủng bố như vậy.
ngay cả có bất diệt huyền thể và bất tử địa linh thế cũng không được. Thái cổ U Minh Viêm này rõ ràng muốn ăn tươi nuốt sống, luyện hóa hắn tới chết trong không gian của nó. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn về phía trước, mảnh không gian phía trước khiến cho hắn không có cách nào nhìn thẳng, trước mắt đều là hỏa diễm màu xanh tràn ngập thiên địa. Không gian chung quanh hắn đều bị bao phủ, sớm muộn gì cũng bị hóa thành tro tàn, bị chôn sống bên trong. Lục Lâm Thiên không biết thế giới trong Thái Cổ U Minh Viêm rộng lớn bao nhiêu, thế nhưng hắn có thể khẳng định, trừ phi Thái Cổ U Minh Viêm này chết đi, hoặc là hắn phá vỡ thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, bằng không căn bản khó có thể ra được, bị chôn sống bên trong là chuyện sớm muộn. Trong lòng Lục Lâm Thiên ngưng trọng, Lục Lâm Thiên cũng khẳng định lúc này hắn đã gặp nguy cơ chính thức, xem ra vừa rồi kim đao màu vàng cũng chỉ có chém nát một đạo linh hồn phân thân mà thôi. Bản thể Thái Cổ U Minh Viêm chật vật đào thoát. Kim đao màu vàng, lúc này bị nhốt ở bên trong, Lục Lâm Thiên không có lựa chọn nào khác, tâm thần khẽ động, muốn thúc giục kim đao màu vàng phá vỡ thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm. Nhưng mà Lục Lâm Thiên có thúc giục như thế nào hắn cũng phát hiện ra mình căn bản không thể lay động được nó. Dùng tu vi của hắn hiện tại, vẫn không có cách nào dung chuyển kim đao màu vàng kia. Nhân loại, trong thế giới của ta, ngươi không trốn thoát được đâu. Thân thể ngươi dường như có chút quái dị. Thân có bảo vật. Thế nhưng bây giờ ngươi chắc chắn sẽ chết, ta nhìn xem ngươi còn có thể chống lại được bao lâu. Thanh âm của Thái Cổ U Minh Viêm tiếp tục truyền tới, ngay lúc đó, trong thế giới này khắp nơi đều là hỏa diễm màu xanh ra trời, không có cách nào hình dung nhiệt độ cao trong thế giới này. Giờ phút này sợ rằng bất kỳ chuẩn đế nào rơi vào trong tay, trong nháy mắt sẽ bị đốt thành tro bụi. Lúc này hộ thân cương khí quanh thân rốt cuộc cũng không có cách nào ngăn cản nhiệt đột khủng bố kia. Áp lực trong cơ thể cũng tăng lên nhiều. Trong nháy mắt toàn thân giống như bị thiêu đốt, thân hình héo rút, huyết dịch trong cơ thể bị đốt cháy. Hỏa diễm này từ trong ra ngoài, căn bản không có cách nào ngăn cản, chân khí rốt cuộc không có cách nào chống lại. Chẳng lẽ ta thực sự phải chết ở nơi này sao? Trong lòng Lục Lâm Thiên trầm xuống, hôm nay không phải bản thân hắn sẽ vẫn lạc trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, thân thể hóa thành tro tàn, tiêu tán trong thiên địa đó chứ? Thế nhưng cho dù không muốn thì bằng vào thực lực của hắn hiện tại cũng không có cách nào chống lại được Thái Cổ U Minh Viêm này. Không, ta không thể chết. Lục Lâm Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn đi tới dị giới này đã có được người mình yêu, vũ đạo, linh đạo còn chưa tu luyện tới cực hạn, trong lòng hắn còn quá nhiều thứ không bỏ xuống được. Nghĩ tới đây trong đôi mắt đen kịt của Lục Lâm Thiên hiện lên bản quyền vọng muốn sống. Siêu siêu. Mà tại thời điểm này, kim đao màu vàng trong đầu Lục Lâm Thiên giống như đã bị bản quyền vọng muốn sống của Lục Lâm Thiên làm ảnh hưởng, đột nhiên kim quang đại thịnh, từ trong đầu lan tràn ra. Thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng, kinh mạch, cơ bắp, xương cốt toàn thân. Dưới sự xâm nhập của kim quang, những nơi kim quang đi qua, hỏa diễm trong cơ thể tiêu tán, tất cả khôi phục lại như bình thường. Siêu! Ngay lúc đó từ trong cơ thể Lục Lâm Thiên có một đạo kim quang chậm rãi từ bên trong lan tràn ra. Dưới sự bao phủ của kim quang, hỏa diễm màu xanh ra trời chung quanh thân thể Lục Lâm Thiên bị đẩy lui, không dám tới gần. Đây là bảo vật gì? Trong không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh, Thái Cổ U Minh Viêm kinh ngạc lên tiếng, trên kim quang màu vàng này hắn cảm giác được khí tức khủng bố đã diệt sát linh hồn phân thân của hắn, khí tức này khiến cho hắn cảm thấy bất an. Kim đao, đa tạ. Lục Lâm Thiên kinh hỉ nhận ra, kim đao màu vàng này quả thực nghiêu bức. Lúc này Lục Lâm Thiên khẳng định, kim đao màu vàng mà hắn đạt được trong mật địa của Vân Dương Tông chính là cơ duyên lớn lao nhất của hắn. Nếu như nhạc phụ Vân Khiếu Thiên biết được chỗ tốt của kim đao màu vàng, sợ rằng nhất định sẽ dùng trăm phương ngàn kế thu lại. Cảm nhận mình không còn áp lực, Lục Lâm Thiên kinh hỉ, đồng thời cũng không dám quá lạc quan, kim đao màu vàng này chỉ bảo hộ hắn mà thôi, nó không chủ động công kích. Cũng tương đương với việc hắn không có cách nào ra ngoài. Hừ. Mặc kệ ngươi có bảo vật gì, ở trong U Minh Viêm hỏa của ta đều phải hóa thành dung nham, ngươi sẽ chết. Để ta nhìn xem ngươi có thể chống lại bao nhiêu, dám diệt phân thân của ta, mặc kệ là trả giá lớn như thế nào ta nhất định phải luyện ngươi thành tro tàn. Hỏa diễm màu xanh ra trời cuồn cuộn, lập tức bao phủ Lục Lâm Thiên. Thái cổ U Minh tin tưởng nhân loại này nhất định không chống đỡ được bao lâu. Thời gian càng lâu, nhân loại nàng nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ. Công tôn lão tổ khống chế thuộc tính hỏa khi trước rằng co với hắn 10 năm, không thể làm gì được hắn, cuối cùng cũng chỉ có thể hậm hực rời đi.
mà lúc này nhân loại trước mắt này chỉ dựa vào bảo vật mà thôi. Trong thế giới của hắn, nhân loại này sẽ chết chắc, muốn đem hắn luyện hóa chỉ là chuyện sớm muộn. Trong hư không bí cảnh, không gian hỏa diễm màu xanh ra trời lần nữa lan tràn đến tình trạng khủng bố mới chậm rãi dừng lại. Liếc nhìn lại, không gian bao la lúc này đều là hỏa diễm màu xanh ra trời, khiến cho người khác căn bản không dám đặt chân vào bên trong. Chuẩn đế cũng không dám đặt chân vào. Từng đạo thân ảnh tiếp tục lui lại, những người ở phía trước đương nhiên chính là người thập đại hoàng tộc, còn có thánh linh giáo, thiên địa các, linh vũ giới, từng đạo thân ảnh mang theo ánh mắt ngưng trọng, thậm chí còn đau lòng không thôi. Dưới hỏa diễm màu xanh ra trời này đối với người của thập đại hoàng tộc, còn có cường giả thánh linh giáo, thiên địa các, linh vũ giới đã tạo thành đả kích cực lớn. Vốn các tộc đi tới đây đều hơn 20 người, mà lúc này tộc còn nhiều nhất cũng chỉ có 5-6 người mà thôi. Những người khác đều bị hỏa diễm màu xanh ra trời thôn phệ, hồn anh khó có thể đào thoát. Đây là thiên hỏa, đây tuyệt đối là thiên hỏa trong lời đồn. Nhìn qua không gian hỏa diễm kinh khủng trước mắt, đại trưởng lão Độc Cô Gia thì thào nói, toàn thân vẫn còn run rẩy không thôi. Thiên hỏa trong lời đồn A. Thiên hỏa nhất định là đế giả, so với huyết linh mẫu đơn kia còn cường hãn hơn nhiều. Huyết linh mẫu đơn kia đã khủng bố tới cực điểm. Không ngờ lại còn có thiên hỏa tồn tại. Không ngờ sau lưng 13 tấm địa đồ lại là thiên hỏa. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nghị luận, mắt nhìn không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh, mọi người căn bản không dám đặt chân vào trong đó. Vô Song Tỷ, Lâm Thiên, Tiểu Long, Đại Bá đều bị vây khốn ở bên trong, làm sao bây giờ? Độc Cô Cảnh Văn lo lắng hỏi, đôi mắt xinh đẹp nhìn qua không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh, thế nhưng lại không có cách nào đặt chân vào. Chúng ta có sốt ruột cũng vô dụng, hy vọng bọn họ có thể thoát thân. Ngoài miệng Bắc Cung Vô Song nói như vậy, thế nhưng trong lòng lại lo lắng không thua Độc Cô Cảnh Văn một chút nào, bàn tay trắng như tuyết nắm chặt, thế nhưng cũng chỉ có thể bất lực. Đáng chết, thiên hỏa này quá quỷ dị. Cùng Kỳ Tôn Giả vừa mới định đặt chân lên không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh, thế nhưng vừa mới tới gần đã không thể không lui ra phía sau. Nhiệt độ cùng với khí tức hủy diệt kia khiến cho hắn tới gần lập tức cảm thấy mê muội, giống như muốn rơi vào trong biển lửa, căn bản không có cách nào đặt chân lên biển lửa. Long Nguyệt trưởng lão, có biện pháp nào hay không? Tiểu Long còn bị nhốt ở bên trong A. Huyền Vũ Hoàng tộc luôn cùng với Thanh Long Hoàng tộc bất hòa lúc này Huyền Phạt trưởng lão đi tới trước mặt đại trưởng lão Long Nguyệt sốt ruột hỏi. Ta cũng không có cách nào. Chẳng lẽ bằng vào lực phòng ngự của Huyền Vũ Hoàng tộc các ngươi cũng không có cách nào đặt chân lên thiên hỏa hay sao? Đại trưởng lão Long Nguyệt lúc này cũng không có thời gian bận tâm tới ân oán của hai tộc, trong lòng cũng đang lo lắng cho Tiểu Long. Phòng ngự của ta cũng không có cách nào chống lại thiên hỏa quá mức cường hãn. Đại trưởng lão Huyền Phạt lắc đầu thở dài. Cùng Kỳ Tôn Giả, Lâm Thiên bị nhốt sao? Biện pháp nào cứu hắn ra không? Trong đám người, Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Thiên Dương Tôn Giả, Mang Linh Lão Tổ, còn có Thiên Địa Nhị Lão, Hỏa Sĩ Tôn Giả của Phi Linh Môn nghe vậy lập tức biến sắc, cả đám sốt ruột đi tới bên cạnh cùng Kỳ Tôn Giả. Các ngươi cũng đã nhìn thấy, hiện tại ta cũng không có cách nào, mà ngay cả Nam Lão Đệ cũng bị vây khốn bên trong. Cùng Kỳ Tôn Giả lắc đầu nói, tuy rằng hắn là chuẩn đế, thế nhưng lại hoàn toàn vô dụng. Trong đám người, lúc này không có ai chú ý, mấy người còn lại trong Linh Vũ Giới. Dung nhan tinh xảo của Lăng Thanh Tuyền bởi vì chạy thoát khỏi sự thôn vệ của thiên hỏa mà lúc này có chút chật vật, hai mắt mang theo vẻ lo lắng. Lục Lâm Thiên, ngàn vạn lần ngươi đừng chết, để cho nữ nhi tốt xấu gì cũng được gặp mặt ngươi. Nếu như lần này ngươi có thể đi ra, có lẽ ta sẽ đem chuyện nữ nhi nói cho ngươi. Trong lòng Lăng Thanh Tuyền thì thào nói, lời này không có bất kỳ người nào nghe được. Nếu như ngươi bị vây bên trong ai chiếu cố kinh vân đây, ngươi không thể chết. Trong đám người, Mộ Dung Lan Lan cũng nhìn chăm chú vào không gian bị hỏa diễm màu xanh ra trời bao phủ. Thiên hỏa, không ngờ sau lưng 13 tấm địa đồ này lại là tồn tại khủng bố như thiên hỏa, tại sao lại như vậy? Trường bào trên người Lam Thập Tam tung ba, nhìn qua không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh, dưới cỗ khí tức hủy diệt này khiến cho trong lòng hắn có cảm giác sợ hãi. Lục Lâm Thiên còn bị nhốt bên trong sao? Trong đôi mắt giống như bảo thạch của Tử Yên hiện lên sự lo lắng. Ầm ầm. Lúc này cả phiến không gian bắt đầu run rẩy, giống như sắp thiên băng địa liệt. Ken két. Cùng một lát, ở trong hư không bí cảnh, không
không gian run rẩy, bắt đầu xuất hiện từng vết nứt trong không gian. Cả không gian vặn vẹo, một cỗ lực lượng mạnh mẽ vô cùng khuếch tán. Hư không bí cảnh sắp đóng cửa. Dường như sắp tới thời gian đóng cửa. Làm sao bây giờ, còn có người bị vây khốn bên trong. Mọi người kinh ngạc, không ít thanh âm kinh ngạc vang vọng. Đương nhiên, trong đám người cũng có một ít người mừng thầm trong lòng. Hư không bí cảnh sắp đóng cửa, lần sau mở ra không biết sẽ là năm nào tháng nào. Nghe nói mỗi lần hư không bí cảnh mở ra đều cách nhau mấy ngàn năm. Lục Lâm Thiên này bị nhốt bên trong, bị thiên hỏa vây khốn, hơn phân nửa là chết chắc. Siêu siêu. Trong khoảng thời gian ngắn, trong không gian tràn ngập một cỗ lực lượng bài xích trong thiên địa. Trong hư không bí cảnh, từng đạo thân ảnh bị bài xích, thân thể bị hút vào trong vết nứt trong gợn sóng không gian. Tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ lực lượng bài xích, bản thân thân bát do kỷ bị hút vào bên trong, không có cách nào chống lại. Mọi người chỉ ở trong vết nứt không gian một lát rồi lập tức xuất hiện trên vùng biển bao la. Trong hải vực vô biên, hải vực bao la một mảnh mờ mịt, giống như đây là tận cùng của thiên địa. Siêu siêu. Từng đạo thân ảnh bị trục xuất ra bên ngoài, trên không trung, nơi vốn là cửa vào của hư không bí cảnh, cái động sâu cực lớn trong không gian, nơi có khí tức từ cổ chí kim trường tồn với thời gian đang bắt đầu thu liếm, từ từ tiêu tán. Siêu. Hải vực bao la, cuồn cuộn giống như biển gầm, từng cơn sóng nước hơn trăm thước cuồn cuộn, giờ phút này hải vực bắt đầu bình thường trở lại. Từng đạo thân ảnh đạp không mà đứng, trong chốc lát ngắn ngủi, cửa vào trên không gian biến mất không thấy gì nữa. Hải vực yên tĩnh trở lại, giống như động tĩnh kinh người mấy tháng qua chưa từng xuất hiện qua. Đi ra rồi, đây đã là bên ngoài. Đều đi ra rồi. Siêu siêu. Từng đạo thân ảnh xuất hiện trên hải vực, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Lăng Thanh Tuyền, Đạm Đài Tuyết Phi, Mộ Dung Lan Lan, Đại trưởng lão Long Nguyệt, Đại trưởng lão Huyền Phạt, Huyền Kình, Huyền Doanh, Chu Thần Nhu, Chu Thần Hy, Hổ Lỗ, Hổ Tu đạp không lơ lửng trên không trung. Thiên hỏa đáng chết, Độc Cô gia ta tổn thất thảm trọng a. Giữa không trung, Độc Cô Phàm Vân liếc nhìn qua không trung, vốn lần này Độc Cô gia tộc đi tới 20 người thế nhưng lúc này cho dù là số người đi ra nhiều nhất trong các tộc thì cũng chỉ có 7 người. Đúng vậy, lão Cửu, lão Bát còn chưa có tới. Lão Thất, lão Lục, lão Ngũ đều vẫn lạc, còn có không ít hạt giống trong tộc a. Tam trưởng lão Độc Cô Lâm Khoa của Độc Cô gia tộc đau xót không thôi. Tổn thất thảm trọng a. Trong các tộc, đám cường giả đau đớn không thôi. Lần này coi như trọng thương, đây là thực lực của các đại hoàng tộc a, không như người bên ngoài. Hư không bí cảnh đóng cửa, đám người Lâm Thiên còn ở bên trong, làm sao bây giờ? Độc Cô Cảnh Văn nhìn Bắc Cung Vô Song, ánh mắt lo lắng, giống như mất đi chủ ý, tâm loạn như ma. Cảnh Văn, chúng ta lập tức trở về, hỏi cường giả trong tộc có biện pháp nào hay không? Bắc Cung Vô Song nói. Được, muội trở về tìm phụ thân muội nghĩ biện pháp. Độc Cô Cảnh Văn lập tức nói. Bắc Cung Vô Song cũng sốt ruột nói. Ta cũng trở về tộc một chuyến, đến lúc đó có tin tức gì lại liên hệ. Đại trưởng lão, tộc trưởng còn bị nhốt trong hư không bí cảnh, chúng ta làm sao bây giờ? Đại hộ pháp Long tộc nói. Chúng ta về trước, sau đó lại nghĩ biện pháp. Đại trưởng lão Long Nguyệt đau lòng, bất quá cũng nhanh chóng hạ quyết tâm, chỉ có thể về trước rồi nói sau. Trong đám người, Huyền Doanh nói với đại trưởng lão Huyền Phạt. Đại trưởng lão, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng ta cũng về trước, thông báo cho gia gia các người nghĩ biện pháp. Hiện tại chúng ta cũng bất lực. Đại trưởng lão Huyền Phạt nói. Chúng đệ tử Đế Đạo Minh, chúng ta trở về trước đi. Vân Khiếu Thiên nói, hiện tại hắn cũng chỉ có thể trở về một chuyến, Đế Đạo Minh và Thiên Địa Minh sớm muộn cũng phải chiến một trận, thế nhưng hiện tại chuyện lớn như vậy, không phải thời điểm đại chiến. Lúc này đám người Thiên Địa Minh cũng không có ngăn cản. Chuyện lớn như vậy bọn họ bằng mọi cách phải nhanh chóng truyền tin tức trở về. Thế nhưng bất kể như thế nào đây đã là một tin tức tốt. Lục Lâm Thiên cùng với Linh Vũ Đại Đế bị nhốt ở trong thiên hỏa, lúc này hư không bí cảnh đã đóng cửa, sợ rằng Lục Lâm Thiên kia đã sớm chết. Thiên hỏa kinh khủng như vậy căn bản không có ai có thể đặt chân vào, huống chi là bị nhốt ở giữa, không chết mới là lạ. Siêu siêu. Từng đạo thân ảnh rời khỏi hải vực, không có mấy người lưu lại. Có một ít cường giả chung quanh còn đang nhìn một chút, sau đó cùng dần rời đi. Một lát sau,
cả hải vực triệt để yên tĩnh trở lại. Có nghe nói hay không, dường như trong hư không bí cảnh xuất hiện thiên hỏa, còn có người bị nhốt trong hư không bí cảnh. Ta nghe nói Lục Lâm Thiên và Linh Vũ Đại Đế bị nhốt ở bên trong. Không thể nào, không phải là chết chắc hay sao? Lục Lâm Thiên làm một yêu nghiệt, tuyệt đối chết chắc rồi, quá đáng tiếc. Lục Lâm Thiên vừa chết, sợ rằng Phi Linh Môn sẽ suy sụp. Đâu chỉ là Phi Linh Môn suy sụp, ta thấy Đế Đạo Minh vốn đang chiếm ưu thế sợ rằng hiện tại cũng không xong. Giữa không trung xa xa, từng tiếng nghị luận truyền ra, một đám vương cấp, xuất cấp tới gần. Tin tức kinh người này truyền ra cả đại lục, hiện tại chỉ cần là tin tức liên quan tới ba chữ Lục Lâm Thiên đều giống như mọc cánh, dùng tốc độ rất nhanh lan tràn ra. Trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, hỏa diễm màu xanh cuồn cuộn dũng mãnh tiến về phía Lục Lâm Thiên. Lúc này Lục Lâm Thiên giống như một chiếc lá trong cơn mưa rào, một con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển. Từng đợt sóng lửa cuốn tới quang mang quanh thân Lục Lâm Thiên, căn bản không có cách nào dung chuyển Lục Lâm Thiên. Mặc kệ hỏa diễm màu xanh này thiêu đốt thế nào, Lục Lâm Thiên đều sừng sững đứng trong không gian. Dưới sự bao phủ của đao mang màu vàng thân thể đứng bất động, huyễn ảnh thanh vũ trên lưng cũng đã sớm được thu hồi. Thái cổ U Minh Viêm nổi giận, ngẫu nhiên mắng to không thôi. Lục Lâm Thiên cũng không để ý tới, trong lòng vẫn đang suy nghĩ làm sao có thể rời khỏi thế giới của Thái cổ U Minh Viêm. Lục Lâm Thiên quả thực cũng nghĩ tới một biện pháp, vốn Lục Lâm Thiên nghĩ tới hai biện pháp. Một là phá vỡ thế giới của Thái cổ U Minh Viêm, biện pháp này nhất định không cần phải nghĩ nữa. Đây chỉ là nằm mơ mà thôi. Cho dù kim đao màu vàng có bổn sự như vậy, Lục Lâm Thiên cũng tự biết bản thân mình không có thực lực thúc giục kim đao màu vàng. Mà biện pháp thứ hai, chính là đánh chết Thái cổ U Minh Viêm, biện pháp này Lục Lâm Thiên càng không cần nghĩ tới. Biện pháp này kỳ thực so với biện pháp phá vỡ thế giới của Thái cổ U Minh Viêm cũng không khác bao nhiêu. Về phần biện pháp thứ ba Lục Lâm Thiên vừa mới nghĩ tới, muốn ra khỏi thế giới của Thái cổ U Minh Viêm, vậy thì cũng chỉ có thể thu phục Thái cổ U Minh Viêm này, sau khi khống chế Thái cổ U Minh Viêm, mới có thể đi ra ngoài. Thế nhưng biện pháp này cũng khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thán, lắc đầu. Năm đó lão tổ Công Tôn gia tộc, trưởng khống giả thuộc tính hỏa, cũng không thể làm gì được Thái cổ U Minh Viêm, bằng vào một chút thực lực của hắn cũng không được. Lục Lâm Thiên nghĩ lại. Căn bản đây là chuyện không có khả năng. Còn không bằng cầu nguyện kim đao màu vàng lại phát huy, bổ một đao xé đôi không gian của Thái cổ U Minh Viêm. Nghĩa phụ, Tiểu Long, hai người thế nào rồi? Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ động, thanh âm vang lên thiên trụ giới. Lúc này Lục Lâm Thiên không dám tiến vào trong thiên trụ giới, sau khi hắn tiến vào thiên trụ giới, kim đao màu vàng chắc chắc sẽ không bảo hộ hắn nữa. Mà bị vây ở trong thiên trụ giới. Lục Lâm Thiên lo lắng đến lúc đó ngay cả thiên trụ giới cũng bị luyện hóa mất. Dù sao Thái cổ U Minh Viêm quá cường hãn. Lão đại, không có việc gì, huynh thế nào rồi? Trong thiên trụ giới, lúc này trong tầng thứ nhất, Tiểu Long cùng với Nam Thúc đã đếm rõ số lượng ngày, cũng đã gặp được Bách Biến Tôn giả khiên Bách Biến. Ta bị nhốt ở trong thế giới của Thái cổ U Minh Viêm, ta có bảo vật bảo hộ. Tạm thời không có việc gì. Thế nhưng căn bản không thể ra khỏi thế giới của Thái cổ U Minh Viêm này. Lục Lâm Thiên nói với Nam Thúc và Tiểu Long tình huống hiện tại của mình. Người bị nhốt trong thế giới của Thái cổ U Minh Viêm. Vậy thì cơ hội đi ra ngoài càng thêm xa vời. Trong thiên trụ giới, thanh âm của Nam Thúc vang lên, Lục Lâm Thiên có thể nghe thấy rõ ràng. Nếu như người có thể bảo hộ chính mình, biện pháp duy nhất chính là nghĩ biện pháp khống chế, thu phục Thái cổ U Minh Viêm. Bằng không đừng mong ra ngoài. Cái này rất khó khăn. Lục Lâm Thiên khẽ cười khổ. Trong không gian thiên trụ giới, ánh mắt Nam Thúc khẽ đổi, cũng vô cùng bất đắc dĩ. Lúc này hắn cũng không có cách nào, về phần thu phục khống chế Thái cổ U Minh Viêm, liệu có ai có thể làm được? Đây quả thực chính là chuyện không có khả năng. Sau khi do dự một lát, Nam Thúc nói. Có lẽ ngươi có thể thử đột phá thành đế. Có lẽ sau khi thành đế thì sẽ có một tia cơ hội. Thành đế sao? Lục Lâm Thiên thì thào nói, ánh mắt chớp động một hồi, lập tức nhìn thiên trụ giới nói. Nghĩa phụ, con biết rồi, con tạm thời không có việc gì, mọi người cứ ở bên trong tu luyện đi. Chờ sau khi con thoát khốn sẽ báo cho mọi người. Lão đại, huynh cẩn thận một chút. Tiểu Long ở trong thiên trụ giới nói, lúc này Tiểu Long cũng đã hóa thành hình người rồi khoanh chân ngồi. Lục Lâm Thiên thu hồi tâm thần,
mắt nhìn hỏa diễm màu xanh cuồn cuộn bên ngoài, muốn đột phá đế cấp khó khăn như thế nào a? Thái cổ U Minh Viêm này đã sớm là đế giả, còn không phải đế giả bình thường, so với huyết linh mẫu đơn kia còn mạnh hơn nhiều. Coi như là hắn đột phá đế cấp, sợ rằng cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Nhưng mà ngựa chết coi như ngựa sống, hiện tại Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể làm như vậy. Ồ, huyết linh mẫu đơn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, nói tới huyết linh mẫu đơn này, lúc này Lục Lâm Thiên mới nhớ tới, huyết linh mẫu đơn chui vào trong cơ thể đại hồn anh rồi tiến vào trong đầu. Siêu. Trong cơ thể đại hồn anh, huyết linh mẫu đơn bắt đầu chấn động trong cơ thể đại hồn anh. Giống như muốn phá thể từ trên người đại hồn anh mà ra. Khi huyết sắc quang mang vừa mới cưỡng ép từ trong cơ thể đại hồn anh ra thì đã bị đao mang màu vàng trên kim đao trong đầu Lục Lâm Thiên bao phủ. Siêu. Huyết sát chi khí lập tức bị cắn nuốt, căn bản không có sức phản kháng, thậm chí lực thôn vệ còn kéo tới bên người đại hồn anh. Tới bên người đại hồn anh mới dừng lại. Đáng chết, đây là cái gì? Thanh âm như chuông bạc của huyết linh mẫu đơn mang theo sự kinh ngạc từ trong thân thể đại hồn anh truyền ra. Đao mang quỷ dị màu vàng kia khiến cho nàng cảm nhận được khí tức hủy diệt, trình độ kinh khủng của khí tức kia so với thái cổ U Minh Viêm còn khủng bố hơn. Khiến cho nàng hoàn toàn không có lực chống lại. Tất cả mọi chuyện trong đầu Lục Lâm Thiên đều biết rõ ràng, xem ra huyết linh mẫu đơn này cũng e ngại đao mang của kim đao màu vàng. Ánh mắt chớp động, huyết linh mẫu đơn trốn ở trong cơ thể đại hồn anh, Lục Lâm Thiên tự nhiên cũng không yên tâm, hắn suy nghĩ một hồi, đại hồn anh trong đầu đột nhiên khoanh chân mà ngồi. Sát khí lan tràn, thanh âm vang vọng trong cơ thể đại hồn anh. Huyết linh mẫu đơn, người muốn chết hay sống? Nhân loại, người có ý gì? Chẳng lẽ bằng ngươi cũng muốn diệt ta sao? Nực cười. Thanh âm như chuông bạc của huyết linh mẫu đơn vang lên, mang theo sự khinh thường. Rõ ràng nàng không muốn thỏa hiệp với Lục Lâm Thiên, thỏa hiệp với một nhân loại, làm sao có thể? Ngừng một lát, thanh âm của huyết linh mẫu đơn từ trong cơ thể đại hồn anh truyền ra. Mang theo một tia kinh ngạc. Ta lại cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ ngươi không bị thái cổ U Minh Viêm tiêu diệt sao? Trước tiên ngươi cứ lo cho bản thân mình đi, nếu như ngươi không muốn sống thì ta sẽ lập tức cho ngươi chết. Đại hồn anh nói. Hừ, nhân loại nhỏ bé, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi tưởng ta sợ sao? Huyết linh mẫu đơn trả lời. Thật sao, vậy thì cứ thử xem. Khóe miệng đại hồn anh nở nụ cười nói. Hừ, thân thể này của ngươi dường như không phải là bản thể, có sát khí cùng với khí tức linh hồn. Chỉ là một cỗ phân thân quỷ dị mà thôi. Tuy rằng có thể thôn vệ huyết sát chi khí và linh hồn phân thân của ta, thế nhưng lúc này có bản thể ta ở đây, ngươi căn bản không thôn vệ được. Muốn diệt ta, chỉ bằng nhân loại nho nhỏ như ngươi còn chưa đủ tư cách. Thanh âm như chuông bạc của huyết linh mẫu đơn quanh quẩn trong đầu Lục Lâm Thiên, vẫn giống như có ma lực, có thể ảnh hưởng tới linh hồn. Đương nhiên, loại ảnh hưởng này dưới sự chiếu rọi của kim đao màu vàng, đối với Lục Lâm Thiên căn bản không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Huyết linh mẫu đơn, người có muốn nghe ta nói một câu hay không? Đại hồn anh lơ đễnh nói, khóe miệng lạnh nhạt cười. Nói cái gì? Huyết linh mẫu đơn rõ ràng có chút hiếu kỳ. Địa bàn này là do ta làm chủ. Lục Lâm Thiên mỉm cười, vừa mới dứt lời đột nhiên hai mắt Lục Lâm Thiên đỏ rực giống như máu tươi. Một cỗ sát khí ngập trời từ trong hai mắt bắn ra. Sát khí ngập trời cùng với năng lượng tàn hồn quanh thân đại hồn anh khuếch tán, thân thể hình người phai nhạt. Bản thân đại hồn anh chính là do sát khí và tàn hồn ngưng tụ thành thân thể. Tuy rằng trải qua từ kim huyền lôi rèn luyện có thể ngưng tụ thành hình người, thế nhưng cũng có thể tùy thời tản ra. Siêu! Ở không gian trong đầu, đại hồn anh lập tức hóa thành tàn hồn hư vô và sát khí phiêu đãng trong đầu. Sát khí bàng bạc cùng với tàn hồn phiêu động, khuếch tán ra chung quanh. Mà lúc này, mất đi thân thể đại hồn anh bảo hộ, huyết linh mẫu đơn lập tức xuất hiện trong đầu, một đóa hoa lớn bằng bàn tay, toàn thân đỏ như máu xuất hiện. Siêu siêu! Cơ hồ cùng một lúc, mất đi đại hồn anh bao phủ, huyết linh mẫu đơn lập tức đỡ upsilon.ng phải kim đao màu vàng công kích. Dưới sự bao phủ của kim đao màu vàng, toàn thân huyết linh mẫu đơn run rẩy. Đây rốt cuộc là địa phương quỷ dị gì? Huyết linh mẫu đơn lập tức kinh ngạc kêu một tiếng, dưới sự bao phủ của kim đao màu vàng, linh hồn toàn thân nàng bỡ ngỡ, huyết sát chi khí trên người tổng khoảnh khắc bị kim đao màu vàng thôn phệ. Siêu siêu! Trong nháy mắt, huyết linh mẫu đơn hóa thành bản thể khổng lồ,
huyết sát chi khí ngập trời lan tràn, tựa như biển máu đem bản thể bao phủ vào bên trong. Mà quang mang bên trên kim đao màu vàng lập tức phô thiên cái địa bao phủ huyết linh mẫu đơn. Trong quang mang, huyết sát chi khí giống như biển máu bị thôn phệ, cắn nuốt. Căn bản không có lực chống lại, căn bản không có cách nào chạy thoát. Nhân loại, ngươi làm cái quỷ gì vậy? Mau dừng lại, chúng ta thương lượng, nhanh dừng tay. Huyết sát chi khí bị cắn nuốt, huyết linh mẫu đơn sợ. Chuyện này khiến cho nàng trọng thương, trong thanh âm như chuông bạc kia hiện lên sự kinh hãi. Dưới cỗ khí tức khủng bố này, nàng cảm giác tuyệt đối e ngại và kiêng kỵ. Quang mang quỷ dị kia giống như tùy thời có thể diệt nàng. Ngươi chỉ cần trả lời ta muốn chết hay là muốn sống. Dưới sự bao phủ của kim đao màu vàng, tiểu hồn anh của Lục Lâm Thiên nói. Muốn sống, không có ai lại muốn chết. Huyết linh mẫu đơn lập tức nói, dưới sự thôn phệ của kim đao màu vàng, bản thể khổng lồ đã bắt đầu run rẩy. Muốn sống thì rất dễ, để cho ta bố trí một đạo linh hồn ấn ký trong linh hồn bổn nguyên của ngươi. Tiểu hồn anh nói, Lục Lâm Thiên vừa mới nghe nghĩa phụ Nam Thúc nói qua, muốn thu phục những linh vật trời sinh này so với việc khống chế yêu thú cũng không khác nhau là bao. Chỉ cần có linh hồn, thì chỉ cần bố trí một đạo linh hồn ấn ký trong linh hồn bổn nguyên là có thể khống chế. Lục Lâm Thiên đã sớm biết linh vật trời sinh đều là bảo vật, ai cũng muốn thu vào tay. Đến lúc đó chính là một cỗ trợ lực kinh khủng, vốn Lục Lâm Thiên cũng không ảo tưởng thu huyết linh mẫu đơn này. Bởi vì hắn biết thực lực của mình không đủ. Muốn thu huyết linh mẫu đơn tuyệt đối không có khả năng. Không những như vậy còn đem cái mạng nhỏ của mình ra đền. Mà lúc này huyết linh mẫu đơn kia ma xui quỷ khiến thế nào lại tới trong không gian linh hồn của hắn. Ỷ vào uy áp của kim đao màu vàng, tự nhiên Lục Lâm Thiên không bỏ qua cơ hội cực lớn này. Đây quả thực chính là trời ban phúc, hắn bị nhốt trong thái cổ u minh viêm, thế nhưng lại có cơ hội thu phục được huyết linh mẫu đơn. Huyết linh mẫu đơn khống chế cường giả thành hoa nô vô cùng dễ. Tăng thêm thực lực quỷ dị mà khủng bố, Lục Lâm Thiên xác định, nếu như huyết linh mẫu đơn kia hắn có thể chiếm được, đến lúc đó chính là cánh tay đắc lực của hắn.